Thủy Kính Hoa hơi sững sờ, không rõ ràng Diệp Thần, tại sao cho mình mặc lên quần áo? Chẳng lẽ, hắn điều không phải muốn? Một khắc sau, Diệp Thần hai chân, bỗng nhiên phát lực, cả người giống như tên lửa vậy bắn ra, ầm một tiếng vang thật lớn, trực tiếp dựa vào cường hãn thân xác, đem khách sạn vách tường, đụng ra một cái lỗ thủng to, bay ra lữ điếm ra. Thủy Kính Hoa ở gió lớn bên trong, thật chặt đè xuống mình vạt áo, không hiểu nhìn về phía Diệp Thần, đang dự định mở miệng hỏi lúc đó, sau lưng, bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Ầm ầm, giống như vạn lôi trỗi lên, vô cùng mãnh liệt sóng trùng kích, vét sạch đúng tòa Hoàng Kim Thành, Thủy Kính Hoa mặt đầy sợ hãi vẻ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, hai người mới vừa cư trú trong đó lữ điếm, lại là xảy ra nổ kịch liệt. Cả tòa lữ điếm, đều đã biến thành hư ảo, tại chỗ, chỉ còn lại có một đóa nối thẳng chân trời mây hình nấm. Liền liền quanh mình trong trăm mét, những cái kia lấy linh tinh kiến trúc mà thành nhà, cũng ngay tức thì nghiền, chết rất nhiều. Thủy Kính Hoa, có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói, đây là. Diệp Thần trầm giọng nói, Thủy cô nương, xin lỗi, mới vừa, ta ở đó trong lữ điếm cảm ứng được loại nào đó mãnh liệt năng lượng ba động, dưới sự bất đắc dĩ, mới xông vào phòng tắm bên trong. Nếu như chỉ có một mình hắn, dựa vào sinh mệnh lực của hắn ngược lại là đủ để chống cự cái này uy lực nổ tung, nhưng, Thủy Kính Hoa nhưng không cách nào làm được. Thủy Kính Hoa nghe vậy, mặt đẹp ngay tức thì một phiến băng hàn nói, không nghĩ tới, nhanh như vậy, liền bị những cái kia người thừa kế cửa tìm được, tàng bảo xăm, có bí pháp bảo vệ, cho dù ta bị nổ vì bụi bẩm, có xâm ra vậy sẽ bảo tồn được. Diệp Thần trong mắt cũng là ý định giết người bảo tránh, người này thủ đoạn quá mức cực đoan, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn ranh giới cuối cùng, đối mặt loại người này, Diệp Thần tuyệt sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội, phải giết không thể nghi ngờ. Ngay tại lúc này, Thủy Kính Hoa đột nhiên khẽ hô liền một tiếng, hô hấp có dồn dập. Diệp Thần hỏi, thế nào? Thủy Kính Hoa mắt đẹp, đột nhiên tảo hạ liền dưới người nơi nào đó u ám hẻm nhỏ, gấp giọng nói, làm người thừa kế cửa lẫn nhau đến gần lúc đó, xăm sẽ có phản ứng, ta cảm ứng được, vậy hẻm nhỏ bên trong có xăm người thừa kế tồn tại. Diệp Thần sắc mặt, bỗng nhiên một nghiêm túc, người này vừa vặn xuất hiện ở chỗ này, như vậy rất có thể chính là đưa tới nổ người. Bàng nhiên thần niệm, ngay tức thì gào thét ra, rất nhanh, Diệp Thần liền phong tỏa một đạo thân ảnh. Cùng lúc đó, trên mặt đất, một đạo sắc bén cực kỳ đỏ thấm kiếm mang, bỗng nhiên bùng nổ, hướng bầu trời bên trong Diệp Thần cùng Thủy Kính Hoa bắn nhanh tới. Diệp Thần nhìn kiếm kia mang ánh mắt chớp mắt nói, nửa bước quy luật. Người này kiếm mang bên trong, lại là hàm chứa nửa bước quy luật, hơn nữa, hắn phép tắc tầng thứ bất ngờ so với Thiết Mạc Bắc cao hơn cùng một chút. Kiếm mang này, ẩn chứa quy luật lực, cơ hồ đạt tới nửa bước phép tắc trình độ cao nhất, chỉ kém một đường, liền có thể lên cấp trở thành thật quy luật. Một kiếm này, làm tươi đẹp vô cùng. Bất quá, Diệp Thần ngưng mắt nhìn đạo kiếm quang kia nhưng là dĩ nhiên không sợ, hừ lạnh một tiếng, cả người hơi thở một thịnh, vàng bạc ngọn lửa hội tụ ra, hóa thân thái thượng thiên sư, một kiếm bão tố ra, ngay tức thì đem kiếm kia mang mất đi. Một khắc sau, Diệp Thần khẽ quát một tiếng nói, phần huyết quyết. Sau lưng, ngay tức thì mở ra đối với ngọn lửa hư tượng, tăng tốc độ, liền thuấn gì vậy xuất hiện ở vậy hẻm ngầm bên trong. Ở trước mặt hắn, đứng một tên mặt đầy vẻ kinh ngạc, mặt mũi anh tuấn hồng bào nam tử. Diệp Thần nhìn vậy hồng bào nam tử, con người có giúp một cái, người này tu vi bất ngờ là còn thật cảnh tầng 8 thiên. Hơn nữa, hắn quy luật lực khá là mạnh mẽ, thực lực chân thật thậm chí có thể so với một ít thực lực yếu hơn còn thật 9 tầng trời tồn tại. Ánh mắt của hai người ở trên không khí bên trong va chạm ra một hồi tia lửa, đối mặt như vậy đối thủ, cho dù là Diệp Thần vậy không được khinh thường chút nào. Có thể, vậy hồng bào thanh niên, lại là không chút do dự một cái xoay người, liền thi triển thân pháp, cực nhanh chạy thục mạng. Diệp Thần hơi sững sờ, hắn liền thi triển thiên yêu thần tìm cơ hội cũng không có. Lúc này, Diệp Thần đem Thủy Kính Hoa đặt ở tại chỗ nói, ở chỗ này chờ ta. Cùng cái này nhóm cường giả chiến đấu bên trong, mang Thủy Kính Hoa quá nguy hiểm. Thủy Kính Hoa nặng nề gật đầu một cái nói, chú ý. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, sau lưng ngọn lửa dùng sức quạt, thân hình ngay tức thì chớp động ra. Đáng chết, vậy hồng bào nam tử mắng nhỏ một tiếng, lấy thân pháp của hắn lại vung không ra sau lưng vậy càn khôn cảnh tiểu tử. Càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi phải,
cái này Càn Khôn cảnh tiểu tử thực lực lại như thế khủng bố. Coi như hiện tại thiên đạo áp chế biến mất, Càn Khôn cảnh tồn tại, cũng không khả năng nghịch thiên đến tình cảnh này chứ. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Càng làm cho hắn sợ hãi phải, vừa thấy được Diệp Thần, hắn bản năng liền đang điên cuồng cảnh cáo hắn, trước mắt cái này nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi Càn Khôn cảnh tồn tại, vô cùng là nguy hiểm. Hồng Thuấn Thiên từ trước đến giờ là một cái tin tưởng mình trực giác người, đây cũng là hắn tại sao có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Có thể, dưới mắt, tên này lại là đối với mình đuổi tận cùng không buông. Đường đường 36 thiên đảo một trong, Xích Hoàng đảo thiên kiêu Hồng Thuấn Thiên lại bị người đuổi theo đánh. Nói ra, sợ rằng cũng không ai dám tin tưởng. Giờ phút này, Hồng Thuấn Thiên cắn răng một cái, chợt xoay người lại, lần nữa chém ra một kiếm, đỏ thấm kiếm mang ngay tức thì đem không gian biến dạng, nhưng là quỷ dị chớp mắt, biến mất không gặp. Diệp Thần con người co rúm một cái, bỗng nhiên một cái chuyển biến, hướng bên người lướt ngang ra vài thước, cùng lúc đó, kiếm kia mang không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hắn mới vừa chỗ ở vị trí, hơn nữa, nhất kích rơi vào khoảng không, còn tiếp tục hướng hắn chém tới, tựa như, có linh tính vậy. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, đem kiếm kia mang chém chết. Diệp Thần thân hình rơi xuống, cùng Hồng Thuấn Thiên đối mặt, trong mắt của hai người đều là thần mang lớn bắn. Diệp Thần nói thầm, thật là cường đại kiếm pháp tắc, lại là để cho kiếm khí có thể chém nhập hư không, càng mấu chốt chính là, thai sinh ra một chút linh tính. Hồng Thuấn Thiên cũng là kinh hãi nói, thật là khủng khiếp thần niệm lực, tùy tiện liền cảm giác được ta kiếm mang biến hóa, cũng đoán được kiếm mang chém ra vị trí cùng thời cơ, hắn quy luật lực, lại là mạnh mẽ, trong đó hủy diệt lực, tựa như có thể mất đi thế gian vạn vật. Một khắc sau, hai người đồng thời ra tay, hai đạo vô cùng khổng lồ linh áp, lẫn nhau đánh thẳng vào. Diệp Thần đem nguyên khí, phần huyết quyết, thiên yêu thân thể, thái thượng thiên ma thể, thái nhất linh khí, hỗn độn khí diễm, nguyệt hồn trảm vân. Vân, toàn bộ vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, toàn lực ra tay. Mà vậy Hồng Thuấn Thiên cũng là trong mắt xích mang bạo tránh, sau lưng hiện lên một đạo phượng hoàng hư ảnh. Cả người tản mát ra loại nào đó trình độ cao nhất sợ hãi cao cấp sinh mạng hơi thở, trường kiếm trong tay bên trên, phát ra một tiếng phượng hót, mơ hồ lượn lờ lên lau một cái ánh lửa. Một khắc sau, hai người thân hình đều là một cái chớp động, liền xuất hiện ở trời cao bên trong, rồi sau đó, một đạo kiếm quang đỏ ngầu cùng ánh trăng vậy sáng chói kiếm mang, ầm ầm đụng nhau. Một đạo so với mới vừa nổ, chỉ có hơn chứ không kém năng lượng thật lớn, ở trên không bên trong kích động ra. Ở trên thành phố vàng không nhấc lên một phiến hỏa vân. Gió lốc lớn cuộn sạch, cơ hồ phải đem cả tòa hòn đảo cũng thổi được di động. Hai người bóng người không ngừng lóe lên, không gian bể tan tành không nghỉ, quy luật lực lẫn nhau nghiền ép, vô số thành phố vàng dân trong thành, nhìn không chung khủng bố dị tượng, đều là mặt lộ sợ hãi vẻ. Sau một nén nhang, ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh hung hăng đập vào mặt đất bên trên, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Một tên mặc hồng bào nam tử, vô cùng chật vật bò ra, hắn phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, trong mắt, mang kiêng kỵ thần sắc, hắn không giữ lại chút nào, liền lá bài tẩy đều dùng lên dưới tình huống lại vẫn bại. Một khắc sau, hắn sau lưng bỗng nhiên dương ra đối với phượng dực, thì phải thoát thân mà đi. Có thể, đột nhiên tới giữa, hắn thân thể ngưng trệ một cái ở giữa không trung bên trong. Hồng Thuấn Thiên hơi sững sờ, cúi đầu nhìn. Chỉ gặp, hông của mình gian, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây đỏ thấm xiềng xích. Hồng Thuấn Thiên khẽ quát một tiếng, một kiếm hướng vậy xiềng xích chém tới, một hồi kỳ dị va chạm tiếng phát ra, một kiếm này lại là mơ hồ phải đem bữa trước yêu thần tìm chặt đứt. Thiên đạo áp chế biến mất, quy luật lực uy năng bạo tăng sau đó, thiên yêu thần tìm trói buộc cũng không như vậy tuyệt đối. Nhưng, dưới mắt mà nói, cái này chốc lát hạn chế đã đủ. Diệp Thần thân hình. Ngay tức thì xuất hiện ở Hồng Thuấn Thiên trước mặt, hắn trong mắt hàn mang bạo tránh, trong tay sát kiếm thì phải trực tiếp chém nhập Hồng Thuấn Thiên ấn đường. Hồng Thuấn Thiên sắc mặt cuồng biến, bỗng nhiên quát to, chờ một chút. Nổ hư khách sạn người, không phải ta. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tí, bất quá, rất nhanh tựa hồ lại lần nữa kiên định đứng lên, sát kiếm vậy lạnh như băng kiếm phong, tiếp tục hướng xuống chém tới. Hồng Thuấn Thiên thấy vậy. Chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ còn muốn đánh một trận, nhưng, hắn trong mắt cũng là không khỏi được hiện lên vẻ tuyệt vọng. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần vậy bàng nhiên trong thần niệm,
tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Huyền Hàn Ngọc cũng là kinh hô, Diệp Thần, Thủy Kính Hoa hơi thở biến mất. Thấy Diệp Thần thần sắc, Hồng Thuấn Thiên ánh mắt cuồng tránh, rất nhanh, liền nghĩ tới điều gì, lúc này mở miệng nói, ta biết bắt đi nàng người là ai, cũng chỉ có ta, có thể giúp ngươi tìm được người nọ. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc một hồi âm tình bất định, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay. Hồng Thuấn Thiên thấy vậy, rốt cuộc nhẹ thở một hơi, mặt lộ vẻ cười khổ nói, ngươi tin tưởng ta. Diệp Thần nghe vậy, gật đầu một cái nói, ta biết, nổ hư khách sạn người hẳn không phải là ngươi, nhưng, ngươi là xăm người thừa kế, mục đích chính là cướp đoạt Thủy Kính Hoa xăm, cho nên, dù vậy, ta nguyên bản vẫn là dự định giết ngươi, dẫu sao, ngươi ban đầu một kiếm kia, liền dự định đối với ta hạ sát thủ. Diệp Thần, mặc dù có mình nguyên tắc, nhưng cũng không phải là cái gì mềm lòng chùn tay hạng người, cái này đoạt bảo cuộc chiến chính là một chàng ngươi chết ta sống chiến đấu. Càng mấu chốt, cái này sau lưng bí mật, quan hệ đến Hoa Hạ và Vạn Khư. Hồng Thuấn Thiên có chút bất đắc dĩ cười nói, xin lỗi, ngươi sát khí chân thực quá mạnh mẽ, bản năng phản ứng. Hắn có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi là làm sao biết ta không phải nổ hư vậy khách sạn hung thủ. Diệp Thần chỉ một cái trời cao nói, ngươi lựa chọn cùng ta ở trên không đánh một trận, hiển nhiên không muốn tổn thương người vô tội, nổ hư lữ điếm loại chuyện này, không giống như là ngươi sẽ làm được, tốt lắm, hãy bớt nói nhảm đi, hiện tại Thủy cô nương rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất có thể xem ngươi nói vậy, mang ta tìm được nàng, nếu không, ta vẫn là sẽ giết ngươi. Hiện tại, trước nói cho ta, là ai mang đi nàng? Hồng Thuấn Thiên thần sắc có chút ngưng trọng nói, mang đi nàng và nổ hư khách sạn là cùng một người. Người này, tên là Tịch Liệt, đến từ 36 thiên đảo một trong hỏa phá đảo. Tịch Liệt thực lực vậy, nhưng, ở hỏa phá đảo hai đại tuyệt học bên trên lại có vô cùng là sợ hãi thiên phú. Diệp Thần cao mày nói, cái này hai đại tuyệt học, là cái gì? Hồng Thuấn Thiên ánh mắt chớp động nói, hỏa phá đảo hai đại tuyệt học, xích ảnh phương pháp cùng lửa phá phương pháp. Tịch Liệt nắm giữ, chính là cái này hai loại pháp môn đối ứng nửa bước quy luật. Mà đây hai đại tuyệt học, theo thứ tự là che giấu cùng phá sập thần thông. Che giấu thần thông cùng phá sập thần thông, Diệp Thần lẩm bẩm nói. Khó trách, lấy hắn thần niệm lực, không có khoảng cách gần tiếp xúc dưới tình huống đều không cách nào phát hiện vậy Tịch Liệt tung tích. Hơn nữa, hắn phá sập lữ điếm lúc đó, cũng là đến cuối cùng một khắc, Diệp Thần mới có phát giác. Hơn nữa, cái này vẫn là lấy hắn thần niệm mạnh dưới tình huống, vậy thái chân cảnh dưới võ giả. Sợ rằng căn bản liền phát giác cơ hội cũng không có. Đột nhiên, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, nổ phát sinh trước, người người ở chỗ nào? Hôm nay là nửa đêm, Hồng Thuấn Thiên sẽ không đúng lúc là ở lữ điếm vùng lân cận đi lang thang chứ? Hồng Thuấn Thiên nói, ta cũng là ở đó trong lữ điếm. Nói chính xác, ta là theo dõi Tịch Liệt đến trong lữ điếm, ta nghĩ, Tịch Liệt nổ lữ điếm, cũng là vì đối phó ta, mà không phải là các ngươi. Diệp Thần có chút kinh ngạc nói cách khác, người so ta rời đi phải trả sớm. Lấy hắn thần niệm mạnh, có thể nói, coi như là lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, mặc dù là cứu Thủy Kính Hoa, làm trễ nãi một ít thời gian, nhưng, tổng thể mà nói, Hồng Thuấn Thiên cần phải nhanh hơn hắn liền một bước. Hồng Thuấn Thiên mỉm cười nói, không sai, người hẳn cũng nhìn thấy, ta có xích hoàng huyết mạch, xích hoàng chính là vô cùng là cường đại lửa linh thú, mà ta có hạng nhất thiên phú thần thông. Chính là đối với đủ loại thuộc tính lửa thần thông tản ra chập chờn, cũng có thể có vô cùng là cảm ứng rõ ràng. Hắn đột nhiên ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Thần nói, liền giống như, giờ phút này ta có thể cảm nhận được, các hạ trong cơ thể thiêu đốt đạo linh chi hỏa vậy. Bất quá, chợt hắn liền cười nói, bất quá, không cần lo lắng, đạo linh chi hỏa, cho dù có xích hoàng huyết mạch, tại hạ cũng là không chịu nổi, chuyện này, ta cũng không sẽ trước bất kỳ ai nhắc tới, cùng các hạ là địch. Là biết bao nguy hiểm một chuyện, ta đã rất rõ ràng. Diệp Thần khẽ cau mày, âm thầm đối với Nhan Tuyền Nhi nói, Tuyền Nhi, ngươi có thể làm được cùng hắn chuyện giống vậy sao? Nhan Tuyền Nhi gật gật đầu nói, có thể. Bất quá, hiện tại, tạm thời còn không được, ta linh tính, hôm nay còn chưa đủ mạnh, xin lỗi, công tử. Diệp Thần nhẹ thở một hơi, đây cũng không phải nói, đạo linh chi hỏa không bằng xích hoàng huyết mạch, chỉ là, loại cảm ứng này chuyện. Càng chú trọng linh tính, đạo linh chi hỏa mặc dù có linh tính, nhưng, dẫu sao hôm nay Nhan Tuyền Nhi còn chỉ là mồi lửa trạng thái,
Linh tính vậy là mới vừa mở không lâu mà thôi, cho dù ở ngọn lửa cảm giác lực trên, Nhan Tuyền Nhi so với Hồng Thuấn Thiên mạnh hơn, nhưng, linh tính chênh lệch, để cho nàng không cách nào xem Hồng Thuấn Thiên phân biệt được như vậy rõ ràng. Cho ví dụ, giống như một cái cận thị người trưởng thành, chỉ có thể nhìn được mơ hồ kiểu chữ, nhưng là lại có thể đọc hiểu một câu nói ý, có thể, một đứa bé sơ sinh cho dù thị lực khá hơn nữa, xem được lại rõ ràng, đọc không hiểu chữ viết bên trong ý, cũng vô dụng. Diệp Thần nhìn Hồng Thuấn Thiên nói, ta kêu Diệp Thần, ngươi kêu gì? Dưới mắt, phải cứu ra Thủy Kính Hoa, xem ra, cũng chỉ có cùng người này hợp tác. Hồng Thuấn Thiên đứng dậy, vỗ mông một cái, cười một tiếng nói, Hồng Thuấn Thiên. Một khắc sau, hai người thân hình chớp mắt, liền từ tại chỗ biến mất. Thành phố và ngoại ô, một cái bóng đen chớp mắt tiến vào một cái cũ nát đá miếu bên trong. Nhàn nhạt dưới ánh trăng, ánh chiếu ra một tấm âm u, xấu xí khuôn mặt. Người này, là một tên vóc người gầy đét, nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử, hắn trên gương mặt hiện đầy phỏng, cầu kết vết sẹo, đem hắn cả khuôn mặt cũng hoàn toàn vặn vẹo. Hỏa phá đảo hai đại tuyệt học, mặc dù mạnh mẽ, nhưng, tu tập đứng lên cũng là vô cùng là nguy hiểm. Không ít người, cũng vì vậy chùn bước. Tịch Liệt tự nhiên rõ ràng một điểm này, bất quá, hắn rõ ràng hơn, lấy hắn tu võ thiên phú, muốn trên vạn người, muốn để cho tất cả xem thường người hắn toàn bộ bị vô tận hành hạ. Như vậy, cái này hai môn tuyệt học nguy hiểm đi nữa, hắn đều phải làm của riêng. Bình thường người, muốn lên trời, chỉ có cầm mệnh đi đánh cuộc. Hắn làm được, cho dù trả giá giá phải trả, cuối cùng còn sống. Mà thân là Tịch gia vứt đi Tịch Liệt, từ nhỏ liền nhận chịu vô số người chà đạp hắn, cơ hồ so tất cả mọi người đều càng khát vọng thành công. Vì thế, hắn có thể không chừa thủ đoạn nào. Từ Tịch Liệt biểu hiện ra ở hỏa phá đảo tuyệt học trên sợ hãi thiên phú sau đó, Tịch gia liền lần nữa đón nhận hắn, thậm chí, vì đền bù hắn mà dốc hết liền tất cả. Có thể, làm Tịch Liệt biết, gia chủ con trai thừa kế bảo tàng xăm sau đó, hắn liền làm ra một cái quyết định. Vậy, liền đem Tịch gia chém tận giết tuyệt. Chỉ cần Tịch gia người chết sạch, chỉ còn lại hắn một cái, vậy bảo tàng một khi đến xuất thế lúc đó, vì đủ 10 tên người thừa kế, xăm, liền tất nhiên sẽ xuất hiện ở hắn trên mình. Lần này, Tịch Liệt lại thành công. Giờ phút này, Tịch Liệt bước vào cái này ngôi miếu đổ nát bên trong, hắn trên bả vai còn vác một cô gái. Tịch Liệt đem phụ nữ kia, thả ở trên mặt đất, nhìn vậy mặt nạ che giấu hạ như cũ dung nhan xinh đẹp. Vậy vô cùng là vóc người mê người, vậy đôi mắt đẹp bên trong kinh hoàng, Tịch Liệt trong mắt, lóe lên thần sắc tham lam, nhưng, Tịch Liệt là một cái khắc chế người. Hắn biết, bây giờ không phải là thỏa mãn mình tư dục thời điểm, thậm chí, không phải gỡ xuống sâm thời điểm. Câu cá, sống mồi câu hiệu quả tốt hơn nữa, muốn toàn bộ tinh thần chăm chú, không tỉ số thần. Không lâu lắm, Hồng Thuấn Thiên cùng Diệp Thần, liền đi tới vậy ngôi miếu đổ nát ra. Diệp Thần thần niệm động một cái, ngay tức thì liền phát hiện ngôi miếu đổ nát bên trong Tịch Liệt cùng Thủy Kính Hoa. Giữa lúc hắn chuẩn bị trực tiếp xông vào trong miếu lúc đó, Hồng Thuấn Thiên nhưng là rực mạnh liền hắn. Diệp Thần nhìn về phía Hồng Thuấn Thiên, chỉ gặp, Hồng Thuấn Thiên sắc mặt trầm ngưng nói, cái này ngôi miếu đổ nát chung quanh chôn xuống vô số lửa phá đánh, nếu như đồng thời nổ, đủ để đem toàn bộ thành phố vàng san thành bình địa. Diệp Thần cau mày nói, vậy Tịch Liệt, không sợ chết. Hồng Thuấn Thiên nói, xích ảnh phương pháp là một loại cực mạnh che giấu phương pháp, nhưng, ban đầu xích ảnh phương pháp sáng tạo ra, trên thực tế, là vì để tránh cho ở lửa phá phương pháp tạo thành nổ bên trong, bị thương tổn pháp môn. Diệp Thần cắn răng nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn? Hồng Thuấn Thiên ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, nguyên bản dựa vào ta cũng không có bất kỳ biện pháp, nhưng, hiện tại, lại bất đồng. À, vì sao? Hồng Thuấn Thiên nói, bởi vì, người có đạo linh chi hỏa. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói tiếp. Hồng Thuấn Thiên nói, dựa vào thiên phú ta thần thông, mặc dù có không nhỏ nguy hiểm, nhưng, có thể tìm ra phá giải lửa này phá đánh phương pháp, có thể, phá giải lửa phá đánh, cần phải tạm thời áp chế hắn hỏa lực, sợ bị Tịch Liệt thằng nhóc kia phát hiện, xích hoàng lửa, mặc dù không yếu, nhưng, còn không cách nào làm được. Cho nên, người muốn mượn đạo linh chi hỏa áp chế lửa phá đánh. Hồng Thuấn Thiên gật đầu nói, không tệ. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Hồng Thuấn Thiên, đột nhiên hỏi, làm như vậy, đối với ngươi có ích lợi gì?
Hồng Thuấn Thiên nghe vậy cười một tiếng nói, kết minh. Kết minh. Hồng Thuấn Thiên nghiêm túc nói, Diệp công tử, lấy người thực lực như tiếp tục chiến đi xuống, ta tốt nhất kết cục cũng chính là sống sót, không thu hoạch được gì còn muốn bị moi một lớp da. Hắn mặt lộ vẻ cười khổ, đây cũng không phải là cái gì tỉ dụ, là thật moi một lớp da, loại đau khổ này Hồng Thuấn Thiên có thể một chút hứng thú cũng không có. Diệp thần híp đôi mắt một cái nói, cho nên, người hy vọng kết minh. Cùng ta còn có Thủy cô nương cùng chung bản đồ bảo tàng tình báo, như vậy thứ nhất, cho dù tiến vào vậy bảo tàng bên trong, cuối cùng, người không thu hoạch được gì, vậy so với bị lột ra thân nhau được hơn. Hồng Thuấn Thiên gật đầu nói, không tệ, bất quá, nếu như bảo tàng bên trong bảo vật thật nhiều nói, ta hy vọng, Diệp công tử cùng Thủy cô nương chọn hoàn sau đó, cho ta một cái chọn bảo vật cơ hội. Diệp thần không chút do dự gật đầu nói, có thể. Hồng Thuấn Thiên cười một tiếng nói, hợp tác vui vẻ. Một khắc sau, Diệp thần tâm niệm vừa động, một tên tóc bạch kim kim màu bé gái liền xuất hiện ở trước người của nó. Cô gái này đồng quanh thân vàng bạc ngọn lửa lượn lờ, sau lưng, sinh đối với vàng bạc hỏa rực, chính là Nhan Tuyển Nhi. Hồng Thuấn Thiên thấy Nhan Tuyển Nhi ngay tức thì, hơi sững sờ, ngay sau đó, cặp mắt bên trong lại là hiện lên vô cùng là thần sắc si mê. Nhan Tuyển Nhi thấy vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vô cùng là sợ thần sắc, trốn tới Diệp thần sau lưng. Diệp thần thấy vậy, sắc mặt biến đổi, Hồng Thuấn Thiên thằng nhóc này nhìn như thật bình thường, sẽ không có cái gì đặc thù yêu thích đi. Huyền Hàn Ngọc nói, Xích Hoàng Thân là thuộc tính lửa trí cường linh thú một trong, cùng thuộc tính lửa vô cùng là thân thiện, trời xanh liền sẽ bị đạo linh chi hỏa cái này cùng cao cấp ngọn lửa hấp dẫn, là cho tới si mê trình độ. Bất quá ánh mắt của tiểu tử này, ta cũng cảm thấy có điểm là lạ. Diệp thần ho nhẹ một tiếng, đây là, Hồng Thuấn Thiên tựa như mới thanh tỉnh lại, vội vàng lau mép một cái chảy nước miếng, lúng túng cười nói, thất thố, tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức động thủ đi, bất quá, Diệp công tử còn có một việc cần ngươi đi làm. Diệp thần nói, chuyện gì? Hồng Thuấn Thiên thu hồi bức kia cười đùa thần sắc, trầm giọng nói, kéo Tịch Liệt. Phân tán hắn tinh thần, đừng để cho hắn chú ý tới ta hành động. Ta không có phát hiện thân trước, hắn cần phải sẽ không nổ lửa phá đánh, nhưng, tên này tâm lý biến thái, một cái yêu thích chính là hành hạ người. Diệp thần gật đầu một cái nói, ta hiểu. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, lúc này, thân hình động một cái. Diệp thần hướng vậy ngôi miếu đổ nát phóng tới, mà Hồng Thuấn Thiên thì mang Nhan Tuyển Nhi, che giấu thân hình, lặng lẽ đến gần ngôi miếu đổ nát chung quanh. Ngôi miếu đổ nát bên trong Tịch Liệt đột nhiên thần sắc động một cái, khóe miệng dương lên lau một cái thâm độc nụ cười, hướng cửa miếu đi nhìn, rất nhanh, cửa miếu, xuất hiện một đạo thân ảnh. Tịch Liệt chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Diệp thần ánh mắt hung ác địa đạo, đầu tiên, ta muốn nói cho ngươi một chuyện, cái này ngôi miếu đổ nát chung quanh. Chôn xuống rất nhiều lửa phá đánh là cái gì ngươi hẳn đã thấy qua. Nếu như ta được bất kỳ tổn thương, lửa phá đánh cũng sẽ trực tiếp nổ. Diệp thần nhàn nhạt nói, à, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, một tên còn thật cảnh tồn tại đối với ta cái này càn khôn cảnh người, như vậy thận trọng. Tịch Liệt nghe vậy, cười lạnh nói, càn khôn cảnh. Ta cũng không biết cái nào càn khôn cảnh võ giả có thể ung dung tiếp Hồng Thuấn Thiên một kiếm. Ngươi thực lực chí ít cũng ở đây còn thật cảnh tầng 8 thiên tầng lần, hơn nữa còn là chí ít. Diệp thần nói, ngươi ngược lại là rất thật tinh mắt. Ánh mắt ta, từ trước đến giờ cũng rất tốt. Diệp thần nhìn một cái trên đất thủy kính hoa nói, nếu quả thật là như vậy, ngươi thì không nên đối với bạn của ta ra tay. Tịch Liệt nghe vậy, tuét miệng cười một tiếng nói, ngươi đi tới cái này trong miếu, đã thuyết minh ánh mắt ta không có bất kỳ vấn đề, ở chỗ này, ta đã đứng chỗ bất bại. Hắn sắc mặt, bỗng nhiên giữ tợn xuống nói cho ta, Hồng Thuấn Thiên thằng nhóc kia ở nơi nào, chính là hắn mang ngươi tới chứ. Hồng Thuấn Thiên, vẫn là Tịch Liệt đại hỏa tâm phúc. Hắn thiên phú thần thông nhất định chính là mình khắc tinh. Diệp thần cười một tiếng nói, ngươi vì sao không trực tiếp nổ tất cả lửa phá đánh thử một chút. Nói không chừng, hắn đang ở phụ cận đâu. Tịch Liệt khinh thường cười một tiếng nói, thằng nhóc, đừng đối với ta dùng phép khích tướng. Hồng Thuấn Thiên tên kia đối với thuộc tính lửa tổn thương chống trả cực cao, nếu không phải ở khu vực nòng cốt, cho dù là toàn bộ lửa phá đánh, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn, huống chi, có lẽ, ngươi chỉ là bị Hồng Thuấn Thiên thao túng một con mồi đâu. Bất quá!
Tịch Liệt trong mắt lóe lên một chút nóng như lửa cùng thô bỉ nói, ta có biện pháp để cho ngươi mở miệng. Vừa nói, hắn thì phải đưa tay hướng trên đất Thủy Kính Hoa bắt đi. Thủy Kính Hoa thấy vậy, mắt đẹp run rẩy, nàng liều mạng vận chuyển linh lực trong cơ thể, nhưng căn bản không cách nào đột phá Tịch Liệt trồng cấm chế. Có thể, ngay tại lúc này, một đạo vô cùng sợ hãi sát ý ngay tức thì phong tỏa Tịch Liệt. Tịch Liệt cái tay kia, bỗng nhiên cương ở giữa không trung bên trong, hắn vô cùng âm trầm nhìn Diệp Thần nói, ngươi muốn giết ta. Tịch Liệt đúng là một rất thật tinh mắt người, hắn nhìn ra được, Diệp Thần sát ý không có chút nào giả tạo, làm bộ. Diệp Thần mặt không thay đổi nói, lại đem chó của ngươi móng đưa về phía trước một tấc, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tịch Liệt trầm giọng nói, ngươi có biết, giết ta, lửa phá đánh nổ, tất cả mọi người đều sẽ chết. Diệp Thần nhàn nhạt nói, cõi đời này có một số việc, so chết càng làm cho người khó mà tiếp nhận. Phải không? Tịch Liệt nghe vậy, lộ ra vẻ tàn nhẫn cười như điên, cổ tay động một cái, liền phải tiếp tục hướng Thủy Kính Hoa duỗi đi. Vào thời khắc này, hắn sắc mặt nhưng là bỗng nhiên trắng bệch, cả người máu chảy ngược, phát ra một tiếng kinh thiên điên cuồng hét lên, trong cơ thể linh lực trong 1/100 vạn tốc độ vận chuyển, thậm chí, thi triển kích thích tiềm năng bí pháp. Ở ngay lập tức tới giữa, thân hình hướng nghiêng phía sau, bạo lui đi. Cùng lúc đó, một đạo kiếm mang ngay tức thì lướt qua hắn mới vừa đứng vị trí, đem vậy một nơi không gian, cũng mất đi thành hư không. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, đúng nóc ngôi miếu đổ nát bên trong, từng trận pháp ánh sáng lóe lên, miễn cưỡng nhận chịu một kích này, nhưng, toàn bộ trận pháp cũng là ngay tức thì bể tan tành. Một kiếm này, không thể nghi ngờ có khủng bố đến mức tận cùng lực tàn phá. Diệp Thần không có chút nào nương tay. Giờ phút này, đang ngôi miếu đổ nát chung quanh, lặng lẽ phá giải lửa phá đánh hồng thuấn thiên, trợn mắt há mồm nhìn phía xa ngôi miếu đổ nát, áo quần đều đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn hai tay hơi có chút run rẩy xoa xoa mồ hôi trán, lẩm bẩm nói, Diệp công tử, ngươi, rốt cuộc đang làm gì à? Hắn không phải đã nhắc nhở qua Diệp Thần muốn kéo Tịch Liệt sao? Tên này làm sao trực tiếp ra tay? Nếu là Tịch Liệt chết, bọn họ nhưng mà đều phải cho hắn chôn theo à? Hồng Thuấn Thiên có chút sở khóc sở cười nói, Tịch Liệt có thể là cái tâm lý biến thái, nhưng, Diệp huynh hiển nhiên cũng không phải cái gì người bình thường à. Hắn cảm giác, mình thật giống như trên sai thuyền cướp. Đây là, Nhan Tuyền Nhi chợt đạp Hồng Thuấn Thiên một cước, đem hắn đạp được 4 chân hướng lên trời, lạnh lùng nói, siêng năng làm việc, đừng nữa để cho ta nghe được, người nói công tử bất kỳ nói xấu. Hồng Thuấn Thiên nghe vậy, run run một tí, vô cùng cung kính nói, tuân lệnh, công chúa nhỏ. Từ gặp được Nhan Tuyền Nhi bổn tôn sau đó, Hồng Thuấn Thiên tựa như đã hoàn toàn thành Tuyền Nhi trung thành nhất truy tìm người, đối hắn nói gì nghe nấy. Nhan Tuyền Nhi cái mũi nhỏ nhíu một cái, lại là một cước đem Hồng Thuấn Thiên đạp ngã nói, không cho phép kêu ta công chúa. Ừ. Ngôi miếu đổ nát bên trong. Tịch Liệt kịch liệt thở hào hển, chưa tỉnh hồn. Nếu như mới vừa hắn tránh được chậm một ít, hiện tại đã là một người chết à. Tên này lại thật không chút lưu tình chém tới đây. Hắn không sợ chết sao? Không quan tâm nữ nhân này sống chết sao? Tịch Liệt khó có thể tin nhìn Diệp Thần, mặt mũi có chút vặn vẹo nói, xem ra, ngươi cũng là một người điên. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ngươi có thể thử lại lần nữa, lần này, ta bảo đảm, ngươi biết chết. Hôm nay 7 càng đưa lên. Xuất sắc ngày mai tiếp tục, nhìn xong nhớ bỏ phiếu nha. Tịch Liệt sau một hồi trầm mặc, bỗng nhiên tới giữa, trong tay hắn nhiều hơn một chuôi thiêu đốt ngọn lửa dao găm, thân hình hắn một cái chớp động, liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, chủy thủ trong tay động một cái liền hướng Diệp Thần ngực đâm tới. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, thì phải về phía sau tránh đi, có thể, đột nhiên tới giữa, Tịch Liệt trong mắt nhưng là chợt hiện lên một màn điên cuồng ý, ngay tức thì đổi lại dao găm hướng mình đâm tới. Diệp Thần thấy vậy, con người có giúp một cái, ngay tức thì dừng bước, cùng lúc đó, Tịch Liệt trong mắt hiện lên vẻ chế nhạo ý nói, nếu như ngươi lại tránh một lần, ta bảo đảm, chúng ta đều sẽ chết. Một khắc sau, chủy thủ này liền hung hăng đâm vào Diệp Thần tim vị trí. Diệp Thần rên lên một tiếng, chủy thủ kia ở tim vị trí, điên cuồng ấm lên trước, mãnh liệt hỏa lực cháy hắn nội tạng, cơ hồ phải đem tim, cũng hoàn toàn hòa tan. Loại đau khổ này có thể tưởng tượng. Diệp Thần để cho Nhan Tuyền Nhi rời đi thân thể đã không cách nào hoàn toàn miễn dịch thuộc tính lửa làm thương tổn.
Cũng may viêm bia còn ở trong người, xích viêm thần mạch có thể chống cự một phần chia. Tịch Liệt liếm môi một cái nói, ngươi lấy là, ngươi sẽ phát tàn nhẫn. Thủy Kính Hoa thấy một màn này, mắt đẹp bên trong nước mắt đã cuồn cuộn xuống, ở Diệp Thần cùng Vũ Quyết đánh một trận lúc đó, nàng liền biết, Diệp Thần sinh mệnh lực rất cường đại, Tịch Liệt cho dù nổ lửa phá đánh, Diệp Thần vậy vô cùng có thể làm việc xuống, hơn nữa, còn có thể được hai tấm da người xăm. Đối với Diệp Thần mà nói, trên thực tế, Tịch Liệt uy hiếp không đáng giá để ra. Diệp Thần sở dĩ muốn chịu đựng Tịch Liệt đối với hắn công kích, đều là bởi vì nàng. Chẳng biết tại sao, giờ phút này Diệp Thần bị Tịch Liệt gây thương tích, Thủy Kính Hoa lại là đau tim vô cùng, so Tịch Liệt đối với tự mình ra tay còn muốn làm nàng thống khổ. Diệp Thần nhìn Tịch Liệt, cười lạnh một tiếng nói, nghe nói, ngươi thích hành hạ người. Liền cái này, Tịch Liệt sắc mặt trầm xuống, thâm độc cười một tiếng nói, sinh mệnh lực ngược lại là mạnh mẽ, ta đều có chút bỏ không được giết ngươi, khó khăn được lấy được một cái tốt như vậy đồ chơi. Tịch Liệt tiếng nói vừa dứt, chợt rút ra dao găm, lại là vận chuyển toàn lực hướng Diệp Thần đan điền đâm tới, phốc thử một tiếng, dao găm không vào Diệp Thần bụng, máu tươi tung tóe ra, lại bị vậy nhiệt độ cao nơi bốc hơi. Nhưng, Tịch Liệt nhưng là nhíu chặt chân mày, mình một kích toàn lực lại là căn bản không cách nào tổn thương đạt tới Diệp Thần đan điền. Diệp Thần nhìn Tịch Liệt, khóe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt nói, ngươi là bị người đạp thói quen, cũng không biết được lại thế nào tay sao. Người khác đánh ngươi một cái tát, ngươi nhịn nửa ngày, liền sờ một cái người khác quần áo. Đây chính là ngươi phát tàn nhẫn. Ha ha, thật ác độc, ta đều sắp bị ngươi hù chết. Tịch Liệt nghe vậy, cặp mắt ngay tức thì tràn đầy tia máu, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, lửa giận cơ hồ phải đem lý trí nuốt sống, Diệp Thần gãi đúng chỗ ngứa, chọt chúng hắn con tim chỗ đau. Khi còn bé, hắn xem một con chó như nhau tham sống sợ chết, mới có thể sống sót, có thực lực sau đó, bất luận hắn đối với người khác ác độc biết bao, hơn tàn nhẫn, quá vô tình, đều không cách nào cọ rửa đã từng là khuất nhục. Tịch Liệt điên cuồng hét lên một tiếng, gần như điên cuồng toàn lực huy động dao găm, lửa phá pháp thì trình độ cao nhất bùng nổ, không ngừng đánh trước Diệp Thần cả người trên dưới, trong chốc lát, Diệp Thần trên người chính là trải rộng vô số lỗ máu. Từng cơn đau nhức, kích thích hắn thần kinh, đáng tin trước ngoan cường ý chí lực, Diệp Thần nhưng thủy chung không có phát ra nửa nói nhỏ, ngược lại, tràn đầy máu tươi gương mặt, duy trì nụ cười thật to, một đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Tịch Liệt. Tịch Liệt cùng Diệp Thần đối mặt, trong mắt dần dần có sợ hãi thần sắc, Diệp Thần giống như là hắn lúc đó bóng mở vậy, bất luận nổ ánh lửa, có bao nhiêu chói mắt, cũng từ đầu đến cuối không cách nào đem xua tan. Nói cho ta, Hồng Thuấn Thiên rốt cuộc ở nơi nào? Tịch Liệt ước chừng điên cuồng công kích liền Diệp Thần nửa giờ sau đó, Diệp Thần sắc mặt rốt cuộc dần dần trắng bệch. Tịch Liệt kịch liệt thở hào hển, khôi phục linh lực tiêu hao, thấy một màn này, hắn trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Hiện tại, Tịch Liệt đã nhìn ra, Diệp Thần sinh mệnh lực cũng không phải vô hạn, cái này không ngừng công kích, sắp cầm Diệp Thần kéo nhập cực hạn. Tịch Liệt uống một quả máu đỏ đan dược, trong cơ thể hơi thở dị thường bành trướng lên, một khắc sau, liền là đối Diệp Thần đem chủy thủ trong tay hung hăng đâm ra. Một kích này uy lực bất ngờ nhảy lên tới trình độ cao nhất. Thủy Kính Hoa giống vậy nhìn thấu một điểm này, nàng mặt đẹp hoàn toàn trắng bệch, một đôi mắt đẹp không ngừng chớp động, liều mạng muốn phải nói cho Diệp Thần, không cần để ý nàng, giết Tịch Liệt. Có thể, Diệp Thần, cho dù giờ phút này đối mặt Tịch Liệt cái này chí cường nhất kích, nhưng vẫn không có chút nào né tránh, đánh lại ý. Ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa miếu chỗ. Trong chốc lát, tất cả mọi người là ánh mắt chớp mắt. Tịch Liệt dao găm vậy ngừng ở giữa không trung bên trong. Hắn nhìn về phía cửa miếu, đứng ở nơi đó, bất ngờ là một tên mặc hồng bào thanh niên anh Tuấn, chính là Hồng Thuấn Thiên. Giờ phút này, hắn nhìn Diệp Thần giống như một cái người máu dáng vẻ, không khỏi há to miệng, trợn mắt há mồm nói, Diệp huynh, như vậy ngươi cũng còn chưa chết hả? Mặc dù, chúng ta chiến đấu bên trong, ta phát hiện sinh mệnh lực của ngươi cực kỳ mạnh mẽ, nhưng, không nghĩ tới biến thái đến tình cảnh này. Tịch Liệt trên mặt, liều lĩnh cười một tiếng nói, Hồng Thuấn Thiên, ta không biết ngươi là tại sao biết cái này sao ngu xuẩn, chủ động xuất hiện ở trước mặt của ta, nhưng, giờ khắc này, các ngươi cũng đã là người chết. Tịch Liệt trong mắt thần mang lớn thả, thi triển lửa phá phương pháp, thì phải đem ngôi miếu đổ nát chung quanh lửa phá đánh, toàn bộ nổ, có thể, đột nhiên tới giữa,
hắn nhưng là hơi sững sờ, mặt đầy ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Lửa phá phương pháp làm sao mất hiệu lực? Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn về phía Hồng Thuấn Thiên nói, người động tác, thật đúng là chậm. Hồng Thuấn Thiên có chút bất đắc dĩ cười nói, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hơn nữa, cái này người điên ước chừng ở chung quanh chôn mười mấy lửa phá đánh. Giờ phút này, Tịch Liệt tựa hồ rốt cuộc nghe ra cái gì, hắn không muốn tin tưởng gào thét nói, các ngươi rốt cuộc làm cái gì. Đừng cho ta ở chỗ này phô trương thanh thế, Hồng Thuấn Thiên ngươi trang cái gì. Ta rất rõ ràng, người căn bản không có năng lực phá giải lửa phá đánh, huống chi, là có ở đây không bị ta phát hiện dưới tình huống. Đây là, một đạo bé gái thanh âm, đột nhiên vang lên nói, hắn, quả thật không được, nhưng, ta có thể. Cửa miếu ra, lại là hiện lên một đạo thân ảnh, nhìn qua, là một cái 9 tuổi tả hữu còn tấm bé bé gái, mặt mũi tinh xảo đáng yêu. Nhan Tuyền Nhi bước vào trong miếu thấy Diệp Thần vết thương khắp người, hơi sững sờ, ngay sau đó, ầm một tiếng, vô cùng nóng rực ánh lửa, ngay tức thì bùng nổ, hai tròng mắt của nàng ngay tức thì biến thành đỏ tươi vẻ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vậy vặn vẹo thành vô cùng là kinh khủng hình dáng, lôi cuốn uy thế vô biên, hướng Tịch Liệt cuộn sạch đi, điên cuồng hét lên, ngươi lại dám đả thương Liền công tử. Ta muốn ngươi chết. Đối mặt toàn lực bùng nổ Nhan Tuyền Nhi, cảm nhận được ngọn lửa kia bên trong, ẩn chứa sợ hãi lực lượng, Tịch Liệt sắc mặt cuồng biến nói, đạo linh chi hỏa. Ngay tại Tịch Liệt, sắp bị Nhan Tuyền Nhi biến thành biển lửa chìm ngập lúc đó, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, Tuyền Nhi, trở về. Nhan Tuyền Nhi ngay tức thì yên tĩnh lại, một cái lóe lên, liền sáp nhập vào Diệp Thần trong cơ thể. Chỉ còn lại có mặt đầy đờ đẫn vẻ Tịch Liệt, đứng tại chỗ. Diệp Thần ôm lên trên đất thủy kính hoa, mở ra trong cơ thể cấm chế, mỉm cười nói, xin lỗi, để cho ngươi bị sợ hãi. Thủy kính hoa ngay tức thì ôm lấy Diệp Thần, nước mắt cuồn cuộn xuống nói, ngươi rõ ràng có thể bỏ mặc ta, tại sao phải như vậy? Diệp Thần nhàn nhạt nói, hợp tác lúc đó, ta đã đáp ứng ngươi, bảo vệ ngươi chu toàn. Thủy kính hoa nghe vậy, mắt đẹp kịch liệt rung rung một tí, theo bản năng ôm càng chặt hơn một phần. Cảm thụ thủy kính hoa thân thể mềm mại cùng thân thể dán chặt, va chạm, Diệp Thần cổ họng một hồi khô ráo, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế đan điền dưới dần dần ngẩng đầu cự long, có thể, cho dù lấy Diệp Thần ý chí lực, giờ phút này tựa hồ cũng không cách nào ngăn trở cự long quật khởi. Thủy kính hoa mặt đẹp bên trên, đột nhiên hiện lên một vẻ mê mang, đây là, Diệp Thần khí tức nóng bỏng phun ra ở nàng dái tai trên, thấp giọng mở miệng nói, Thủy cô nương, nếu như ngươi lại không buông ta ra mà nói, tối nay, ta cũng không dám bảo đảm trước cùng ngươi ước định. Thủy kính hoa nghe vậy, bên tai ngay tức thì tựa như lửa đốt vậy, lập tức buông ra Diệp Thần, khẽ cúi đầu, mắng một tiếng, lưu manh. Nhưng, mặt đẹp bên trên nhưng là mơ hồ lộ ra một vẻ nụ cười. Ngay tại lúc này, Tịch Liệt ánh mắt chớp mắt, cả người linh khí một thịnh, xích ảnh phương pháp thi triển, cả người tựa như dung nhập vào mình bóng dáng bên trong vậy, tiêu trừ vô hình, một cái chớp động liền xuất hiện ở cửa miếu ra. Hồng Thuấn Thiên ánh mắt lóe lên nói, xích ảnh phương pháp, không hổ là hỏa phá đảo hai đại tuyệt kỳ một trong, chui tốc lại cũng là như vậy sợ hãi. Bất quá, hắn cùng Diệp Thần, giờ phút này trên gương mặt đều là không hoảng hốt chút nào vẻ. Đột nhiên tới giữa, Tịch Liệt thân hình ngưng trệ một cái ở giữa không trung bên trong, giữa eo hắn bất ngờ quấn vòng quanh một đạo đỏ thẫm xiềng xích. Tịch Liệt sắc mặt biến đổi, thì phải đối với vậy xiềng xích ra tay, có thể giờ phút này, Diệp Thần bóng người nhưng là đã xuất hiện ở hắn sau lưng. Nháy mắt tức thì, Tịch Liệt cả người máu, đều tựa như ngay tức thì đông, tựa hồ, mình đang đưa lưng về phía một đầu đang dương ra thú vẫn hồng hoang mãnh thú. Diệp Thần tà tính cười một tiếng nói, thật ra thì, ta mới vừa rồi, không có nói thật. Bị ngươi thọc như vậy nhiều kiếm, trên thực tế vẫn đủ đau, hiện tại, hẳn đến ta chứ. Một khắc sau, một đóa vàng bạc sắc tia lửa ngay tức thì xâm nhập Tịch Liệt trong cơ thể, Tịch Liệt sắc mặt biến đổi, phát ra một tiếng vô cùng là thống khổ kêu thảm thiết, ngay tức thì từ không trung rơi xuống, cảm thụ cả người mỗi một cái tế bào, đều ở đây thiêu hủy cảm giác, cả người giống như côn trùng vậy. Không ngừng vặn vẹo. Hơn nữa, ở Tuyền Nhi điều khiển dưới, huyền diễm lực lượng vừa vặn để cho Tịch Liệt cảm nhận được trình độ cao nhất thống khổ, trong chốc lát, lại chưa đến nỗi giết chết hắn. Tịch Liệt trong mắt, máu nước mắt cuồng trào, cái phim này đau thắng được hắn thừa nhận qua hết thảy, huyền diễm thiêu hủy không chỉ là hắn thân thể, còn có linh hồn cùng sinh mạng căn nguyên à.
Loại cảm thụ đó, liền Diệp Thần đều có chút đồng tình hắn. Tịch Liệt bỗng nhiên móc ra dao găm, vì chậm tách ra thống khổ, lại là rất miễn cưỡng cắm vào mình thân thể, có thể, không làm nên chuyện gì. Hắn đem dao găm nhắm ngay mình ấn đường, tựa hồ muốn kết hắn sinh mạng, nhưng, một cái chân nhưng là hung hãn đem hắn hai tay trực tiếp đạp gãy. Diệp Thần mắt nhìn xuống Tịch Liệt, đối với vậy ánh mắt cầu khẩn, cười nhạt một tiếng nói, muốn chết. Ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi, từ giờ khắc này, chết đối với ngươi mà nói, chẳng qua là một loại hy vọng xa vời. Tịch Liệt đạo tâm ngay tức thì bể nát, vừa nghĩ tới mình phải vĩnh viễn chịu đựng loại đau khổ này, hắn thật là muốn sụp đổ à. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đem Tịch Liệt thân thể quay cuồng, từ hắn trên lưng miễn cưỡng đem người nọ ra bản đồ bảo tàng xé xuống, máu tươi đầm đìa một phiến, nhưng, hôm nay, loại trình độ này thống khổ, đối với Tịch Liệt mà nói, thật là chưa tính là thống khổ, ngược lại, là một loại hưởng thụ à. Hồng Thuấn Thiên nhìn một màn này, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, âm thầm quyết định, từ bây giờ về sau, bất luận phát sinh cái gì cũng không có thể cùng Diệp Thần là địch à. Nếu như Tịch Liệt chỉ là tâm lý biến thái mà nói, Diệp Thần từ đầu đến chân cũng biến thái. Quá khủng bố. Ước chừng hai tiếng sau đó, Tịch Liệt tiếng kêu thảm thiết mới không vang lên nữa. Đây cũng không phải Diệp Thần bỏ qua hắn, chỉ là, Tịch Liệt thân thể đã thiêu hủy mà thôi, bất quá, còn có linh hồn không phải sao. Diệp Thần cũng không dự định đem Tịch Liệt linh hồn mất đi, dựa theo suy đoán của hắn, ở Tuyền Nhi dưới sự khống chế, Tịch Liệt linh hồn hoàn toàn đốt sạch, còn cần hơn 10 triệu năm đi. Diệp Thần trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, tay cầm ra người bản đồ bảo tàng, quay trở về vậy ngôi miếu đổ nát bên trong. Hắn làm việc từ trước đến giờ đều là người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm ta, dù sao cũng lần trả lại. Võ đạo thế giới là tàn khốc. Đây cũng là quy luật sinh tồn. Một gian phòng bên trong, Trường Minh đang bên trong hơi có vẻ ánh lửa mờ tối hơi lóe lên, ánh chiếu ra một tấm lãnh đạm nam tử khuôn mặt. Mà ở trong tay hắn, là một bộ quỷ dị bản đồ này tản ra nhàn nhạt huyết tính mùi, mấu chốt nhất là, hắn chất liệu tựa hồ là da người. Diệp Thần ánh mắt từ da người trên bản đồ rời đi, nhìn về phía một tên đứng ở trước người hắn, mặc hồng bào thanh niên anh Tuấn. Thanh niên kia thấy vậy, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu nói, Diệp huynh thật không thể để cho Thủy cô nương tới sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói, bớt nói nhảm, nhanh lên một chút. Hồng Thuấn Thiên khẽ thở dài một hơi, xem là bị cưỡng bức nhường bộ tiểu tức phụ vậy, chậm rãi mở ra mình hồng bào, lộ ra tràn đầy bắp thịt, đường cong yêu mỹ nửa người trên. Hắn chậm rãi xoay người, ở hắn sau lưng bất ngờ giống vậy mình in một bộ bản đồ xăm. Diệp Thần ngưng mắt nhìn hai tấm bản đồ, cường đại thần niệm cuồng trào ra, thật nhanh phân tích bản đồ trên tin tức. Cái này hai tấm bản đồ, phần lớn địa phương là giống nhau, nhưng, nào đó bộ phận nhưng xuất hiện khác biệt, vậy chỗ bất đồng ở Diệp Thần đầu óc bên trong, thật nhanh vén, dần dần buộc vòng quanh một bức họa mặt. Diệp Thần ánh mắt cuồng tránh, thân hình động một cái, đã xuất hiện ở một cái khác trong gian phòng, căn phòng này bên trong ngồi một tên mặt mũi tuyệt đẹp. Tóc xanh đạt tới eo cô gái, chính là Thủy Kính Hoa. Thủy Kính Hoa hơi sững sờ, mặt đẹp bên trên hiện lên vẻ khẩn trương vẻ, tựa hồ còn không có làm xong chuẩn bị tâm tư. Diệp Thần có chút nóng nảy nói, Thủy cô nương, mau cởi quần áo. À, nghe cái này mập mờ lời nói, còn có Diệp Thần vậy cấp bách, thúc giục ánh mắt, Thủy Kính Hoa tim đập ngay tức thì tăng tốc độ. Diệp Thần nhìn Thủy Kính Hoa ngẩn người dáng vẻ, ánh mắt trầm xuống. Tiếp tục như vậy nữa, liền không còn kịp rồi. Một khắc sau, hắn đột nhiên xuất hiện ở Thủy Kính Hoa bên người, thấp giọng nói, đắc tội. Dứt lời, chính là không nói lời gì chụp vào Thủy Kính Hoa mảnh khảnh bả vai, đem nàng thân thể mềm mại toàn bộ quay cuồng, nằm sấp ở trên giường, đưa lưng về mình. À, Diệp công tử, ngươi! Thủy Kính Hoa kinh hô một tiếng, cái tư thế này thật giống như... Nàng cả người máu điên cuồng ra tốc. Chẳng lẽ, Diệp công tử rốt cuộc không nhịn được sẽ đối tự mình ra tay sao? Thủy Kính Hoa thật chặt cắn môi, liền chính nàng cũng có chút bất ngờ chính là, Diệp Thần động tác mặc dù có chút thô bạo, nhưng, nàng nội tâm tựa như không có chút nào mâu thuẫn. Mơ hồ tựa hồ còn có chút mong đợi, thậm chí là hưng phấn. Diệp Thần ánh mắt chớp động, đem Thủy Kính Hoa vậy bọc ở tương tự kỳ bào thiếp thân váy đầm dài xuống đường cong, thu hết vào mắt, dưới người nộ long. Tựa hồ lần nữa có ngẩng đầu khuynh hướng.
Hắn hít sâu một hơi, hai tay chợt dùng sức, xé ra thủy kính hoa váy đầm dài. Thủy kính hoa giờ phút này, không có thét chói tai, mà là chậm rãi nhắm lại mắt đẹp, mắt lông mi mau nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất là đang đợi một khắc kia đến. Nhưng, làm nàng bất ngờ phải, Diệp Thần nhưng chậm chạp không có động tác kế tiếp. Thủy kính hoa nghi ngờ mở hai mắt ra, mặt đẹp bên trên hiện lên an tâm thần sắc, mới vừa rồi thật sự là hù chết nàng. Bất quá, trong phảng phất, vậy đôi mắt đẹp bên trong nhưng là mang nhàn nhạt thất vọng. Thủy kính hoa không khỏi phải hỏi nói, Diệp công tử. Đây là, Diệp Thần ánh mắt hoàn toàn tập trung vào thủy kính hoa sau lưng bản đồ bên trên, đối với thủy kính hoa thanh âm không phản ứng chút nào, khổng lồ thần niệm cực nhanh vận chuyển. Chỉ chốc lát sau, hắn mới nhẹ thở một hơi, lấy ra một kiện trường bào là thủy kính hoa phủ thêm nói, tốt lắm, thủy cô nương, đứng lên đi, xin lỗi, mới để cho ngươi bị sợ hãi. Thủy kính hoa nghe vậy, có chút chần chờ địa đạo, cái này thì kết thúc sao? Không cần làm cái khác sao? Ách! Diệp Thần hơi sững sờ nói, thủy cô nương, ngươi muốn làm cái gì? Thủy kính hoa nghe vậy, mặt đẹp ngay tức thì tăng đỏ lên, nàng liền vội vàng đứng lên, siết chặt trường bào cổ áo, cúi đầu nói, không, ta là nói. Nàng tựa hồ có chút không biết giải thích như thế nào, đành phải rời đi đổi để nói, Diệp công tử, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhìn về phía trong tay ra người bản đồ nói, người biết, bản đồ này bên trên có cấm chế, rất khó nhớ trên bản đồ nội dung, còn bà nó trước thần niệm mạnh mẽ cưỡng ép nhớ tấm bản đồ này, cùng với Hồng Thuấn Thiên sau lưng bản đồ bên trong tin tức, có thể cũng không cách nào trí nhớ quá lâu, cho nên, mới vừa dưới tình thế cấp bách. Lại là như vậy, thủy kính hoa mắt đẹp bên trong, thoáng qua một chút xấu hổ vẻ, nàng lại nghĩ sai. Diệp Thần trong mắt tinh quang chớp mắt nói, hiện tại, kết hợp ba chương trên bản đồ tin tức, ta đã có thu hoạch, thủy cô nương, đổi thân quần áo đi, một hồi chúng ta ở phòng khách bên trong tập hợp. Dứt lời, Diệp Thần liền rời đi thủy kính hoa gian phòng. Hôm nay, khoảng cách tiêu diệt tịch liệt đã qua một ngày, trong một ngày này, bọn họ đem thành phố vàng vòng vo một lần, cũng không có phát hiện nữa bản đồ xâm người thừa kế. Xem ra, cái khác người thừa kế tập trung vào mấy cái khác đến gần khu bảo tàng hòn đảo bên trên. Rất nhanh, thủy kính hoa liền lần nữa đổi lại cả người váy đầm dài, đi tới phòng khách bên trong, Diệp Thần cùng Hồng Thuấn Thiên đã chờ ở liền nơi này. Ba người ngồi quanh ở một cái bàn tròn trước, Diệp Thần gặp người đã đến đủ, nhìn về phía Hồng Thuấn Thiên nói, Thuấn Thiên, nhưng có Táng Thiên Hải bản đồ. Hồng Thuấn Thiên gật đầu một cái, đem một bộ bản đồ đặt ở cái bàn tròn bên trên. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy tấm bản đồ, tiện tay một chút, một đạo linh quang rơi xuống đất đồ bên trên nói, căn cứ ba tấm bản đồ bên trong lấy được tin tức, chúng ta tiếp theo phải đi đến chỗ này. Hồng Thuấn Thiên cùng Thủy Kính Hoa, thấy trên bản đồ ký hiệu vị trí lúc đó, nhưng là không khỏi con ngươi co rúm một cái, sắc mặt trầm ngưng. Diệp Thần nhìn mặt của hai người sắc, có chút không hiểu nói, các ngươi thế nào? Ba người ánh mắt, tập trung vào vậy linh quang chỗ, giờ phút này. Bản đồ bên trên, một nơi tên là Không Hồi Đảo khu vực, đang lóe lên ánh sáng. Cùng lúc đó, một nơi tên là Liệt Nhật Thành Hải đảo thành phố bên trong. Một gian vắng vẻ phòng nhỏ bên trong, truyền đến từng cơn thê lương tiếng kêu khóc. Phòng nhỏ bên trong, một cô gái không mảnh vải che thân bị trói buộc ở một tấm trên thạch đài, giờ phút này, đá này đài cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Một tên mặt mũi có chút âm nhu, một đầu tóc tím. Khóe mắt dài một viên nước mắt mụt ruồi nam tử, đang chậm rãi đem cô gái sau lưng một mảng lớn ra cắt xuống. Mà ra kia bên trên, bất ngờ xăm một bộ địa đồ bảo tàng. Cô gái này, cũng là xăm một trong người thừa kế. Giờ phút này, cô gái vô cùng là miễn cưỡng ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm nhu mỹ, gương mặt tái nhợt, nàng mặt đầy vẻ khẩn cầu mở miệng nói, hiện tại, ngươi đã đạt được bản đồ, van cầu ngươi, thả qua ta đi. Tên kia âm nhu nam tử nghe vậy, nhìn cô gái máu tươi đầm đìa phần lưng, nhưng là liếm môi một cái, trong mắt nổi lên khác thường hưng phấn cùng khát vọng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vậy mất đi ra bảo vệ máu thịt, cô gái con người co rúm một cái, đang đau nhức dưới, lần nữa phát ra một tiếng hét thảm. Âm nhu nam tử nghe vậy kêu thảm thiết, thần sắc bộc phát vui thích đứng lên, hắn cúi người, ở cô gái bên tai khẽ cười nói, tha ngươi. Trò chơi của chúng ta, hiện tại, vừa mới bắt đầu à? Cô gái nghe vậy, vậy bởi vì đau đớn mà không ngừng xông ra nước mắt hai tròng mắt bên trong, hiện lên tuyệt vọng thần sắc.
Mấy giờ sau đó, âm nhu nam tử nhàn nhã ngồi ở trên giường, so sánh trong tay hai tấm da người bản đồ, đồng thời, hắn sau lưng một bức xăm hơi sáng lên, xăm hình vẽ ngay tức thì xuất hiện ở đầu óc bên trong, so sánh ba chương trên bản đồ tin tức, một lát sau, nam tử khẽ cau mày nói, không hồi đảo. Cái này ngược lại có chút phiền toái. Dứt lời, hắn liền đứng dậy, hướng phòng đi ra ngoài, trong phòng chỉ để lại hai cái bị tàn phá được mất đi hình người thi thể. Hình ảnh quay về. Hồng Tuấn Thiên giọng ngưng trọng mở miệng nói, Diệp huynh, cái này không hồi đảo lấy không hồi làm tên, chính là chỉ có tới chớ không có về ý, muốn đi vào cái này không hồi đảo, không phải vậy được khó khăn. Diệp thần ánh mắt chớp động một chút nói, lời này hiểu thế nào? Hồng Tuấn Thiên nói, không hồi đảo bản thân rất thần bí, toàn bộ táng thiên hải trên lịch sử, chưa từng hồi đảo sống đi ra võ giả, cũng lác đác không có mấy, trong đó nguyên nhân lớn nhất có hai cái. Một, bị táng thiên hải người gọi là tử vong gió bão. Ở nơi này không hồi đảo chung quanh, bao phủ quanh năm không tiêu tan khủng bố gió bão này đủ để đem tiến vào bất kỳ thuyền bè khuấy bể, mà cho dù là hoàn chân cảnh hậu kỳ hải thú vậy tuyệt không dám tự tiện vào trong đó. Vậy phiên trào sóng lớn đủ để đem bọn chúng xương cốt nghiền thành bột, mà không ngừng đánh xuống sấm sét, càng là có thể ngay tức thì đem chúng hóa thành bụi. Diệp thần nghe vậy, không khỏi hơi biến sắc mặt, kinh khủng như vậy gió bão, quả thật xứng với tử vong tên. Hồng Tuấn Thiên tiếp tục nói, hai, tên là bị lạc quỷ sương mù, không hồi đảo bên ngoài vùng biển không chỉ có bao phủ tử vong gió bão, đồng thời, còn có một hồi quỷ dị xám màu tím sương mù dày đặc. Sương mù này cho dù tử vong gió bão đều không cách nào đem thổi tan, mà người bất kỳ, một khi tiến vào sương mù này bên trong, bất luận thần niệm cường đại dường nào, cũng sẽ bị lạc phương hướng, vô cùng quỷ dị. Diệp thần nghe xong, sắc mặt cũng là trầm xuống, chỉ là tử vong gió bão, hắn dựa vào thân xác cường hãn còn có thể mạnh xông thử một chút, mặc dù táng thiên hải không cách nào phi hành, nhưng lấy Diệp thần thân xác lực, lội qua một phiến không lớn vùng biển, vẫn có thể làm được. Có thể, có cái này bị lạc quỷ sương mù, liền hắn cũng thúc thủ vô sách. Diệp thần không khỏi hỏi, chẳng lẽ thì hoàn toàn không có tiến vào trong đó phương pháp? Hồng Tuấn Thiên lắc đầu nói, tự nhiên không phải là không có phương pháp, nếu không, cũng sẽ không có người biết không hồi đảo tồn tại. Chỉ là, muốn đi vào trong đó, điều kiện vô cùng là hà khắc. Đầu tiên, đột phá cái này bị lạc quỷ sương mù, cần một kiện tên là Hải Cực La Bàn bảo vật. Luyện chế cái này Hải Cực La Bàn phương pháp, ngược lại không khó khăn, ta liền có thể ung dung luyện chế, chỉ là. Hồng Tuấn Thiên nói tới chỗ này, ánh mắt có chút lóe lên. Chỉ là cái gì, Diệp thần cau mày nói. Chỉ là, luyện chế Hải Cực La Bàn cần một loại tên là Hải Cực Bảo Toàn đặc thù mỏ sắt, mà đây loại mỏ sắt, toàn bộ táng thiên hải, chỉ có một địa phương tồn tại. Đó chính là 36 thiên đảo một trong sư vương đảo. Mấu chốt nhất là, muốn khai thác cái này Hải Cực Bảo Toàn, cũng không phải là một chuyện đơn giản, Hải Cực Bảo Toàn chỉ có thể lấy thuần lực lượng khai thác. Đối với lực lượng yêu cầu còn đặc biệt cao vô cùng. Hơn nữa, Hải Cực Bảo Toàn linh tính không cách nào lâu dài gìn giữ, cho nên, một khai thác ra thì phải sử dụng, vì vậy cơ hồ không có hàng tích trữ. Hồng Tuấn Thiên khóe miệng ngay tức thì hiện lên vẻ cười khổ nói, sư vương đảo phong tục dũng mãnh, hòn đảo diện tích khổng lồ, trên đảo dân địa phương. Phần lớn lấy đi săn mà sống, bất quá, sư vương đảo dân địa phương, nổi danh nhất, chính là bọn họ cậy mạnh cùng thân xác. Cho dù ta có xích hoàng huyết mạch, thân xác lực không kém, không thừa nhận cũng không được, sư vương đảo những tên kia, ở thân xác lực trên, là chân chính được trời ưu đãi, xa không phải ta có thể so sánh với, cũng chính là vì vậy, muốn có được Hải Cực Bảo Toàn võ giả, phần lớn muốn thỉnh cầu sư vương đảo dân địa phương thay bọn họ khai thác. Đây cũng là sư vương đảo dần dần phồn vinh nguyên nhân, nhưng... Hồng Tuấn Thiên có chút nhức đầu nói, những người này tính cách cực kém, cũng không phải là tốt như vậy giao thiệp. Diệp thần nghe vậy, nhưng là ánh mắt sáng lên, cười nhạt nói, phải không? Tốt lắm, cái này bị lạc quỷ sương mù có phương pháp giải quyết, hiện tại, nói một chút tử vong gió bão đi. Chỉ có thể dùng thân xác lực lượng khai thác. Người khác có thể cần thỉnh cầu những cái kia sư vương đảo bản xứ cường giả. Hắn có thể không cần. Ở thân xác lực trên, Diệp thần có lòng tin không kém gì bất kỳ cái gọi là được trời ưu đãi chủng tộc. Hồng Tuấn Thiên ánh mắt nhỏ tránh, nhìn về phía Thủy Kính Hoa nói, muốn đột phá tử vong gió bão, cần một kiện tên là Trấn Hải Thạch bảo vật. Theo ta biết,
nước Minh Đảo thủy ra trong tay liền có một quả trấn hải thạch. Diệp thần nghe vậy cả kinh, nhìn về phía một mực yên lặng không nói Thủy Kính Hoa, nhìn Thủy Kính Hoa vậy có chút ảm đạm trong mắt, hắn thần sắc động một cái, đối với Hồng Thuấn Thiên hỏi, chẳng lẽ, cũng chỉ có thủy ra có cái này trấn hải thạch. Diệp thần rất rõ ràng, Thủy Kính Hoa năm đó rời đi táng thiên hải, chính là bởi vì thủy ra ép nàng cùng Vũ Quyết thành thân, nàng cùng thủy ra tới giữa, tự nhiên có chút ngăn cách, Diệp thần chẳng muốn miễn cưỡng Thủy Kính Hoa đi cầu thủy ra. Ngay tại lúc này, Thủy Kính Hoa đột nhiên mở miệng nói, cho dù có trấn hải thạch, tiến vào không hồi đảo, cũng không phải như vậy dễ dàng, nhất định phải lựa chọn tử vong gió bão, uy lực yếu hơn thời kỳ tiến vào, mà hiện tại, vừa vặn ở vào tử vong gió bão yếu kém kỳ, thời gian, chỉ có 7 ngày. Muốn ở yếu kém kỳ bên trong, tiến vào không hồi đảo, thủy ra là chúng ta lựa chọn duy nhất. Hồng Thuấn Thiên gật gật đầu nói, không sai, cái khác có trấn hải thạch hòn đảo trước không nói có chịu hay không mượn. Cho dù mượn được, lại đuổi đi không hồi đảo, vậy không còn kịp rồi, chỉ có thủy ra cách chúng ta gần đây. Chỉ là, trấn hải thạch, bất luận ở gia tộc nào đều là chí bảo, muốn đem mang ra khỏi gia tộc, sợ rằng chỉ có gia chủ mới có thể làm được. Diệp thần nghe vậy, nhướng mày một cái, Hồng Thuấn Thiên ý phải, Thủy Kính Hoa phải thừa kế thủy ra gia chủ vị, mới được trấn hải thạch. Điều này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng chuyện, đặc biệt. Là Thủy Kính Hoa cùng Thủy Gia có mâu thuẫn dưới tình huống. Hắn đang dự định nói gì, có thể, Thủy Kính Hoa nhưng là đối hắn, khẽ mỉm cười nói, Diệp công tử, người không cần lo lắng ta, ta cũng là thời điểm trở về một chuyến. Vừa nói, vẻ đẹp của nàng mâu bên trong, bỗng nhiên bạo phát ra một món băng hàn vẻ nói, có chút nợ, vậy đến có thể coi là lúc. Trên thực tế, ta vốn là Thủy Gia gia chủ người thừa kế, năm đó, mặc dù bị ép chạy ra khỏi táng thiên hải, chính là bởi vì ta cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, vì đoạt được chức gia chủ, một tay bố trí âm mưu. Diệp thần cùng Hồng Thuấn Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là lóe lên lau một cái vẻ kinh ngạc. Thủy Kính Hoa sắc mặt lạnh lùng địa đạo, ta sở dĩ để cho Tiểu Di trở về thông báo các nàng ta trở về, nguyên bản, liền dự định đoạt lại thuộc về đồ ta. Mặc dù Thủy gia hiện tại đã rơi vào cô gái kia nắm trong tay bên trong, nhưng, bởi vì tổ huấn, trừ phi ta chết. Nếu không, nàng vĩnh viễn không thể nào trở thành chân chính thủy gia gia chủ. Diệp thần sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, có cần hay không ta cùng ngươi. Cái này Thủy Kính Hoa trong miệng tỉ tỉ như vậy độc ác, tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, lần này Thủy Kính Hoa trở lại thủy gia, có nhiều nguy hiểm, có thể tưởng tượng được. Thủy Kính Hoa lắc đầu nói, có một số việc, cần mình đi hoàn thành, hơn nữa, nàng không dám trực tiếp đối với ta ra tay, hôm nay. Nàng thậm chí không cách nào ngăn cản ta thừa kế chức gia chủ, vi phạm tổ huấn, ở thủy gia là đại kỵ. Diệp thần nghe vậy, ánh mắt lóe lên chốc lát, mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta liền chia nhau hành động, ta cùng Thuấn Thiên đi sư vương đảo, lấy được hải cực bảo toàn, thủy cô nương liền trở lại thủy gia, thừa kế chức gia chủ, sau khi chuyện thành công, đi quá minh đảo hội hợp. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể ở 7 ngày bên trong tiến vào không hồi đảo. Lúc này, ba người tu dưỡng chỉ chốc lát sau, liền rời đi thành phố vàng. Một ngày sau, một chiếc to lớn tàu bè mũi thuyền, đứng hai tên chàng thanh niên, một người thần sắc lãnh đạm, một người mặc hồng bào. Chính là Diệp thần cùng Hồng Thuấn Thiên. Giờ phút này, Hồng Thuấn Thiên nhìn cuối tầm mắt chỗ, một tòa mơ hồ hiện lên hòn đảo đường danh, mở miệng nói, Diệp huynh, sư vương đảo sắp đến. Không lâu lắm. Cái này tàu bè liền dừng ở sư vương đảo bến tàu trước, một tên màu da hơi đen, tựa hồ tràn đầy sức sống trẻ tuổi nữ thuyền trưởng hô to nói, sư vương đảo đến. Lúc này, không thiếu hành khách đều xuống thuyền, hướng bến đỏ đi tới, sư vương đảo sản xuất nhiều tất cả loại mỏ sắt, không thiếu thương nhân cũng sẽ đi sư vương đảo làm ăn. Diệp thần cùng Hồng Thuấn Thiên đi theo đám người, đi sư vương đảo nội bộ đi tới. Diệp thần ánh mắt nhỏ tránh. Dọc theo đường đi hắn thấy được không thiếu sinh rực rỡ tóc vàng, xanh biếc trong mắt, mặc áo da thú, cổ đồng sắc da thịt, thân hình cao lớn, cả người bắp thịt, tràn đầy lực lượng cảm nam tử. Mà đây chút nam tử, nhìn Diệp thần các người, khóe miệng đều là mang vẻ khinh thường nụ cười, trong mắt bên trong tràn đầy cảm giác ưu việt. Diệp thần khẽ cau mày, hắn không thích loại ánh mắt này. Hồng Thuấn Thiên ở Diệp thần bên người thấp giọng nói. Những người này chính là sư vương đảo dân địa phương, kim sư nhất tộc bọn họ ngạo mạn, liều lĩnh tới cực điểm, trước tới làm ăn thương nhân, muốn cầu cạnh bọn họ,
đành phải khuất phục, vì vậy, những thứ này kim sư tộc người hơn nữa được không chút kiêng kỵ đứng lên. Diệp huynh, đừng cùng bọn họ đối mặt, miễn được rước lấy phiền toái. À, Diệp thần nhàn nhạt đáp một tiếng, có chút xem thường, thích cùng hắn ngạo, cùng hắn cuồng người, từ trước đến giờ sẽ không có kết quả gì tốt. Hồng Thuấn Thiên thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Rất nhanh, hai người liền tiến vào một phiến vàng óng vùng quê bên trong, hướng vùng quê bên trong một nơi dãy núi đi tới. Nơi đó, chính là Sư Vương đảo lớn nhất quặng mỏ, tên là Sư Vương quặng mỏ. Ở Sư Vương quặng mỏ trước, có một tòa vô cùng là xa hoa, phong cách phóng túng cung điện, mà ở cung điện trước, một đám mặc cẩm bào, thương nhân ăn mặc võ giả, xếp hàng thành dài liệt, những thương nhân này cửa, trên mặt cũng lộ ra một vẻ thấp thỏm thần sắc, không ngừng đi vào cung điện bên trong. Thỉnh thoảng, có từng cái thương nhân, từ cung điện bên trong đi ra, mà đi ra cung điện thương nhân có mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, đi theo một tên kim sư tộc người bên cạnh, hướng về phía tên kia kim sư tộc người lấy lòng nói chút gì. Có chính là mặt đầy thất lạc, thất hồn lạc phách rời đi cung điện, một thân một mình hướng bến đỏ đi. Diệp thần ánh mắt nhỏ tránh nói, bọn họ đang làm gì? Hồng Thuấn Thiên nói, muốn đi vào quặng mỏ bên trong, cần phải lấy được người quản lý đồng ý. Hiện tại, những người này chính là muốn tiến vào cung điện bên trong, gặp mặt quặng mỏ người quản lý. Không lâu lắm, Diệp thần hai người vậy đi theo một đám thương nhân, đi vào cung điện bên trong, ở một tên kim sư tộc người dưới sự hướng dẫn, đi tới một ngôi đại điện bên trong, ở trước mặt bọn họ là một tấm to lớn ngai vàng, trên ngai vàng ngồi một tên tóc vàng xanh mâu, mang đối với màu vàng kim xà hình bông tai, thần sắc cực kỳ ngạo mạn thanh niên anh Tuấn. Thanh niên này tọa hạ còn nằm sấp một đầu to lớn lông vàng sư tử, giờ phút này, thanh niên kia đang tùy ý vuốt ve sư tử tông mao, nhìn cung điện bên trong đám người, mặt lộ cao ngạo vẻ. Đây là, tên kia dẫn đám người tới trước kim sư tộc binh lính, lạnh lùng nói, các ngươi nghe cho kỹ, vị này là chúng ta kim sư nhất tộc, thánh trảo bộ lạc thiếu thủ trưởng, kim lôi sơn điện hạ, hiện tại cho điện hạ thi lễ. Trong chốc lát, vậy một đám thương nhân trên mặt rối rít hiện lên vô cùng là thần sắc cung kính, cùng với nụ cười xu nịnh, hướng về phía vậy trên ngai vàng kim lôi sơn nói, gặp qua điện hạ. Điện hạ quả nhiên tư thế oai hùng hiên ngang. Không hổ là cường đại thánh trảo bộ lạc thiếu tù trưởng, uy vũ bất phàm. Đơn giản là kim sư tái thế, làm ta cùng thật lòng khâm phục. Kim lôi sơn nghe vậy, đáy mắt lóe lên một chút hưởng thụ thần sắc, hắn rất thích bị những thứ này hạ đẳng người thổi phồng cảm giác. Có thể, ngay tại lúc này, hắn cặp mắt đột nhiên khẽ híp một cái, rơi vào đám người bên trong nào đó cái xó xỉnh. Nơi đó, đứng một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên này, chính là Diệp Thần. Diệp Thần mặc dù giống vậy đối với Kim Lôi Sơn hành lễ, nhưng chỉ là vô cùng là thông thường một câu gặp qua điện hạ. Bất quá, Kim Lôi Sơn để ý cũng không phải là Diệp Thần nói cái gì, mà là hắn thái độ. Những người khác, thậm chí bao gồm Hồng Thuấn Thiên, giọng bên trong đều mang cung kính, lấy lòng. Chỉ có Diệp Thần, từ đầu chí cuối, cũng cho hắn đúng mực cảm giác. Kim Lôi Sơn sắc mặt hơi run lên, ở hắn xem ra, người này thiếu thiếu kính sợ. Sơ đẳng người đối với bọn họ cao đẳng kim sư tộc, cũng xứng đúng mực. Sơ đẳng người chắc có thấp đám người tư thái. Rất nhanh, Kim Lôi Sơn khóe miệng chính là lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, ừ. Hắn sẽ để cho cái này sơ đẳng người học biết như thế nào đối mặt kim sư tộc. Một khắc sau, Kim Lôi Sơn tùy ý khoát tay. Tên kia kim sư tộc người hầu, chính là cao giọng mở miệng nói, hiện tại, tất cả người đem các người bảo vật dâng lên, tỏ vẻ đối với điện hạ kính ý. Những thương nhân kia trên mặt hiện lên vừa khẩn trương, lại thần sắc hưng phấn, dựa theo thứ tự, rất nhanh xếp hạng đội ngũ trước nhất phương. Một tên có chút mập lùn thương nhân liền đi tới tên kia người hầu trước mặt, một mực cung kính cầm trong tay túi đựng đồ dâng lên. Vậy người hầu nhận lấy túi đựng đồ sau đó, tùy ý đảo qua, liền hướng người trước mặt mở miệng nói, người cần khai thác mỏ sắt là cái gì? Mập lùn thương nhân vội vàng mở miệng nói, thiên kim thạch. Tại hạ dự định khai thác thiên kim thạch. Người hầu nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, thiên kim thạch đối với ta kim sư nhất tộc giá trị bao lớn. Người không biết sao. Huống chi, thiên kim thạch cũng thuộc về chỉ có thể lấy thuần lực lượng khai thác mỏ sắt, chỉ bằng 1.000 cái lửa nhân sâm quả, người cũng muốn để cho ta kim sư nhất tộc, vì ngươi xuất lực. Hắn trong mắt dâng lên một đạo sát khí nói,
ngươi là xem thường ta Kim Sư nhất tộc, cầm chúng ta làm cái gì có thể tùy tiện đả phát đầy tớ sao? Vậy mập lùn thương nhân nghe vậy, thần sắc cuồng biến, cũng mau muốn khóc lên, lập tức quỳ xuống ở vậy người hầu trước mặt nói, mời. Mời đại nhân bớt giận, ở phía dưới mới quá mức kích động, cầm nhầm túi đựng đồ. Vừa nói, hắn lại là đưa lên một cái túi đựng đồ, vậy người hầu sau khi nhận lấy, khóe miệng dương lên lau một cái nụ cười châm chọc, lạnh lùng nói, nếu như sai, ta liền tha thứ cho ngươi vô lễ, không cần có lần sau, cút đi. Thương nhân kia nghe vậy, hơi sững sờ, có chút do dự nói, đại nhân, bữa trước kim thạch chuyện. Vậy người hầu sắc mặt run lên, một cổ uy áp bộc phát ra nói, làm sao, ta tha thứ ngươi, ngươi còn muốn và ta trả giá. Ha ha, ngươi nếu như chẳng muốn cút, liền lưu lại đi. Mập lùn thương nhân đối với vậy người hầu thâm độc ánh mắt, đi tiểu đều phải hù đi ra, thậm chí ở đó uy áp dưới sự xung kích, ngũ tạng lục phủ, cũng bị chấn thương, hắn khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, liền vội vàng lắc đầu nói tại hạ cái này thì cút, cái này thì cút. Vừa nói, liền ảo não hướng phía ngoài cung điện đi tới, mà vậy người hầu, một chút cũng không có đem túi đựng đồ vẫn còn cho mập lùn thương nhân ý. Mọi người thấy một màn này, đều là trong lòng chợt lạnh, bình tĩnh vậy không nhỏ, không ít người trong mắt cũng mơ hồ hiện lên vẻ tức giận. Cái này Kim Sư nhất tộc, quá cậy mạnh, bá đạo. Dâng lên lễ vật ngươi không hài lòng, không để cho người tiến vào quặng mỏ có thể, đồ đều không vẫn còn cho người khác. Một chút đạo lý đều không nói. Bất quá, bọn họ rất rõ ràng, nơi này là Kim Sư tộc địa bàn, Kim Sư tộc chính là đạo lý. Bọn họ muốn ở chỗ này làm ăn, khai thác mỏ sắt, cũng chỉ có thể nhẫn. Đội ngũ không ngừng đi về phía trước, có thể nói, có người vui mừng, có người buồn, có thể thành công tiến vào quặng mỏ thuộc về số ít. Phần lớn người, cũng chỉ là trắng trắng bồi thường lễ vật thôi. Tỷ lệ thành công, ở 1/3 chừng. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, Thuấn Thiên, người có nắm chắc thành công tiến vào quặng mỏ sao? Hồng Thuấn Thiên gật gật đầu nói, ta trước và cái này Kim Sư tộc đã từng quen biết, trên thực tế, bọn họ đối với lễ vật giá trị, có một cái rõ ràng tiêu chuẩn này là không thể tùy tiện thay đổi. Nếu không, thương nhân không phải người ngu, sẽ không tới trắng cho không Kim Sư tộc đồ tặng, trên thực tế, mọi người bất quá là đang thử thăm dò cái tiêu chuẩn này giới hạn mà thôi. Mà tiêu chuẩn này, ta đã thăm dò rõ, yên tâm đi. Không lâu lắm, Diệp Thần cùng Hồng Thuấn Thiên liền đi tới vậy người hầu trước mặt. Hồng Thuấn Thiên mặt nở nụ cười, đem một cái túi đựng đồ, đưa tới người hầu trước mặt, hắn trên mặt lóe lên lau một cái đau lòng vẻ, vì tiến vào quặng mỏ, hắn có thể nói là chảy máu nhiều. Vậy người hầu nhận lấy túi đựng đồ, thần niệm đảo qua, quả nhiên, trong mắt ngay tức thì chính là hiện lên vẻ vui mừng, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, xem ra, Hồng Thuấn Thiên thành công. Người hầu tỉnh bơ đem túi đựng đồ kia nhận lấy, rồi sau đó, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi muốn khai thác mỏ sắt là cái gì? Hồng Thuấn Thiên nói, hải cực bảo toàn. Tại chỗ thương nhân nghe vậy, rối rít cả kinh. Lại là hải cực bảo toàn. Bọn họ rất rõ ràng, muốn khai thác hải cực bảo toàn, trả giá cao tuyệt đối không nhỏ. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện đều là yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Kim Sư tộc người hầu. Không biết Diệp Thần hai người có thể thành công hay không. Một khắc sau, vậy người hầu chậm rãi mở miệng nói, các ngươi lễ vật cũng không tệ lắm, có khai thác hải cực bảo toàn tư cách. Vậy một đám thương nhân nghe vậy, đều là vô cùng hâm mộ nhìn Hồng Thuấn Thiên cùng Diệp Thần, hải cực bảo toàn à. Mặc dù không cách nào gìn giữ, nhưng, chỉ cần tùy tiện luyện chế thành một món bảo vật, giá trị đều có thể bay lên trăm lần chứ. Nếu không phải Kim Sư nhất tộc ở luyện khí phương diện có thể nói là một chữ cũng không biết, tư chất cực kém nói, cái này hải cực bảo toàn sợ rằng cũng sẽ không lưu lại. Diệp Thần hai người cũng là hơi vui mừng. Có thể, ngay tại lúc này, vậy người hầu lại đột nhiên vô cùng là cân nhắc nhìn Diệp Thần một mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười nói, bất quá, chúng ta Kim Sư tộc gần đây không đủ người, cho nên, cái này hải cực bảo toàn muốn chính các ngươi khai thác. Hắn mặc dù có thể trở thành điện hạ người hầu, điểm trọng yếu nhất chính là giỏi về sát ngôn quan sắc. Mới vừa, điện hạ rõ ràng đối với thằng nhóc này lộ ra vẻ bất mãn. Đã như vậy, hắn làm sao có thể để cho cái này hai cái sơ đẳng người được như nguyện đâu. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện cũng lâm vào một hồi tĩnh mịch. Để cho người tiến vào quặng mỏ, cũng không phái Kim Sư tộc người hỗ trợ khai thác.
Vậy tiến vào quặng mỏ cùng không tiến vào quặng mỏ lại có cái gì khác biệt à? Coi như Hồng Thuấn Thiên, nhìn như thực lực cực mạnh, nhưng, thân thể lực nhưng cũng không đủ lấy khai thác hải cực bảo toàn chứ. Một chiêu này, quá ác. Bất quá, đại đa số người thấy một màn này đều là lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Hồng Thuấn Thiên trong mắt, ngay tức thì trầm xuống. Ngay tại lúc này, vẫn không có mở miệng Kim Lôi Sơn đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, thằng nhóc, ngươi không phải thích đúng mực sao? Ừ, không biết đối mặt hải cực bảo toàn bó tay lúc đó, ngươi còn có thể giữ đúng mực sao? Hắn ánh mắt bỗng nhiên run lên nói, tên yếu, đến lượt có người yếu tư thái, ở chúng ta Kim sư tộc trước mặt, ngươi chỉ có thể cúi đầu, hiện tại, hiểu không? Trong chốc lát, tất cả mọi người đều theo Kim Lôi Sơn tầm mắt nhìn về phía Diệp Thần, bọn họ thần sắc động một cái. Không ít người cũng nhớ ra rồi, mới vừa Diệp Thần đối với Kim Lôi Sơn thi lễ lúc đó, cũng không có lộ xảy ra cái gì lấy lòng, thần sắc cung kính. Diệp Thần tư thái càng giống như là một loại bình đẳng thăm hỏi sức khỏe. Trong đại điện các thương nhân ngay tức thì mặt lộ vô cùng là thần sắc khinh thường, nhìn Diệp Thần tựa như giống như là đang nhìn kẻ ngu vậy. Những thương nhân này, phần lớn có một nhận thức chung, đó chính là, đối với Kim sư tộc có một loại bất chấp lý lẽ sùng bái tâm lý. Tựa như, Kim sư tộc thả bom đều là thơm. Muốn cùng Kim sư tộc, bình đẳng. Một người bình thường tộc xứng sao? Không biết, Kim sư tộc trời xanh cao quý sao? Tóc vàng kia, vậy khí lực, chính là cường đại tượng trưng à? Không thấy được bọn họ tất cả mọi người đều là thấp tư thái, hận không đã thành là Kim sư tộc một con chó thái độ sao? Một mình ngươi ở chỗ này ngạo, ở chỗ này dân chơi tộc quang vinh. Giờ phút này, Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, hắn rất rõ ràng, trên thế giới này, có vài người thích làm đạp mình. Bởi vì, bọn họ từ bỏ tôn nghiêm, muốn vì mình tìm cái lý do, làm sao tìm được. Chỉ có thể, thừa nhận đối phương so mình cao quý, thừa nhận mình đối với đối phương phục tòng, là chuyện đương nhiên. Diệp Thần, từ trước đến giờ xem thường loại người này. Vậy Kim Lôi Sơn gặp Diệp Thần lắc đầu, sắc mặt trầm xuống nói, thằng nhóc, người đong đưa cái gì đầu. Bổn điện nói với ngươi, không hiểu được trả lời. Hắn mắt xanh tình bên trong hiện lên vẻ tức giận, huyết mạch này tôi tiểu tử, đến bây giờ còn một bộ mây thưa gió nhẹ hình dáng, còn không biết sợ, không biết cầu xin tha thứ. Cái này làm hắn rất khó chịu. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Kim Lôi Sơn, hắn khóe miệng đột nhiên thoáng qua lau một cái vô hình nụ cười nói, ngươi có phải hay không có chút tự cho là... Chúng ta thật giống như cho tới bây giờ không có nói qua cần Kim sư tộc trợ giúp chứ. Đám người nghe vậy đều là hơi sững sờ, không hiểu. Không cần Kim sư tộc trợ giúp, mở thế nào hái hải cực bảo toàn. Một khắc sau, Diệp Thần trong mắt ánh sáng một thịnh nói, hải cực bảo toàn, ta sẽ tự đi khai thác, hiện tại, ngươi rõ ràng ta tại sao có thể đúng mực, tại sao có thể không hướng ngươi cúi đầu. Kim sư tộc đối với ta mà nói không có bất kỳ giá trị gì, hiểu không? Trong đại điện tất cả người, giờ phút này đều là ngay tức thì nới rộng ra ánh mắt, không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần, ngay sau đó, chấn thiên cười vang vang tận mây xanh. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn Diệp Thần, cười to nói, thằng nhóc này là trang hiền. Như thực lực này còn muốn tự đi khai thác hải cực bảo toàn. Ha ha! Không thấy hắn bên người cái đó cường giả cũng không dám nói như vậy sao? Ta đây là rất muốn xem, hắn đối mặt hải cực bảo toàn, dương mắt nhìn bộ dáng. Có thể, ngay tại lúc này, một đạo vô cùng sợ hãi hơi thở bỗng nhiên bùng nổ, tất cả người đều ngậm miệng lại, mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn về phía trên ngai vàng Kim Lôi Sơn. Liền liền Hồng Thuấn Thiên đều là sắc mặt trầm xuống, Kim Lôi Sơn thực lực mạnh với mình. Kim Lôi Sơn trên gương mặt tràn đầy lửa giận. Hắn đôi mắt bên trong, cuồn cuộn vô cùng là đậm đà sát khí, nhìn về phía Diệp Thần nói, ngươi là đang gây hấn với bổn điện. Lực lượng, vẫn là Kim sư tộc kiêu ngạo, hiện tại, cái này đáng chết sơ đẳng người lại cảm giác được mình có thể khai thác hải cực bảo toàn. Phải biết, cho dù không thiếu Kim sư tộc cũng không có năng lực khai thác hải cực bảo toàn à. Một cái càn khôn cảnh con kiến hôi, tự nhận là ở trong lực lượng thắng được bọn họ. Đây đối với Kim Lôi Sơn mà nói. Chính là lớn nhất khuất nhục. Khiêu khích. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, ngươi quá để mắt chính ngươi, ngươi có tư cách để cho ta khiêu khích sao? Ta chẳng qua là đang trần thuật sự thật thôi. Trong đại điện tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Thần,
mới vừa bọn họ lấy là Diệp Thần chỉ là một thằng hề, có thể hiện tại, bọn họ phát hiện tên này thật sự là một người điên à. Chống đối Kim Lôi Sơn thì thôi, còn nói ra không xứng hai chữ. Vạn nhất thật chọc giận Kim Lôi Sơn, sợ rằng, liền bọn họ đều phải bị dính líu. Kim Lôi Sơn nghe vậy trong mắt hung quang cuồng tránh, giận dữ ngược lại cười nói, được, giỏi một cái trần thuật sự thật. Hắn một đôi xanh mâu ngay tức thì hóa thành hàn băng, quát lên, hiện tại, bổn điện liền cho một mình ngươi chứng minh mình cơ hội. Bổn điện sư tử nhưng mà thật lâu không có ăn thịt người à. Một khắc sau, Kim Lôi Sơn tỏa hạ đầu kia lông vàng sư tử chợt mở hai mắt ra, sư tử này trong mắt bất ngờ cũng là màu xanh thẳm. Sư tử này chính là sư vương đảo trên có 102 mắt xanh sư tử cuồng, đây là một loại lấy lực lượng nổi danh, thực lực vô cùng là sợ hãi đặc thù yêu thú. Nháy mắt tức thì, một tiếng kinh khủng sư tử gầm, ở trong đại điện này quanh quẩn, trong điện một đám võ giả, rối rít mặt hiện vẻ thống khổ, thất khiếu bên trong, máu tươi cuồng trào, điên cuồng bụng lỗ tai, lui về phía sau. Không ít người, đều là ở một tiếng này sư tử gầm dưới liền bị thương không nhẹ. Có thể gặp, cái này mắt xanh sư tử cuồng thực lực kết quả có kinh khủng dường nào. Vậy huyền thực chất yếu, mang chuỗi thức ăn chóp đỉnh vương giả chỗ có 102 bá đạo, sát ý ác liệt ánh mắt, rơi vào Diệp Thần trên mình, mắt xanh sư tử cuồng cả người bắp thịt động một cái, một cổ bùng nổ tính lực lượng, đột nhiên cuồng trào ra, ầm một thanh âm bạo bên trong, vậy mắt xanh sư tử cuồng giống như một đạo hoàng kim một cơn lốc, hướng Diệp Thần cuốn tới. Giờ phút này, Hồng Thuấn Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vô cùng âm trầm, khó coi. Thậm chí, âm trầm bên trong còn mang vẻ bối rối cùng khẩn trương. Kim Lôi Sơn cùng vậy Kim sư tộc người hầu thấy Hồng Thuấn Thiên thần sắc, khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, cuồng ngông tự đại tiểu tử, làm sao còn trần thuật sự thật. Xem ra, đối mặt cái này mắt xanh sư tử cuồng đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không thấy được liền thân là đồng bạn Hồng Thuấn Thiên cũng không coi trọng hắn. Lộ ra như thế một phó biểu tình tới sao? Vậy một đám bị thương thương nhân lại là mặt đầy oán độc ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trợn mắt nhìn cặp mắt, khẩn cấp muốn mắt thấy Diệp Thần chết thảm ở mắt xanh sư tử cuồng dưới vuốt một màn. Bọn họ bị thương, là bởi vì là Kim Lôi Sơn mệnh lệnh mắt xanh sư tử cuồng công kích Diệp Thần, có thể, bọn họ cũng không hận Kim Lôi Sơn, ngược lại hận nổi lên Diệp Thần. Dẫu sao, là bởi vì là Diệp Thần mới để cho bọn họ được liên lụy. Còn như Kim Lôi Sơn, cao quý kim sư tộc há là bọn họ có thể oán hận. Đáng chết, Hồng Thuấn Thiên chửi nhỏ một tiếng, thân hình động một cái thì phải vọt tới Diệp Thần trước người. Có thể, giờ phút này, một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử nhưng là đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên nói, Thuấn Thiên, đừng tới đây. Thanh âm này giọng nói vô cùng là bình tĩnh, có thể, ngắn gọn lời nói bên trong, nhưng tràn đầy một loại không cho cãi lại ý chí. Hồng Thuấn Thiên theo bản năng liền dừng bước, mà một cái chớp mắt này trễ nãi, mắt xanh sư tử cuồng đã xuất hiện ở Diệp Thần trước người, hắn xòe ra miệng to như chậu máu, tinh khí phun trào, nước miếng dòng nước chảy, giọt rơi trên mặt đất bên trên, nhìn như tựa hồ thì phải một hơi đem Diệp Thần nửa người trên, trực tiếp cắn nát. Kim Lôi Sơn cùng một đám thương nhân thấy vậy, đều là mặt hiện vẻ hưng phấn. Tựa như, đã thấy máu tươi kia văng khắp nơi một màn. Hồng Thuấn Thiên thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt ảm đạm xuống, hắn biết không còn kịp rồi. Cái này đáng chết ngu xuẩn sư tử, hết cứu. Sẽ ở đó mắt xanh sư tử cuồng như kiếm vậy răng nhọn sắp đâm vào Diệp Thần thân thể bên trong lúc đó, Diệp Thần, rốt cuộc động. Chỉ gặp, hắn tùy ý nâng lên tay, hướng về phía vậy mắt xanh sư tử cuồng đánh ra một quyền, một hồi kim ngân hỏa diễm ở trong quả đấm thiêu đốt, đột nhiên, vô cùng khí tức nóng bỏng ở trong đại điện bay lên. Động vật, đều sợ lửa, yêu thú cũng là như vậy, đối với chân chính cường đại ngọn lửa có bản năng sợ hãi. Vậy mắt xanh sư tử cuồng xanh mâu bên trong ngay tức thì run rẩy, thân thể cao lớn điên cuồng vặn vẹo, tựa hồ muốn hướng một bên né tránh đi. Có thể, Diệp Thần nhưng là cười lạnh một tiếng nói, bây giờ muốn tránh. Tới kịp sao? Thoáng qua tới giữa, một quyền này đã đánh đến liền mắt xanh sư tử cuồng trước mặt, mắt xanh sư tử cuồng thấy vậy. Đành phải miễn cưỡng nâng lên móng trước, hướng Diệp Thần quả đấm một chụp xuống. Mênh mông lực lượng, đem không gian cũng đè ra liền vô số vết rách. Đám người mặc dù bị Diệp Thần ngọn lửa chấn nhiếp, có thể, giờ phút này thấy mắt xanh sư tử cuồng ra tay như cũ lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Bỏ mặc Diệp Thần ngọn lửa mạnh bao nhiêu,
bị mắt xanh sư tử cuồng vỗ chúng vẫn là được chết đi. Đây chính là thuần lực lượng đáng sợ. Ngọn lửa, có lẽ có thể hóa hiểu một ít năng lượng công kích, nhưng, đối với thuần túy thân xác lực lượng, nhưng không cách nào làm được. Coi như Diệp Thần, thật có thể dựa vào ngọn lửa này đánh cho bị thương mắt xanh sư tử cuồng, mình vậy được chết. Có thể, ngay tại lúc này làm người huyết dịch chảy ngược một màn xuất hiện. Chỉ gặp, Diệp Thần quả đấm cùng mắt xanh sư tử cuồng sư móng va chạm ngay tức thì, một đạo phong áp ngay tức thì hướng bốn phía đánh tới, đại điện mặt đất, cột đá, trên vách tường, đồng thời tan vỡ. Nhưng, đám người dự đoán bên trong, Diệp Thần bị đánh thành huyết phụ một màn nhưng là không có xuất hiện, ngược lại. Vậy mắt xanh sư tử cuồng sư móng, ngay tức thì nổ tung. Tất cả người, bao gồm Kim Lôi Sơn đều là mặt hiện khó tin thần sắc, tựa như đầu bị chó gặm một cái vậy, hoàn toàn hỗn loạn. Mắt xanh sư tử cuồng mà lại ở trong lực lượng đánh bại. Không chờ bọn họ tỉnh hồn lại, vậy Kim Ngân Hỏa Diễm liền như cũ theo mắt xanh sư tử cuồng vết thương, điên cuồng đốt đốt, một hồi thú hống bên trong, vậy mắt xanh sư tử cuồng liền bị đốt thành than cốc. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện trước đó chưa từng có được tĩnh mịch, không khí tựa như đều phải động lại, tất cả mọi người đều là giống như tượng đá vậy, sắc mặt tái nhợt nhìn đứng ở trong đại điện tim, không chút tổn hao nào thanh niên, cùng với vậy biến thành than cốc cự thú thi thể. Vậy mắt xanh sư tử cuồng liền giống vậy hoàn chân cảnh trung kỳ tồn tại, cũng có thể ung dung chiếm đoạt chứ. Có thể, nhưng dưới một chiêu liền chết ở Diệp Thần trong tay. Loại cảm giác này quá dọa người. Thanh niên trước mắt, quỷ dị đến để cho người sợ bước. Kim Lôi Sơn sắc mặt khó coi tới cực điểm, cả khuôn mặt đều phải vặn vẹo, vậy mắt xanh sư tử cuồng nhưng mà hắn thích nhất thú cưng à. Vì thu phục nó, có thể mất mình không thiếu công phu, cứ như vậy bị Diệp Thần đánh giết. Hắn biết, có người có thể đủ vượt cấp mà chiến, có thể cũng không có như thế ngoại hạng vượt cấp chứ. Càng làm cho hắn không hiểu phải, nếu Diệp Thần thực lực như vậy khủng bố, mới vừa Hồng Thuấn Thiên tại sao lộ ra như vậy diễn cảm. Hồng Thuấn Thiên mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trước hắn thần sắc không tốt lắm xem, hoàn toàn là bởi vì hắn rất rõ ràng, Diệp Thần lại phải rước lấy phiền phức. Hồng Thuấn Thiên nhưng mà rất rõ ràng Diệp Thần thực lực, có cường đại dường nào, tự nhiên sẽ không là Diệp Thần lo lắng, hắn lo lắng chính là đầu kia sư tử à. Cùng Tịch Liệt đánh một trận bên trong, Hồng Thuấn Thiên đối với Diệp Thần điên cuồng, có thể nói có đặc biệt sâu sắc biết, cái này đang bị lửa phá đánh bao vây, đối phương có con tin nơi tay dưới tình huống, còn dám toàn lực xuất thủ người điên, có thể không hiểu cái gì gọi là thu liễm. Lần này, Kim Lôi Sơn chọc lầm người. Nhưng là, Diệp Thần một quyền này giống vậy sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái lớn à. Quả nhiên, giờ phút này, ầm một tiếng vang thật lớn từ trên ngai vàng phát ra, đám người sắc mặt biến đổi. Hướng ngai vàng nhìn, chỉ gặp vậy lấy loại nào đó vững chắc mỏ sắt chế thành ngai vàng, lại là bị Kim Lôi Sơn bóp nổ tung mở. Hắn trên gương mặt tràn đầy tức giận vẻ, chậm rãi đứng lên, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi biết, ngươi mới vừa rồi làm cái gì không? Làm cái gì? Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, không phải ngươi cấp cho ta một cái chứng minh cơ hội sao? Hiện tại, ta chứng minh, ngươi lại khó chịu, vẫn là nói. Chỉ có thể ngươi sư tử ăn ta, không thể ta giết ngươi sư tử. Ngươi đem mình làm thứ gì? Diệp Thần cái này không chút kiêng kỵ cười nhạo giống như là một chuôi trọng chùy vậy, hung hăng đập vào Kim Lôi Sơn trong lòng, hắn sớm thành thói quen liền bị hắn trong mắt sơ đẳng người cuồng nhiệt theo đuổi cảm giác, thời khắc này tức giận, thật là phải đem máu đều sôi trào. Một khắc sau, Kim Lôi Sơn điên cuồng hét lên một tiếng nói, thiên lôi lực. Một hồi sấm sét bên trong. Hắn bề mặt bên trên ngay tức thì hiện lên đạo đạo kim sắc điện mang, đồng thời, hai tay cũng là dài ra nhọn dáng dấp móng nhọn, biến thành sư móng hình thái, hắn cặp mắt đã hiện đầy tia máu, thật là muốn nổi điên. Giờ phút này, hắn trong đầu chỉ có đem Diệp Thần hung hăng hành hạ đến chết, cái này một cái ý nghĩ. Một hồi uy áp kinh khủng bên trong, vậy sợ hãi hơi thở kích động ra, Kim Lôi Sơn bên ngoài thân bắp thịt chậm rãi ngọa nguậy, mỗi động một tí. Trung quanh không gian cũng sẽ xuất hiện một chút vặn vẹo, có thể gặp cái này bắp thịt bên trong hàm chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Đặc biệt là màu vàng kia điện mang, lực lượng còn đang không ngừng leo lên. Liền liền một bên kim sư tộc người hầu, đều là mặt hiện sợ hãi vẻ, phải biết, thiên lôi lực nhưng mà thánh móng bộ tộc cường đại nhất bí kỹ à, vậy trừ phi sống chết trước mắt, là sẽ không thi triển. Thiếu thủ trưởng,
lại liền cái này bí kỹ cũng thi triển. Có thể gặp, hắn thật tức giận đến gần như mất lý trí. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy Kim Lôi Sơn, trong mắt hiện lên lau một cái chiến ý, cổ tay lột, sát kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, phần huyết quyết, thiên yêu chi thể, hồn thể chuyển hóa, hồng mông cổ pháp vân. Vân, rối rít mở. Kim sư nhất tộc, không phải lấy lực lượng là kiêu ngạo sao? Hắn ngược lại là rất muốn thử một chút, những thứ này lông vàng man tộc cửa lực lượng, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Giờ phút này, liền liền Hồng Thuấn Thiên sắc mặt, đều là ngưng trọng, Kim Lôi Sơn, rất mạnh. Hắn rất rõ ràng, Kim Lôi Sơn thực lực, ở mình bên trên, Diệp Thần có thể hay không chiến thắng Kim Lôi Sơn, liền hắn cũng không dám khẳng định. Hơn nữa, coi như Diệp Thần chiến thắng Kim Lôi Sơn, bọn họ muốn đi vào quặng mỏ, tựa hồ cũng được một kiện chuyện không có thể à. Vậy một đám thương nhân lại là thần sắc có chút vặn vẹo nhìn chằm chằm Diệp Thần, khóe miệng hiện lên lạnh người nụ cười. Diệp Thần bất khuất, Diệp Thần kiêu ngạo, Diệp Thần mạnh mẽ, cũng thật sâu kích thích bọn họ. Diệp Thần giống như là một mặt tấm gương, soi sáng ra liền bọn họ xấu xí nhất, nhất chán ghét một mặt. Và Diệp Thần đối với so, bọn họ nhất định chính là một đám vô sỉ tới cực điểm tiểu nhân à. Những thương nhân này có thể không có hứng thú soi gương, cho nên, bọn họ hy vọng Diệp Thần chết. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần lại quỷ dị cũng không khả năng là Kim Lôi Sơn đối thủ chứ. Hống! Kim Lôi Sơn trong miệng phát ra một tiếng tương tự sư tử gầm gầm thét, chợt hướng Diệp Thần nhào tới, biến thành tương tự sư hình móng trạng thái hai chân, ngay tức thì đem mặt đất, đạp ra sâu đậm vết rách, cả người cũng là giống như thuấn gì vậy, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Hắn nhanh như tia chớp hơi ra móng nhọn, lượn lờ màu vàng sấm sét, sắc bén lóe lên móng vuốt hung hãn hướng Diệp Thần bắt đi. Kim Lôi Sơn, đến từ Thánh Chảo Bộ Lạc, móng vuốt chính là hắn tốt nhất vũ khí. Thánh Chảo Bộ Lạc Kim Sư Tộc, vừa sanh ra liền bắt đầu tế luyện mình móng vuốt, rèn luyện đến Kim Lôi Sơn hôm nay cảnh giới, hắn móng vuốt, uy lực tuyệt đối không thấp hơn nhất phẩm quy luật thần khí. Hơn nữa, cùng Kim Lôi Sơn tự mình hoàn mỹ phù hợp, hắn có thể đem cái này móng nhọn uy lực phát huy được tinh tế. Thậm chí, một loại khó hiểu ý vận lượn lờ ở đó móng nhọn chung quanh, bốn phía không gian tựa hồ cũng ở nơi này ý vận dưới, xảy ra thay đổi. Thấy một màn này, cho dù là Diệp Thần cũng không khỏi con ngươi co rúm một cái này Kim Lôi Sơn lại là giống vậy nắm giữ nửa bước quy luật. Trong đại điện, vang lên từng tiếng tiếng kinh hô, chỉ là vậy một móng tản ra uy thế, cũng đã để cho phần lớn thương nhân, sụi lơ trên đất, đầu óc bên trong, tràn đầy thân thể mình bị xé nát một màn, cả người run rẩy. Một chảo này, mạnh được không cách nào hình dạng. Sợ rằng, cho dù là mình động dùng toàn lực, cũng chưa chắc có thể yên ổn tiếp chứ. Hồng Thuấn Thiên cũng là cả người xích mang chớp mắt, lo lắng nói, Diệp huynh. Giờ phút này, Kim Lôi Sơn tựa hồ chú ý tới Diệp Thần biểu tình biến hóa rất nhỏ, mặt đầy cười gằn mở miệng nói, thằng nhóc, hiện tại, ngươi còn có thể ngạo được sao? Lấy vì mình đánh bại bổn điện một cái nhỏ thú cưng, liền có thể lớn lối. Ở ta Kim sư tộc lực lượng trước mặt, run rẩy đi. Diệp Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, một khắc sau, một kiếm bão tố ra. Không có võ kỹ, không có ẩn chứa linh khí, lấy thuần túy lực lượng đánh ra một kiếm. Đám người thấy vậy tất cả giật mình. Diệp Thần lại muốn lấy thuần lực lượng cùng Kim Lôi Sơn đụng nhau. Đây là thật cầm mình làm thần. Kim Lôi Sơn trong mắt tức giận, hơn nữa đậm đà một phần, Diệp Thần cử động ở hắn xem ra là đối với mình khinh thị, làm nhục. Hắn nụ cười hơn nữa tàn nhẫn một phần, hắn thề, rất nhanh, cái này sơ đẳng người liền sẽ hối hận. Liền liền Hồng Thuấn Thiên đều là ánh mắt trầm xuống, ở hắn xem ra, Diệp Thần quá khinh thường. Và Kim sư tộc so đấu thuần lực lượng, chính là tự tìm cái chết à. Trong đại điện, không có bất kỳ một người nào cho rằng Diệp Thần có thể có kết quả gì tốt. Rốt cuộc, sát kiếm đen nhánh kia cùng Kim Lôi Sơn lượn lờ màu vàng điện mang móng nhọn, ầm ầm đụng nhau. Giống như hai cái thế giới trung cực đụng nhau vậy. Một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng tiếng. Vét sạch toàn bộ Sư Vương Đảo. Sư Vương Đảo, ở nơi này nổ đùng bên trong, điên cuồng chấn động, tựa như xảy ra 100 cấp động đất vậy, một đạo mãnh liệt sóng trùng kích, từ Kim Sư Quảng Mỏ trước khi bên trong cung điện, cuồng trào ra, vậy cung điện ngay tức thì phân bố vết rách, cơ hồ muốn trực tiếp làm tan rã hóa là phế tích. Từng cơn bụi bẩm, đầy trời lên. Ở đó mãnh liệt chập chờn bên trong,
một đám thương nhân đều là mặt hiện vẻ hoảng sợ, điên cuồng hướng phía sau thối lui. Nhưng, dù vậy, vẫn là có không ít người ở đánh vào bên trong người bị thương nặng. Liền liền Hồng Thuấn Thiên đều là khẽ cau mày, hướng phía sau bước lui ra một khoảng cách. Trận này dư âm làm không ít người đều bị thương, nhưng, giờ phút này, nhưng không ai để ý mình thương thế, từng đạo ánh mắt rối rít nhắm ngay vậy bụi bẩm vị trí trung tâm. Cuồng bạo dư âm, rốt cuộc dần dần dịu xuống một chút đi, vậy bị dư âm cuốn lên bụi bẩm vậy bắt đầu tiêu tán. Vậy tòa nguy nga lộng lẫy cung điện, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích. Mà ở đó một phiến đổ nát thê lương bên trong, rất nhanh, chính là mơ hồ hiện lên hai đạo thân ảnh. Đám người thấy vậy, cũng là một bộ thấy quỷ diễn cảm. Hai đạo thân ảnh. Nói cách khác, Diệp Thần còn sống. Vậy ước chừng dư âm, cũng đủ để cho bọn họ bị thương nhất kích, Diệp Thần lại thật vác xuống. Vẫn là lấy thuần lực lượng. Bọn họ cảm giác được mình đầu óc có chút không đủ dùng à. Có thể, rất nhanh, đám người liền phát hiện, sự việc thật giống như cũng không phải là đơn giản như vậy. Bụi bẩm, hoàn toàn tan hết. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt, chính là Diệp Thần cùng Kim Lôi Sơn. Nhưng, để cho bọn họ không có nghĩ tới phải, giờ phút này, Kim Lôi Sơn sư móng bên trên, lại là một phiến máu tươi đầm đìa, dưới chân là hai cái rãnh sâu hóm, trên gương mặt chính là một phiến đờ đẫn thần sắc. Mà Diệp Thần đâu? Hoàn hảo không tổn hao gì. Những thương nhân kia thấy một màn này, đều là hung hãn nuốt một ngụm nước miếng. Diệp Thần nào chỉ là còn sống? Thậm chí, lần này giao thủ bên trong chiếm thượng phong à. Mới vừa, Diệp Thần nói không cần Kim sư tộc trợ giúp, tự đi khai thác quãng lúc đó, tất cả mọi người đều là khịt mũi coi thường, có thể hiện tại. Mặt đều bị đánh sưng. Diệp Thần đã chứng minh mình, hắn lực lượng áp đảo Kim Lôi Sơn bên trên à. Giờ phút này, Kim Lôi Sơn rốt cuộc tỉnh hồn lại, hắn trong mắt hiện lên vô cùng không cam lòng cùng thần sắc tức giận. Kim Lôi Sơn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, gào thét nói, thằng nhóc, người kết quả đùa bỡn thủ đoạn gì? Lực lượng là Kim sư tộc kiêu ngạo, mà hắn là thánh trảo bộ lạc thiếu thủ trưởng, Kim sư tộc bên trong tinh anh, hơn nữa sẽ không tiếp nhận mình ở trong lực lượng bại bởi một cái sơ đẳng người. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là có chút khinh thường cười một tiếng nói, người cũng xứng để cho ta đùa bỡn thủ đoạn. Phách lối. Quá kiêu ngạo. Hoàn toàn không nể mặt à. Diệp Thần đây là trực tiếp đem Kim Lôi Sơn mặt mũi đạp phải bụi bẫm trong à. Nhưng, giờ phút này đã không có người bất kỳ còn dám đối với Diệp Thần giễu cợt. Bởi vì, Diệp Thần có cái này phách lối vốn. Hồng Thuấn Thiên cũng là có chút bất đắc dĩ cười cười nói, khó trách, ban đầu ta nói hải cực bảo toàn phải dựa vào thuần lực lượng khai thác lúc đó, Diệp Huynh bình tĩnh như vậy, lúc đầu. Không chỉ là sinh mệnh lực, đạo linh chi hỏa vân. Vân. Liền thân xác lực lượng Diệp Huynh đều như vậy nghịch thiên. Hắn nguyên bản, lấy vì mình đã rất yêu nghiệt, có thể, và Diệp Thần một so thật giống như chênh lệch có chút lớn. Mà Kim Lôi Sơn chính là mắt chừng sắp nứt, sát ý nhập não, hắn phát ra một tiếng gầm hét lên, thằng nhóc, ta muốn ngươi chết. Tiếng nói vừa dứt, liền muốn lần nữa hướng Diệp Thần vào tới. Diệp Thần trong mắt hàn mang chớp mắt, người khác muốn hắn chết, hắn từ trước đến giờ sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm cô gái nhưng là đột nhiên ở hai người bầu trời vang lên. Kim Lôi Sơn, ngươi thật đúng là làm ta thất vọng à. Trái đất, Bắc Cực. Phong tuyết trận trận. Vô tận băng hàn ý giống như một con cự thú, để cho người chùn bước. Mà ở một tòa trước cửa, đứng thẳng hai đạo bị đầy trời băng tuyết bao trùm bóng người. Đây là Kim Lãnh Nhạn và Diệp Lăng Thiên bóng người. Hai người đã không biết ở chỗ này chờ bao lâu. Thậm chí bị vậy đạo đạo gió tuyết chôn. Như không phải võ giả có cường đại sinh mệnh lực và chống hạn năng lực, có thể hai người đã sớm trở thành trong gió tuyết hài cốt. Bọn họ đang đợi cánh cửa kia mở ra. Cửa sau lưng là Diệp Thần phụ mẫu, Diệp Thiên Chính, Giang Nữ Dung. Diệp Lăng Thiên và Kim Lãnh Nhạn cũng không dám quấy rầy hai người, bọn họ có thể cảm giác được bên trong có từng cơn đột phá hơi thở. Bọn họ ở các loại. Một mực chờ. Ngay tại lúc này, hai đạo thông thiên quang trụ đột nhiên xuất hiện. Cực kỳ kinh khủng đột phá hơi thở vào tới, thậm chí đem Kim Lãnh Nhạn và Diệp Lăng Thiên trên mình gió tuyết toàn bộ đánh sơ xác. Diệp Lăng Thiên mở mắt ra, ngưng mắt nhìn trước mặt hai đạo thông thiên quang trụ, thở ra một hơi,
sau đó hắn nhìn về phía Kim Lãnh Nhạn, nhàn nhạt nói, xem ra, chúng ta không cần tiếp tục chờ tiếp. 10 tức sau đó, vậy phiến phủ đầy bụi cửa mở ra. Một cái vẫn bộ dạng thướt tha cô gái xuất hiện ở ngoài cửa, bên trong nhà ánh sáng xuyên thấu qua cô gái thân thể, để cho nàng bóng người phá lệ chói mắt. Giống như thánh mẫu, Diệp Lăng Thiên và Kim Lãnh Nhạn, quỳ một chân xuống, mới vừa muốn nói chuyện, một đạo thanh âm nhàn nhạt chậm rãi truyền tới. Vào đi, có một số việc cũng nên nói cho các ngươi. Diệp Lăng Thiên và Kim Lãnh Nhạn đi tới bên trong. Bọn họ vốn cho là bên trong chẳng qua là đơn giản một cái không gian, có thể làm tiến vào trong đó sau đó, lại phát hiện đây là một cái thế giới nhỏ. Trái đất Bắc Cực, lại có người ở chỗ này xây dựng liền một khối thế giới nhỏ. Diệp Lăng Thiên đi theo Diệp Thần lâu như vậy, tự nhiên đối với tiểu thế giới xây dựng độ khó có chút biết rõ. Diệp Thiên Chính và Giang Nữ Dung Thiên Phú dõi mắt hoa hạ, đều là số một, nhưng tuyệt không thể nào có xây dựng nơi này năng lực. Hơn nữa, Diệp Lăng Thiên còn phát hiện, nơi này linh khí và ngoại giới là bất đồng. Linh khí nguồn lại là nơi nào? Ngay tại Diệp Lăng Thiên và Kim Lãnh Nhạn kinh hãi lúc đó, Giang Nữ Dung đã tới một nơi lương đình, nhàn nhạt nói, Lăng Thiên, thần nhi có tốt không? Diệp Lăng Thiên nghe được điện chủ tên, lập tức thu hồi nghi ngờ trong lòng, gần từng chữ, điện chủ hết thảy bình yên, thực lực lại là tươi đẹp vạn cổ. Giang Nữ Dung lộ ra một đạo mẫu thân chỉ có nụ cười, nhưng rất nhanh nụ cười biến mất, bất đắc dĩ nói, tươi đẹp vạn cổ thì như thế nào, thành tựu mẫu thân, ta chỉ hy vọng hắn bình an. Bất quá, hết thảy các thứ này là bố trí của hắn, ta làm sao có thể ngăn cản. Lăng Thiên, ta biết trong lòng các ngươi có nghi ngờ. Cái này thế giới nhỏ, cùng với chúng ta vì sao đột nhiên tới Bắc Cực, đều là bởi vì là một cái người. Diệp Lăng Thiên con ngươi đông lại một cái, suy đoán nói, chẳng lẽ là điện chủ an bài. Giang Nữ Dung lắc đầu một cái, không phải thần nhi, là gia gia của hắn. Hoa Hạ nhìn như và Diệp Thần hiện tại nơi tới cực kỳ xa xôi, nhưng chung có duy trì, nơi đây bất quá là những cái kia chí cao tranh đoạt một chỗ chiến trường thôi. Miểu nhỏ, nhưng lại không thể coi nhẹ mấu chốt chiến trường. Diệp Lăng Thiên có chút không hiểu, mới vừa muốn nói cái gì, Giang Nữ Dung nhưng là hướng một cái đi về phía, nói, Hoa Hạ linh khí dị biến không đơn giản như vậy, các ngươi lại cùng ta tới, ta mang các ngươi đi xem một nơi, các ngươi liền có thể rõ ràng. Hình ảnh quay về, trong đại điện. Nguyên bản, còn ở giận dữ bên trong Kim Lôi Sơn, nghe được cô gái kia thanh âm, nhưng là tựa như bị ngay đầu tạt một chậu nước lạnh vậy, thân thể ngay tức thì cương cứng, trong mắt lửa giận nhanh chóng tản đi, còn dư lại là sợ hãi. Liền liền Diệp Thần đều là ánh mắt chớp mắt, kinh ngạc tại Kim Lôi Sơn thay đổi, là người nào có thể để cho hắn sợ đến như vậy trình độ. Ngay tại lúc này, bầu trời bên trong bỗng nhiên rơi xuống một tên mặc màu vàng váy đầm dài, lúa mì màu da, ngũ quan xinh xắn bên trong, lộ ra một vẻ anh khí thiếu nữ. Thiếu nữ này cùng Kim Lôi Sơn như nhau, đồng dạng là tóc vàng xanh mâu, hiển nhiên vậy đến từ Kim Sư nhất tộc. Diệp Thần ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, trước mắt thiếu nữ này, khóe miệng mang sáng sủa nụ cười, nhìn như giống như là một mười cỡ bảy tuổi nhà bên cạnh cô gái vậy, có thể, hắn tản ra hơi thở. Nhưng là vô cùng dâng trào. Thiếu nữ này, bất ngờ là một tên nửa bước quá thật cường giả. Hơn nữa, cực kỳ trẻ tuổi. Tuổi tác, không vượt qua 500 tuổi. 500 tuổi nửa bước thái chân cảnh cường giả. Cho dù Diệp Thần biết, Táng Thiên Hải thế lực lớn rất cường đại, thậm chí, không có ở đây thiên điện dưới, có thể vẫn là có chút kinh sợ. Mà Kim Lôi Sơn thấy thiếu nữ này ngay tức thì, lại là giống như con chuột thấy mèo vậy. Vô cùng là cung kính hướng về phía cô gái kia hành lễ nói, gặp qua San San cô nương. Diệp Thần có chút bất ngờ nhìn Kim Lôi Sơn một mắt, Kim Sư nhất tộc cùng đàn sư tử có chút tương tự, chàng trai địa vị cực cao, có thể, hiện tại, Kim Lôi Sơn nhưng đối với tên thiếu nữ này một mực cung kính. Cái này cũng không xem đơn thuần bởi vì thực lực nguyên nhân. Chắc hẳn, thiếu nữ này ở Kim Sư nhất tộc bên trong thân phận chắc cũng là vô cùng là đặc thù. Cô gái kia nhìn một cái đã thành phế tích đại điện, hừ lạnh một tiếng nói, để cho ngươi quản lý quặng mỏ, ngươi muốn nhúng tay vào lý thành cái bộ dáng này. Kim Lôi Sơn trên trán mơ hồ rịn ra điểm điểm mồ hôi lạnh nói, San San cô nương, cái này. Đây đều là bởi vì, thằng nhóc này. Kim Lôi Sơn trong lòng một hồi bực bội, bị Diệp Thần châm chọc, ở trong lực lượng thua ở đối phương, hiện tại còn muốn bị thiếu nữ này trách mắng.
hắn lúc nào nhận như vậy đối đãi? Có thể, Kim Lôi Sơn nhưng căn bản không dám phản bác, thiếu nữ này thân phận ở Kim Sư nhất tộc bên trong nhất định chính là công chúa chân chánh, hoàn toàn không phải hắn một cái thiếu thủ trưởng có thể so sánh. Cô gái kia lạnh lùng nói, ý ngươi là, bổn cô nương trách lầm ngươi. Kim Lôi Sơn nghe vậy, hoảng hốt vội nói, không dám, là tại hạ làm sai. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, không để ý nữa Kim Lôi Sơn, mà là vừa quay đầu, mắt to bên trong tràn đầy cảm thấy hứng thú thần sắc, nhìn chằm chằm Diệp Thần, có chút ngạc nhiên nói, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, khí lực người lớn như vậy loại, hơn nữa, người bất quá là càn khôn cảnh tu vi, lại có thể ở trong lực lượng áp chế Kim Lôi Sơn. Ta kêu Kim San San, người tên gọi là gì? Diệp Thần sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, Diệp Thần. Kim San San ngưng mắt nhìn Diệp Thần, mắt đẹp bên trong, đột nhiên lóe lên lau một cái tinh mang, nàng mỉm cười nói, Diệp Thần, người rất có ý tứ, ta muốn mời ngươi đến phủ uống ly rượu, ngươi ý như thế nào? Trong chốc lát, vậy một đám thương nhân nhìn chằm chằm Diệp Thần, ghen tị được con ngươi đều phải biến thành màu đỏ như máu, bọn họ không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được, Kim San San thân phận vô cùng là không bình thường. Nếu có thể cùng Kim San San liên hệ quan hệ, ở Sư Vương Đảo, có thể nói liền là chân chánh thông suốt không trở ngại à. Vậy ý nghĩa vô cùng lợi ích. Kim Lôi Sơn cũng là sắc mặt đại biến nói, San San cô nương, xin nghĩ lại, thằng nhóc này bất quá là một sơ đẳng người mà thôi, làm sao có tư cách cùng ngài. Ngày hôm nay Diệp Thần mang cho hắn khuất nhục, hắn nhất định là muốn báo thù, có thể, nếu như Diệp Thần và Kim San San liên hệ quan hệ, như vậy, hắn liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kim San San nghe vậy, sắc mặt run lên, trách mắng, im miệng, ai bảo ngươi nói chuyện. Kim Lôi Sơn thân thể chấn động một cái, nhưng, vẫn là lặng lẽ cúi đầu. Hồng Thuấn Thiên cũng là mặt hiện vui mừng, không nghĩ tới, lần này coi như là nhân họa đắc phúc. Có thể, ai biết, giờ phút này Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt nói, không có hứng thú. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Hồng Thuấn Thiên nói, Thuấn Thiên, đi thôi, nên khai thác quặng. Hắn quả thật không có hứng thú, hắn chỉ là vì hải cực bảo toàn tới, yêu cầu bất quá là tiến vào quặng mỏ tư cách mà thôi, hiện tại, hắn đã lấy được, tự nhiên không cần và người nào chỗ quan hệ tốt. Huống chi, thời gian rất cấp bách. Đúng mảnh phế tích ngay tức thì yên tĩnh lại, liền liền Kim San San đều là hơi sững sờ. Cái này còn là nàng lần đầu tiên, bị người cự tuyệt. Mà Kim Lôi Sơn, chính là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Cái này đáng chết phế vật còn ở đây trang kiêu ngạo đâu, San San cô nương cũng không thích bị người cự tuyệt à. Thằng nhóc này phải thảm. Các thương nhân cũng là không khỏi lắc đầu một cái, bọn họ thừa nhận Diệp Thần rất mạnh, nhưng, đầu óc hiển nhiên có chút vấn đề, loại người này khẳng định không sống được quá lâu. Hồng Thuấn Thiên cũng là đầu đau. Có thể, ngoài dữ liệu của mọi người phải, Kim San San bị ngay trước mọi người cự tuyệt, nhưng tựa như không có có vẻ tức giận. Mà là cười nhạt nói, ta sở dĩ mời ngươi, là bởi vì là muốn nói cho ngươi một chuyện, chuyện này và hải cực bảo toàn có liên quan, ngươi nhất định phải cự tuyệt ta sao? Diệp Thần nghe vậy, nhướng mày một cái, nhưng, vẫn không có dừng bước lại, hướng vậy quặng mỏ đi tới. Đây là, Kim San San mắt đẹp chớp mắt, lần nữa mở miệng nói, nếu như ta nói, ngươi hiện tại không được phép khai thác hải cực bảo toàn đâu. Lần này, Diệp Thần rốt cuộc quay người sang. Lạnh lùng nhìn Kim San San nói, có ý gì? Kim San San trên gương mặt tươi cười, hiện lên lau một cái nụ cười như ý, mỉm cười nói, muốn biết, liền cùng ta tới. Một khắc sau, liền trực tiếp xoay người, hướng nơi nào đó rời đi. Diệp Thần cùng Hồng Thuấn Thiên nhìn nhau một cái, đang do dự phải chăng muốn theo sau lúc đó, một tên cưỡi một đầu lưng mọc hai cánh lông vàng sư tử được Kim sư tộc chiến sĩ, liền xuất hiện ở cái này quặng mỏ trước. Hướng về phía Kim Lôi Sơn cao giọng nói, Kim Lôi Sơn nhận lệnh. Sư vương có lệnh, ngày mới bắt đầu, tạm ngừng quặng mỏ hết thảy khai thác hoạt động. Tất cả người, không được đi vào quặng mỏ. Diệp Thần hai người, nghe vậy cả kinh. Không cách nào tiến vào quặng mỏ. Đây là chuyện gì xảy ra? Bất quá, bất luận như thế nào, cô gái kia hiển nhiên trước thời hạn liền biết tin tức này. Hồng Tuấn Thiên hỏi, Diệp huynh, làm thế nào? Diệp Thần trầm ngâm chốc lát nói, mặc dù, không biết cô gái kia có mục đích gì, nhưng, nếu như chúng ta muốn có được hải cực bảo toàn, xem ra cũng chỉ có từ nàng nơi đó nghĩ biện pháp. Một khắc sau, hai người thân hình động một cái,
liền từ tại chỗ biến mất, hướng Kim San San rời đi phương hướng, truy đuổi đi. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Hồng Thuấn Thiên liền đi tới một tòa vô cùng là tuyệt đẹp gác lửng trước, giờ phút này, một tên kim sư tộc tỷ nữ, đã đứng ở cửa, hướng về phía hai người mỉm cười nói, hai vị công tử, mời vào trong, nhà ta tiểu thư đã chờ đã lâu. Diệp Thần ánh mắt hai người nhỏ tránh, thân hình động một cái liền tiến vào gác lửng bên trong. Có thể, khi bọn hắn thấy một màn trước mắt lúc đó, nhưng là không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chỉ gặp, cái này tựa hồ thân phận vô cùng là cao quý thiếu nữ Kim San San, giờ phút này, lại là không để ý chút nào hình tượng cầm một cây thú chân, miệng to ăn thịt uống rượu. Kim San San thấy hai người, cởi mở cười một tiếng nói, các ngươi ngớ ra làm gì, ăn chung à. Diệp Thần ngồi xuống sau đó, không nói nhảm, dứt khoát hỏi, Kim cô nương, cái này cấm chỉ khai thác quặng là chuyện gì xảy ra? Kim San San buông xuống thú chân, cũng không có giấu diếm ý, trực tiếp mở miệng nói, bởi vì, sư vương đảo lập tức muốn cử hành tam thú chi tranh. Tam thú chi tranh. Hồng Thuấn Thiên nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Kim San San nói, 36 thiên đảo bên trong, có 3 tòa hòn đảo được gọi là tam thú chi đảo, theo thứ tự là sư vương đảo, xà vương đảo, cùng với lang vương đảo. Cái này trên 3 tòa thú đảo tộc nhân cũng có bộ phận vô cùng là dị thú cường đại huyết mạch, vì vậy thân xác lực lượng kinh người. Từ xưa tới nay, chúng ta tam thú chi đảo liền lẫn nhau không hợp nhau, cũng nhận là mình mới thật sự là vua vạn thú, đưa đến mâu thuẫn không ngừng. Sau đó, vì để tránh cho đem mâu thuẫn diễn biến thành chiến tranh, 3 thú đảo cường giả liền cử hành cái này tam thú chi tranh. Kim San San mắt đẹp bên trong, sạch bóng chớp động nói, tam thú chi tranh. Mỗi vạn năm liền sẽ ở 3 tòa thú đảo bên trên, thay phiên cử hành một lần, mỗi một lần, 3 tộc cũng sẽ phái bên trong tộc, tuổi tác ở 300 tuổi trở xuống yêu nghiệt tham gia tỉ thí, mà cuối cùng lấy giành thắng lợi người, liền có thể lấy được thú vương danh hiệu. Đây đối với tam thú chi đảo tộc dân mà nói, là một loại vô thượng vinh dự, đồng thời, vậy quan hệ đến tư nguyên phân phối vân. Vân. Diệp Thần nghe vậy, cao mày nói, chẳng lẽ, lần này tam thú chi tranh, ngay tại sư vương đảo dơ lên làm. Kim San San cười nói, không sai, hơn nữa, càng đúng dịp là. Lần này hạng mục, vừa vặn chính là khai thác hải cực bảo toàn. Vì vậy, sư vương mới hạ lệnh, cấm chế người bất kỳ tiến vào quặng mỏ, để tránh ảnh hưởng đến tam thú chi tranh tiến hành. Diệp Thần ánh mắt hơi trầm xuống nói, cái này tam thú chi tranh, muốn kéo dài tới khi nào? Bọn họ chỉ có 7 ngày thời gian. Kim San San nói, tam thú chi tranh sau này, quặng mỏ đem tạm thời không cần mở thả, vì phòng ngừa có người ở tam thú chi tranh bên trong ăn gian, 3 tộc hội chung nhau phái ra thẩm tra nhân viên, đem quặng mỏ thẩm tra một lần, thời gian đại khái 1 tuần lễ. Trong chốc lát, Diệp Thần cùng Hồng Thuấn Thiên đều là chau mày, 1 tuần lễ bọn họ không chờ được. Giờ phút này, Kim San San đột nhiên lộ ra lau một cái nụ cười giảo hoạt nói, Diệp công tử, các ngươi sợ rằng không chờ được thời gian dài như vậy chứ? Dẫu sao, tử vong gió bão yếu kém kỳ lập tức phải đi qua. Diệp Thần cùng Hồng Thuấn Thiên nghe vậy, đều là con ngươi co rúm một cái, ánh mắt trầm ngưng nhìn Kim San San. Kim San San khẽ mỉm cười nói, hai vị, không cần như vậy khẩn trương, trừ thương nhân, mở ra hái hải cực bảo toàn võ giả, phần lớn cũng là vì tiến vào không hồi đảo, bất quá, các ngươi đi không hồi đảo phải làm gì, ta cũng không biết. Vậy không muốn biết. Diệp Thần hỏi, Kim cô nương, ngươi nói cho chúng ta những thứ này, kết quả muốn làm gì? Hắn có thể sẽ không lấy là Kim San San là tới và bọn họ tán gẫu. Kim San San nghe vậy, ánh mắt hơi buồn bã nói, lần này, tam thú chi tranh, ta sư vương đảo người dự thi mặc dù không kém, nhưng, so với xà vương đảo cùng lang vương đảo nhưng là thiếu một tên tuyệt đối nhân vật dẫn quân. Như vậy thứ nhất, là căn bản không cách nào ở tam thú chi tranh bên trong thủ thắng. Nàng ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong mắt thần mang một thịnh nói, chúng ta sư vương đảo, đã liên tục rất nhiều giới tam thú chi tranh, không có đoạt cúp, lần này, phải thủ thắng. Nếu không, lang vương đảo cùng xà vương đảo, cho rằng sư vương đảo đã bắt đầu suy yếu mà nói, thậm chí có thể, đối với sư vương đảo phát động tấn công. Cho nên, ta muốn mời Diệp công tử, thay chúng ta sư vương đảo tham gia tam thú chi tranh. Lần này tam thú chi tranh, hạng mục là khai thác hải cực bảo toàn, so đấu chính là đơn thuần thân xác lực lượng. Diệp Thần thân xác lực thậm chí có thể nghiền ép Kim Lôi Sơn. Hơn nữa,
tuổi tác không tới 100 tuổi, cho dù là cái khác hai tòa thú đảo nhân vật dẫn quân, vậy căn bản không cách nào cùng Diệp Thần coi như nhau. Kim San San sở dĩ phải nói cho Diệp Thần những thứ này, liền là muốn cho Diệp Thần giúp nàng thắng được lần này tam thú chi tranh. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ nói, ta cũng không phải là kim sư tộc, như thế nào tham gia cái này tam thú chi tranh. Kim San San nghe vậy, mắt đẹp bên trong, lóe lên vẻ do dự, nhưng, rất nhanh, nàng chính là cắn răng một cái, cổ tay lột, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nàng đem bình ngọc này đưa cho Diệp Thần nói, Diệp công tử mời xem qua. Diệp Thần có chút hiếu kỳ nhận lấy vậy bình ngọc, đem mở ra, nháy mắt tức thì, một đạo vô cùng bá đạo, cường thịnh hơi thở, liền tràn ngập ở lầu các này bên trong, cho dù có xích hoàng huyết mạch hồng thuấn thiên đều là hơi biến sắc mặt, cảm thấy một chút phương diện huyết mạch áp chế. Diệp Thần con người co giúp một cái, hướng vậy bình ngọc bên trong nhìn, chỉ gặp, bình để lẳng lặng nằm một giọt màu vàng máu. Giờ phút này, sóc lão thanh âm ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, thằng nhóc, đây có thể là đồ tốt à? Huyết dịch này là cái gì? Diệp Thần hỏi. Sóc lão thanh âm hơi có chút kích động nói, cái này chính là một giọt thiên sư máu tươi, thiên sư so với người biết đầu kia nhỏ hổ huyết mạch, cao hơn một cấp bậc. Hôm nay, bên trong cơ thể ngươi khai thiên linh khí đã tiêu hao hết, nhưng, nếu như trái ngày này sư máu tươi, ngược lại có thể để cho hắn tạm thời kích thích luân hồi huyết mạch, hơn nữa, hiệu quả tốt hơn. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, có cái này tích thiên sư máu tươi, hắn là thêm một cái thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, mấu chốt nhất là thiên sư máu tươi tuy mạnh, nhưng, cũng không xem huyền yêu tinh máu như vậy khoa trương, bốc cháy không cần bất chấp nguy hiểm tánh mạng. Đây cơ hồ tương đương với để cho Diệp Thần nhiều một cái mạng. Kim San San ngưng tiếng nói, chúng ta kim sư tộc đều là thiên sư hậu duệ, Diệp công tử đem ngày này sư máu tươi luyện hóa, như vậy, hơi thở trên hẳn là không có bất kỳ sơ hở nào, còn như thân phận cùng với tham gia tam thú chi tranh tư cách, giao cho ta chính là. Vừa nói, nàng ánh mắt hơi chớp động nói, còn nữa, đây cũng là các ngươi duy nhất có thể ở 7 ngày bên trong lấy được hải cực bảo toàn cơ hội. Diệp Thần sau một hồi trầm mặc, gật đầu nói, đã như vậy, chuyện này ta liền đáp ứng. Kim San San nghe vậy, mặt đẹp bên trên, hiện lên lau một cái đại hỉ vẻ nói, cái này 2 ngày, mời Diệp công tử ở nơi này gác lửng bên trong luyện hóa thiên sư máu tươi, tam thú chi tranh đem ở 2 ngày sau cử hành, đoạn này thời gian, ta sẽ là công tử chuẩn bị xong thân phận. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này, Kim San San thì có chút vội vàng mang vậy cửa thị nữ rời đi chỗ tòa này gác lửng. Tên kia kim sư tộc thị nữ đối với Kim San San hỏi, tiểu thư, người thật cầm giọt kia thiên sư máu tươi cho hắn. Cái này có phải hay không có chút không quá đáng giá? Kim San San nghe vậy, mặt đẹp bên trên, lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ nói, tiểu man, lần này tam thú chi tranh, đối với ta kim sư tộc rất trọng yếu, mà mỗi người dự thi đều cần một tên vương tộc bảo đảm, đề cử. Phụ vương đã cam kết, như ai đề cử yêu nghiệt có thể trợ giúp sư vương đảo thắng được tam thú chi tranh, như vậy chính là hạ đảm nhiệm ngôi vua người thừa kế. Ta chỉ là phụ vương con gái tư sanh, nếu là muốn thừa kế vương vị, đây là ta duy nhất cơ hội. Tiểu man nghe vậy mặt hiện vẻ kinh sợ, và vương vị so với, một giọt thiên sư máu tươi tựa hồ vẫn là đáng giá. Có thể, đây chẳng qua là đang có thể thắng được ba thú tranh dưới tình huống à. Nàng có chút bất an quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng gác lửng, trước kia, nàng là tuyệt đối tin tưởng tiểu thư nhà mình ánh mắt, có thể, lần này tiểu thư nhưng là cầm bảo đặt ở một cái ngoại tộc trên mình. Nói thật, tiểu man căn bản không tin Diệp Thần có thể ở ba thú tranh bên trong có cái gì mắt sáng biểu hiện. 2 ngày sau, Hồng Thuấn Thiên trợn mắt há mồm nhìn trước mặt một tên tóc vàng xanh mâu, thân hình cao lớn, tản ra cương mãnh, hơi thở bá đạo thanh niên, thật là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Thanh niên này nhìn qua, rất rõ ràng đến từ kim sư tộc, có thể, mặt mũi nhưng cùng Diệp Thần, độc nhất vô nhị. Hồng Thuấn Thiên lẩm bẩm nói, Diệp huynh, người khí tức bây giờ và kim sư tộc hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt, nếu không phải ta biết ngươi, tuyệt đối sẽ đem ngươi nhận làm là kim sư tộc bên trong một thành viên. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đối với luyện hóa ngày này sư máu tươi kết quả rất hài lòng. Một khắc sau, Diệp Thần tâm niệm vừa động, xương cốt một hồi tí tách vang dội, liền thu hồi thiên sư máu tươi hơi thở, cả người vậy khôi phục nguyên trạng. Đây là,
Một hồi tiếng vỗ tay vang lên, một tên lúa mì màu da thiếu nữ bước vào gác lửng nói, xem ra, Diệp công tử đã thành công đem thiên sư máu tươi luyện hóa, hiện tại, chúng ta liền đi cử hành ba thú tranh hội trường đi. Rất nhanh, hai người ở Kim San San dưới sự hướng dẫn, liền đi tới ngày đó vậy kim sư quặng mỏ chỗ chỗ. Diệp thần cùng Hồng Thuấn Thiên thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt đều là không khỏi lóe lên một chút vẻ rung động. Chỉ gặp, đúng phiến quặng mỏ bầu trời lơ lửng đếm mặt to lớn truyền ảnh tinh, mà ở quặng mỏ chung quanh lại là dựng lên vô số khán đài, giờ phút này, nhìn trên đài đã đầy ắp cả người. Không chỉ là kim sư tộc người, còn có không thiếu đặc biệt chạy tới sư vương đảo, hội ba thú tranh ngọc xà tộc người cùng ngân lang tộc người. Tình cảnh, đặc biệt là nguy nga. Chỉ là nhìn cái này như biển người, sẽ để cho người có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đây là, Hồng Thuấn Thiên nói, Diệp huynh, Kim cô nương, ta trước hết tìm cái chỗ ngồi xuống. Dứt lời, liền hướng khán đài đi tới. Kim San San nói, Diệp công tử, cùng ta tới, ta muốn mang ngươi gặp mặt phụ vương. Phụ vương, Diệp thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Kim San San cười nói, ta là kim sư tộc sư vương con gái, nếu không, ngươi lấy là tùy tiện người nào đều có thể để cho ngươi tùy tiện tham gia trọng yếu như vậy thi đấu sao? Rất nhanh, hai người liền đi tới một cái ở vào quặng mỏ lối vào, canh giữ vô cùng nghiêm ngặt khu vực, nơi đó xây cất một tòa cung điện. Ở Kim San San dưới sự hướng dẫn, thủ vệ binh lính không chút nào ngăn trở ý, Diệp thần hai không người nào so thuận lợi tiến vào cung điện bên trong. Diệp thần phương một bước vào vậy cung điện bên trong, chính là ngay tức thì cảm thấy có mấy đạo ánh mắt bén nhọn, hướng mình bắn tới. Hắn nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ gặp, giờ phút này cung điện bên trong, tổng cộng có ba người, hai nam một nữ. Diệp thần ánh mắt nhỏ tránh, cái này hai nam một nữ rất trẻ tuổi, tuổi tác đều là hơn 200 tuổi, mà thực lực cũng là vô cùng là xuất chúng. Hơn 200 tuổi có thể có loại cấp bậc này thực lực, đủ kinh sợ. Đặt ở Táng Thiên Hải gia, có thể nói là yêu nghiệt bên trong hàng đầu. Đây là, cái này ba người đồng thời nhìn về phía Kim San San, hành lễ nói, gặp qua San San cô nương. Mà khi ánh mắt của bọn họ, rơi vào Diệp thần trên mình lúc đều là hiện lên lau một cái vẻ không hiểu. Kim San San gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, liền dẫn Diệp thần cùng ở trong điện ngồi xuống. Ngay tại lúc này, một đạo vô cùng là thanh âm chói tai từ ngoài cửa vang lên nói, ơ, đây không phải là San San muội muội sao, nghe nói ngươi mang tới một tên người dự thi. Hoàng huynh ta đây là thật là tò mò, ngươi kết quả tìm được hạng người gì mới. Đi đôi với lời nói, một bóng người xuất hiện ở trước cửa điện, người này tóc vàng xanh mâu, mặc áo bào đen, cả người hơi thở vô cùng là mạnh mẽ, chút nào không có ở đây Kim San San dưới, ở sau lưng hắn còn đi theo một tên nhìn như rất yên lặng, giữ lại một đầu màu vàng tóc ngắn chàng thanh niên. Kim San San nghe vậy, hướng vậy áo bào đen nam tử nhìn, mắt đẹp bên trong mơ hồ thoáng qua lau một cái vẻ chán ghét, nhàn nhạt nói, nhị hoàng huynh. Người này, tên là Kim Tước, chính là sư vương nhị nhi tử, đồng dạng là một tên nửa bước thái chân cảnh cường giả, nhưng, tuổi tác so với Kim San San, thì lớn hơn nhiều, đã hơn 7.000 tuổi. Đây là, Kim Tước ánh mắt quét qua mọi người tại đây, đột nhiên, hắn con ngươi co rúm một cái, tầm mắt rơi vào Diệp thần trên mình. Cao mày nói, một người làm việc vặt xuất hiện ở nơi này, làm gì? Trong điện những người dự thi khác, cũng là có chút nghi ngờ nhìn Diệp thần, không rõ ràng Kim San San mang người này đi vào là làm gì. Kim San San nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Kim Tước nói, nhị hoàng huynh, hắn không phải làm việc vặt, mà là ta mang tới người dự thi. Lời vừa nói ra, người ở tại tràng đều là nhướng mày một cái, mặt đầy vẻ khiếp sợ nhìn về phía Diệp thần. Nếu không phải nói ra những lời này người là Kim San San, bọn họ đều phải không nhịn được trực tiếp châm chọc. Mang một cái càn khôn cảnh tiểu tử tới tham gia ba thú tranh. Là nói đùa sao? Những người này, đều là Kim sư tộc bên trong thiên kiêu, vô cùng kiêu ngạo, ở bọn họ xem ra cùng Diệp thần phế vật như vậy cùng nhau ở mặt của nhiều người như vậy trước tham gia ba thú tranh, nhất định chính là một loại sỉ nhục. Kim Tước nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó. Ha ha phá lên cười, nhưng, ánh mắt nhưng là bộc phát lạnh như băng nói, Kim San San, ngươi là muốn cho thằng nhóc này cho toàn bộ Kim sư tộc mất thể diện, để cho ta sư vương đảo lâm vào là trò cười sao? Kim San San mắt đẹp bên trong, thoáng qua vẻ tức giận nói, nhị hoàng huynh, Kim thần thực lực, ta có thể làm bảo đảm.
Hơn nữa, phụ vương đã đồng ý để cho hắn tham gia ba thú tranh, ý ngươi là, phụ vương cũng muốn để cho kim sư tộc mất mặt sao? Kim thần là kim san san là Diệp thần dạy tên giả chữ, tránh một chút phiền toái. Kim tước nghe vậy, thần sắc có chút cân nhắc nói, kim san san, ngươi đừng lấy là dựa vào phụ vương sủng ái, liền có thể là tùy ý là, phụ vương bất quá là nhân nhượng ngươi thôi, ừ, dẫu sao, phụ vương đối với ngươi mẫu thân có chút thiếu nợ, không phải sao? Kim tước, vẫn đối với kim san san cảm giác tồn tại đến khó chịu, rõ ràng chỉ là một con gái tư sanh thôi, dựa vào cái gì ngược lại nhất bị phụ vương thích. Càng làm cho kim tước không cách nào tiếp nhận phải, kim san san tựa hồ còn muốn cùng bọn họ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ý. Đây càng thêm để cho kim tước khó mà chịu đựng. Hắn khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, hiện tại, rốt cuộc bị hắn bắt được kim san san cái chuôi, nhất định phải thừa dịp cái này cơ hội, thật tốt đả kích cái này muội muội. Kim san san chặt chẽ siết chặt quả đấm, nàng rất rõ ràng, sở dĩ nàng có thể được phụ thân coi trọng, là bởi vì nàng năng lực, có thể, ở trong mắt người khác, toàn bộ đều thành phụ thân đối với mẫu thân thiếu nợ. Trong chốc lát, kim san san cả thân hơi thở cũng mơ hồ náo động. Nàng rất muốn lớn tiếng nói cho kim tước, Diệp thần đánh bại kim lôi sơn, thực lực sợ hãi đến khó có thể tưởng tượng, có thể, nàng biết không có thể làm như vậy. Nếu không, kim tước biết Diệp thần người ngoại tộc thân phận, nhất định sẽ không để cho hắn tham gia ba thú tranh. Ngay tại lúc này, kim tước đột nhiên trong mắt hàn mang chớp mắt nói, kim san san, người nói tiểu tử này thực lực, người có thể bảo đảm. Như vậy, vi huynh thử một chút hắn hẳn không có vấn đề chứ. Dẫu sao, miệng nói không có bằng chứng, không phải sao. Kim san san nghe vậy, khẽ cau mày nói, người dự định làm sao thử. Đây là, kim tước khẽ mỉm cười, nhìn về phía bên người tên kia yên lặng người tuổi trẻ, mở miệng nói, đây là ta đề cử người dự thi, tên là Kim Dương. Nếu cùng là người dự thi, sẽ để cho Kim Dương cùng vị này kim thần tiểu huynh đệ, so tài một phen, ngươi thấy thế nào? Trong chốc lát, mọi người tại đây đều là không nhịn được lộ ra một nụ cười. Kim Dương, ở kim sư tộc bên trong nhưng mà nổi danh yêu nghiệt à. Tuổi gần 200 tuổi, thực lực cũng đã đột phá đến còn thật cảnh tầng 8 thiên. Càng mấu chốt chính là, Kim Dương thiên sư huyết mạch, cực kỳ đậm đà. Thực lực có thể nói trẻ tuổi một đời vô địch. Mà kim thần đâu? Nghe cũng chưa nghe nói qua. Để cho một cái càn khôn cảnh, yên lặng không nghe thấy tiểu tử và vạn chúng chúc mục tuyệt đại thiên tài so tài. Ha ha, vậy tựa hồ chỉ có một kết quả. Hơn nữa, Kim Dương còn có một cái đặc điểm, đó chính là tàn nhẫn. Bất luận là cái gì chiến đấu, cũng không có so với tàn nhẫn, cho tới bây giờ sẽ không nương tay à. Trong chốc lát, vậy mấy tên người dự thi đều có chút thương hại Diệp Thần. Đây là, Kim Dương chậm rãi đi tới Diệp Thần trước mặt, mặt mỉm cười mở miệng nói, vị này huynh đệ, xin chỉ giáo. Kim san san mắt đẹp sáng lên, đây chính là một cái hiện ra Diệp Thần thực lực tốt cơ hội à. Nàng mặt lộ vẻ cười nhạt, bưng lên nước trà trên bàn, sẽ trở thấy Kim Tước trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt nói, không có gì hay dạy bảo. Ta, nhận thua. Hắn từ trước đến giờ không thích phiền toái, vậy không thích cuốn vào người khác tranh đấu bên trong, hơn nữa, Kim Dương căn bản không xứng để cho hắn động thủ. Vậy thì nhận thua tốt lắm. Đám người nghe vậy đều là sửng sốt một chút, mặc dù, bọn họ đã sớm biết Diệp Thần không phải Kim Dương đối thủ, nhưng, làm thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại trực tiếp nhận thua à. Trong chốc lát, mọi người thấy Diệp Thần ánh mắt bộc phát khinh thường. Khinh miệt đứng lên, mặc dù, Diệp Thần lựa chọn rất chính xác, rất lý trí, nhưng lại cũng để cho người xem thường. Liền đánh một trận dũng khí cũng không có. Uổng là Kim sư tộc. Mà Kim Tước cùng Kim Dương, sắc mặt bộc phát cổ quái, ở bọn họ xem ra, Diệp Thần quả nhiên là một phế vật, bây giờ kinh sợ, chính là tốt nhất chứng cớ. Kim Dương vậy mất đi hứng thú, xoay người hướng Kim Tước đi tới. Phốc một tiếng. Kim san san chợt đem trong miệng nước trà toàn bộ phun ra ngoài, giờ phút này, nàng đối với Kim Tước vậy ánh mắt trào phúng, thật là đều tức bể phổi. Kim san san mặt đầy tức giận nhìn Diệp Thần nói, Kim Thần, ngươi! Ngươi tại sao phải nhận thua à? Người khác lấy là Diệp Thần kinh sợ, có thể nàng nhưng rất rõ ràng Diệp Thần thực lực à? Diệp Thần liếc mắt một cái Kim san san, chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Phiền toái! Nguyên bản!
đã xoay người rời đi. Kim Dương ngay tức thì dừng bước, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Diệp Thần nói, vị này huynh đệ, người mới vừa nói, phiền toái. Hắn ánh mắt bỗng nhiên băng hàn liền xuống nói cách khác, người sở dĩ nhận thua, không phải sợ, chỉ là cảm thấy phiền toái. Mọi người chung quanh thì rối rít lộ ra một bộ thần tình xem kịch vui. Thằng nhóc này được tiện nghi, còn khoe tài. Kim Dương cũng chuẩn bị thả qua hắn, hắn còn muốn ở Kim San San trước mặt ra vẻ một tí. Rõ ràng chính là sợ, khá tốt xem mình lười cho ra tay như nhau. Hiện tại, gặp báo ứng chứ. Đối mặt Kim Dương tức giận, Diệp Thần nhưng chỉ là sắc mặt bình tĩnh uống trà, tựa như căn bản không nghe được Kim Dương nói chuyện vậy. Kim Dương trong mắt hiện lên lau một cái hung ác vẻ nói, vị này huynh đệ, nếu ngươi sợ phiền toái, như vậy, ta xuất thủ trước, ngươi thấy thế nào? Ngươi không nói lời nào, ta coi như coi ngươi là thầm chấp nhận. Yên tâm, ta nhưng mà rất hiểu cái gì gọi là, điểm đến thì ngưng. Đám người nghe vậy, cười, Kim Dương đây là ép Diệp Thần ra tay à? Bất quá, hết thảy các thứ này, đều là Diệp Thần lỗi do tự mình gánh thôi. Gặp Diệp Thần như cũ không có phản ứng gì, Kim Dương hừ lạnh một tiếng, một khắc sau, còn thật cảnh hơi thở kích động ra, một cổ vương giả vậy hơi thở lượn lờ ở quanh thân, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, lôi cuốn vô cùng uy thế, ngay tức thì vọt tới Diệp Thần trước người, một quyền hướng Diệp Thần mặt hung hăng đập tới. Đám người thấy vậy, sắc mặt hơi đổi, xem ra, Kim Dương là thật tức giận, ở nơi này là cái gì điểm đến thì ngưng, rõ ràng là hạ tử thủ à. Nháy mắt tức thì, vậy lôi cuốn kinh thiên cự lực một quyền thì phải cùng Diệp Thần gương mặt tiếp xúc, nhưng vào lúc này, vậy chỉ quả đấm, nhưng là không khỏi động lại ở Diệp Thần trước mặt. Tựa như, thời gian vào thời khắc này dừng lại vậy. Đám người, rối rít mặt hiện vẻ không hiểu, chẳng lẽ, Kim Dương chỉ là muốn hù dọa một chút thằng nhóc này. Có thể, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện sự việc cũng không phải là như vậy. Giờ phút này, Kim Dương sắc mặt lại là nhanh chóng trắng bệch. Mà hắn cổ tay, đang bị một cái tay tùy ý siết. Cái tay kia nhìn qua, tựa hồ không có sử dụng bao lớn lực lượng, có thể, tùy ý Kim Dương giãy giụa như thế nào, đều không cách nào từ cái tay kia bên trong, tránh thoát được à. Vậy chỉ, thuộc về Diệp Thần tay. Trong điện mấy tên người dự thi ngay tức thì ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ nhìn ra được, Diệp Thần không có sử dụng bất kỳ linh lực, đơn thuần dựa vào lực lượng, liền miễn cưỡng bắt được Kim Dương cổ tay à. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Diệp Thần, một cái càn khôn cảnh tiểu tử, ở thuần trong lực lượng thắng Kim Sư nhất tộc Thiên Chi Kiêu tử Kim Dương. Đây là nói đùa sao? Kim Dương khuôn mặt vặn vẹo, lực lượng vẫn là niềm kiêu ngạo của hắn, có thể hiện tại, kiêu ngạo bể. Diệp Thần trên mặt vậy thần sắc lạnh nhạt, đau nhói Kim Dương ánh mắt, cái loại này không thèm để ý là đối với hắn lớn nhất làm nhục. Đây là, Kim San San đắc ý nhìn Kim Tước nói, nhị hoàng huynh, người hiện tại còn cảm thấy Kim Thần sẽ cho chúng ta Kim Sư nhất tộc mất mặt sao? Kim Tước sắc mặt âm trầm vô cùng, không nói gì, một cổ nóng nảy ở trong lòng phun trào ra. Hắn mắng thầm, cũng không biết nữ nhân này từ nơi nào tìm tới như thế cái thân xác lực biến thái đến mức tận cùng tiểu tử, tại sao ta cũng chưa có vận khí như vậy? Kim Tước ánh mắt yếu ớt, hắn tuyệt không thể để cho Diệp Thần ở ba thú tranh bên trong lấy được quá mức chói mắt thành tích, nói như vậy, vương vị thật có khả năng bị cái này đê tiện con gái Tư Xanh cướp đi. Ngay tại lúc này, phía ngoài cung điện truyền tới một tiếng hô lớn, sư vương giá lâm. Mấy đạo nhân ảnh, xuất hiện ở cửa điện chỗ, hướng trong điện đi tới, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, chỉ gặp đi phía trước nhất là một tên tóc vàng xanh mâu, mặc kim bào, mặt mũi vô cùng uy nghiêm người trung niên. Người này, giơ tay nhấc chân tới giữa, đều mang một cổ cấp trên hơi thở, hiển nhiên, chính là vậy Kim Sư tộc Sư Vương. Mà ở sau lưng hắn, còn đi theo mấy tên mặt mũi cùng cái này người đàn ông trung niên có mấy phần tương tự trai gái, những người này cần phải chính là Sư Vương con cái, Kim San San anh chị em. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy Sư Vương, trong bụng hơi kinh ngạc, cái này Sư Vương thực lực vô cùng là khủng bố, cho hắn cảm giác cùng phần Long Tử Địa Long Hoàng so sánh. Đều không xính hơn để cho, bất ngờ là một tên thái chân cảnh cường giả. Vậy sư vương nhìn trong đại điện, Diệp Thần nắm Kim Dương cổ tay một màn, ánh mắt hơi chớp mắt, ngay sau đó cười nói, các ngươi những người này, ba thú tranh, cũng nhanh muốn bắt đầu, cái này là đang làm gì? Vậy Kim Dương hoảng hốt vội nói, bệ hạ, ta. Chúng ta,
chỉ là ở luận bàn một chút thôi. Hắn chặt chẽ trợn mắt nhìn Diệp Thần, trong lòng đều đã đem Diệp Thần thiên kiếm vạn ngắt, hắn sở dĩ tham gia cái này ba thú tranh, mục đích lớn nhất chính là đạt được nhị hoàng tử, cùng với sư vương xem trọng à. Có thể hiện tại, bởi vì Diệp Thần, hắn ở nhị hoàng tử cùng với sư vương trong lòng ấn tượng sợ rằng đã thẳng tắp giảm xuống. Mấu chốt nhất là, tên này đối mặt sư vương lại vẫn không buông tay. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, Kim Dương huynh, mới vừa ngươi tìm ta so tài, nói muốn xuất thủ trước, hiện tại ngươi đã xuất thủ qua, hẳn, đến phiên ta chứ. Đám người nghe vậy, đều là con ngươi co giúp một cái. Diệp Thần đây là phải ngay sư vương mặt, lục đục, đánh người. Liền liền Kim San San, mặt đẹp bên trên đều là hiện lên vẻ lo lắng, nàng nói khẽ với Diệp Thần mở miệng nói, ngươi đang làm gì? Ở phụ vương trước mặt, khiêm tốn một chút. Tên này thật là một người điên à. Có thể, Diệp Thần nhưng tựa như không nghe được vậy, nắm Kim Dương cổ tay, chợt phung lên, một cổ không cách nào tưởng tượng cự lực, giống như hồng đào vậy, dâng trào ra. Kim Dương con người run rẩy một tí, hắn điên cuồng khống chế thân thể bắp thịt, muốn cùng lực lượng này chống lại, có thể, giờ phút này, hắn cảm giác mình tựa như là bão tố bên trong một cái nhỏ thuyền, căn bản không có chút nào sức chống cự, liền bị vậy mênh mông sóng lớn bao phủ. Náo động một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại điện cũng run rẩy. Đám người, nới rộng ra ánh mắt, chỉ gặp, Diệp Thần lại là trực tiếp đem Kim Dương hung hãn ném ở trên mặt đất. Đem đại điện vậy vững chắc vô cùng sàn nhà cũng đập ra hình một người lỗ lớn, Kim Dương nằm ở bên trong, cả người máu tươi, xương cũng không biết bể bao nhiêu. Tất cả mọi người đều là có chút ngây ngốc nhìn Diệp Thần, ai vậy không nghĩ tới, Diệp Thần lại thật gan lớn đến như vậy bước à. Diệp Thần nhưng là thần sắc nhàn nhạt, hắn từ trước đến giờ là có thủ oán tại chỗ liền báo tính cách, sẽ không cân nhắc trường hợp nào, thời cơ vân. Vân, cố kỵ cái này, cố kỵ vậy, làm sao còn thuận tâm ý? Làm sao còn ý niệm hiểu rõ? Làm sao còn lăng tiêu võ ý? Kim Dương một quyền kia, chỉ ít vậy ôm lo nghĩ muốn trọng thương hắn ý tưởng, như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cứ như vậy thả qua Kim Dương, ai tới đều giống nhau. Kim Thước nhìn vậy nằm trên đất. Giống như là cá chết giống vậy Kim Dương, trán gân xanh hung hăng nhảy lên một tí. Như vậy làm sao còn tham gia ba thú tranh? Kim Dương nhưng mà hắn thừa kế ngôi vô hy vọng à. Cứ như vậy bị Diệp Thần làm hỏng. Trong chốc lát, Kim Tước tức giận được thật là đều phải nhập ma, hắn quanh thân sát khí cuồn cuộn, hướng về phía Diệp Thần quát lên, bất quá là so tài mà thôi, người cái này ác độc đồ lại dám hạ như vậy nặng tay. Nặng tay. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, ta nhớ không lầm, cái này hẳn gọi là điểm đến thì ngưng, không phải sao. Kim Tước ánh mắt ngay tức thì hung tàn đứng lên, hắn thân là hoàng tộc, há cho người tùy tiện chống đối. Âm một tiếng, nửa bước thái chân cảnh uy thế, từ trong cơ thể bộc phát ra, tựa hồ thì phải đối với Diệp Thần ra tay. Mà Kim San San cũng là tiếu mặt trầm xuống, chắn Diệp Thần trước người. Ngay tại lúc này, một đạo trầm ổn nhưng ưu việt thanh âm vang lên nói, cũng cho bổn vương dừng tay. Kim San San cùng Kim Tước nghe vậy, đều là cả người chấn động một cái, cúi đầu nói, phụ vương. Sư vương nhìn một cái trên đất Kim Dương, thần sắc cũng không có gì thay đổi, nhàn nhạt nói, người tuổi trẻ, người có biết người mới vừa rồi trọng thương, vốn là ta Kim sư tộc bên trong xuất sắc nhất yêu nghiệt một trong. Cũng là trước ba thú tranh bên trong, bổn vương ký thác kỳ vọng rất lớn tồn tại. Ngươi sẽ không sợ bổn vương giận cá chém thất cùng ngươi. Diệp Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, không sợ. À, sư vương xanh mâu lóe lên nói, bổn vương muốn biết tại sao. Diệp Thần cùng sư vương đối mặt, mở miệng nói, bởi vì, sư vương rất rõ ràng, một cái yêu nghiệt sống chết xa xa kém hơn toàn bộ Kim sư tộc an nguy. Sư vương nghe vậy, bất động thanh sắc nói, có ý gì? Diệp Thần nhàn nhạt nói. Lần này ba thú tranh, Kim sư tộc không thắng không thể, nếu không, toàn bộ sư vương đảo đều có thể đối mặt to lớn uy hiếp, so sánh với, Kim Dương sống hay chết, lại coi là cái gì. Hắn cặp mắt bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi chói mắt thần thái nói, mà ta, có thể là Kim sư tộc thắng được cái này thú vương tên. Trong đại điện đám người, giờ phút này tựa hồ cũng bị Diệp Thần khí thế rung động, nghe được câu kia thắng được thú vương tên, Kim sư tộc đám người. Mơ hồ đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đã rất nhiều năm không có được qua thú vương danh hiệu. Đây đối với kiêu ngạo sư tử mà nói,
là một loại hành hạ. Nếu như lúc trước, Diệp Thần nói ra lời nói này, đám người có thể chỉ sẽ khịt mũi coi thường, nhưng, hiện tại không giống nhau. Diệp Thần chí ít ở thuần phương diện lực lượng, hoàn toàn nghiền ép Kim Dương. Như vậy, hắn ở tỉ thí lần này hạng mục bên trong, tuyệt đối là Kim Sư Tộc đoạt được Thú Vương tên hy vọng lớn nhất à. Sư Vương nghe vậy, ha ha phá lên cười nói, được, rất tốt, San San ngươi mang về thằng nhóc này, Phụ Vương rất hài lòng, lần này ba thú tranh, ta Kim Sư Tộc lĩnh đội chính là hắn. Vừa nói, hắn nhìn về phía còn lại mấy tên Kim Sư Tộc thiên tài nói, mấy người các ngươi tiến vào quặng mỏ, bắt đầu tỉ thí sau đó, liền phải hoàn toàn nghe lệnh của thằng nhóc này, gặp hắn như gặp bổn vương. Vậy mấy tên thiên tài trong lòng rét một cái, lập tức nói tuân lệnh. Sư Vương gật đầu một cái, sẽ phải rời khỏi cung điện này, có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là lần nữa mở miệng nói, Sư Vương, xin dừng bước. Người tuổi trẻ, người còn có chuyện gì? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, nếu như ta thành công dẫn Kim Sư Tộc đoạt lại Thú Vương tên, hy vọng Sư Vương có thể giúp ta một chuyện nhỏ. Đám người nghe vậy, lần nữa hóa đá. Diệp Thần, cái này, đây là muốn cùng Sư Vương nói điều kiện. Sư Vương nghe vậy, khóe miệng không khỏi được hiện lên vẻ cười khổ, đã rất nhiều năm không người nào dám và hắn sách yêu cầu, hắn để cho người bất kỳ làm bất cứ chuyện gì, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, hắn biết, trước mắt người thanh niên này có để cho hắn ngoại lệ tư cách. Sư Vương gật gật đầu nói, ta ở đi và vậy hai cái thằng đáng chết gặp mặt trước, cần uống chút rượu, người tuổi trẻ, theo ta đi. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này liền đi theo Sư Vương đi ra đại điện, hướng cung điện bên trong một gian gác lửng đi tới. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, cái này thành công. Bọn họ ấn tượng bên trong, Sư Vương có thể tuyệt đối không phải cái gì tốt nóng này, tốt người nói chuyện à. Kim Tước thậm chí không nhìn được cau mày, nhìn về phía Kim San San nói, chẳng lẽ, thằng nhóc kia, cũng là Phụ Vương con riêng. Kim San San cũng là có chút đờ đẫn, nguyên bản, nàng dự định lợi dụng Diệp Thần giúp mình lấy được phương vị. Bây giờ nhìn lại tại sao dường như là mình bị Diệp Thần lợi dụng vậy đâu. Nàng nhìn trên đất Kim Dương, mắt đẹp chớp động, nàng biết có lẽ Diệp Thần ở Phụ Vương trước mặt trọng thương Kim Dương là đã sớm dự mưu tốt. Hắn sở dĩ làm như vậy, vì chính là ở Phụ Vương trước mặt hiện ra thực lực, hắn thực lực chính là cùng cha Vương giao dịch tiền đặt cuộc. Gác lửng bên trong, Sư Vương nhiều hứng thú nhìn Diệp Thần nói, người muốn cái gì? Diệp Thần nói, thuyền. Nếu là muốn đi không hồi đảo, trừ trấn hải thạch cùng biển vô cùng la bàn, bọn họ còn cần một chiếc thuyền. Sư Vương nghe vậy, khẽ cau mày nói, ngươi có biết, một chiếc hàng thuyền ở Táng Thiên Hải bên trong giá trị. Diệp Thần nói, ta tin tưởng, một chiếc hàng thuyền giá trị xa xa kém hơn Sư Vương đảo tương lai, hơn nữa, ta muốn không phải thông thường thuyền, mà là mau thuyền. Sư Vương ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái nói, người tuổi trẻ, ta để cho ngươi cùng ta nói điều kiện. Đã là đối với ngươi một loại tha thứ, hy vọng, ngươi không nên được voi đòi tiên. Kim Sư Tộc, cũng không thích con người ở chúng ta trước mặt, đòi hỏi nhiều. Thông thường hàng thuyền cũng được đi, còn nhanh hơn thuyền. Một chiếc mau thuyền, có lúc chính là một tòa hòn đảo phát triển mạch máu, Diệp Thần câu nói đầu tiên muốn lấy được. Có thể, giờ phút này Diệp Thần nhưng là nhìn thẳng Sư Vương cặp mắt, chút nào không lùi nói, chiếc này mau thuyền, đối với ta rất trọng yếu. Nếu như Sư Vương không cho phép, ta sẽ thối lui ra cái này ba thú tranh. Sư Vương sắc mặt, dần dần âm trầm xuống nói, người đang uy hiếp ta. Người có biết, uy hiếp một tên thái chân cảnh cường giả, sẽ có kết quả gì? Nháy mắt tức thì, lầu các này bên trong không khí, cũng mơ hồ sình sệt liền đứng lên, đồng thời, tản mát ra một loại mùi máu. Diệp Thần, giờ phút này tựa như đưa thân vào một phiến biển máu bên trong vậy. Hắn ánh mắt chớp mắt. Cái này Sư Vương sát khí, quá nồng đậm. Bất quá, lấy hắn võ tổ đạo tâm, điểm này sát khí thì như thế nào sẽ ảnh hưởng đến hắn? Diệp Thần nhàn nhạt nói, đây cũng không phải uy hiếp, mà là giao dịch, Sư Vương tự nhiên có cự tuyệt quyền lực, ta cũng không phải là đòi hỏi nhiều, chỉ là, ta cũng có mình lý do, nếu không phải là chiếc này mau thuyền không thể. Sư Vương ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong mắt sát ý bộc phát cường thịnh. Có thể. Ở cường giả này khủng bố sát khí trước mặt, Diệp Thần sắc mặt nhưng là không có một tia một hào dao động. Sư Vương trong mắt, vẻ kinh dị trước mắt, cho dù là giống vậy thái chân cảnh sơ kỳ tồn tại,
ở mình sát khí này bên trong, tâm cảnh đều sẽ có hỏng mất nguy hiểm chứ. Có thể, đối với Diệp Thần thật giống như ảnh hưởng chút nào cũng không có. Liên liên trải qua vô số sóng gió, lịch duyệt vô cùng là phong phú sư vương, đều có chút xem không hiểu trước mắt thần sắc này lãnh đạm thanh niên. Thằng nhóc này cũng quá vượt quá lẽ thường một chút chứ. Nhìn Diệp Thần vậy bình tĩnh cặp mắt, sư vương sắc mặt nhưng là có chút khó coi, nếu như Kim Dương còn ở đó, hắn có lẽ còn có nơi lựa chọn, có thể hiện tại, Kim Dương trọng thương, căn bản không cách nào tham gia ba thú tranh, nói cách khác, Diệp Thần thối lui ra nói, Kim sư tộc thất bại không thể nghi ngờ. Hắn thầm mắng một tiếng nói, đáng chết, hết thảy các thứ này đều là thằng nhóc này tính toán tốt chứ. Hắn cũng không thích bị người mưu hại. Chỉ chốc lát sau, sư vương cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một hơi nói, ngươi thắng, bổn vương, đáp ứng ngươi. Mặc dù trong lòng bực bội, nhưng, ở sư vương trong lòng trọng yếu nhất còn là cả Kim sư tộc. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nhưng là, sư vương ánh mắt, bỗng nhiên run lên nói, người tuổi trẻ, hiện tại ngươi đã không có đường lui, chỉ có thể thắng được cái này ba thú tranh, nếu không, bổn vương, cũng không sẽ cho phép một cái không vâng lời bổn vương ý chí người, yên ổn rời đi sư vương đảo. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, mỉm cười nói, mời sư vương yên tâm. Ngay tại lúc này, một tiếng lảnh lót vô cùng tiếng kèn lệnh, đột nhiên ở sư vương trên đảo vang vọng mở. Sư vương thần sắc động một cái nói, tốt lắm, ba thú tranh liền muốn bắt đầu, đi sân so tài đi. Một khắc sau, hai người thân hình động một cái, liền từ lầu các này bên trong biến mất, hướng vậy quạng mỏ đi tới. Trên đường, Huyền Hàn Ngọc có chút không hiểu đối với Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, ngươi tại sao cần phải nhanh hơn thuyền, thông thường hàng thuyền, chắc đủ để ở 7 ngày bên trong, tiến vào không hồi đảo liền à. Nàng rất rõ ràng, mới vừa rồi Diệp Thần cùng sư vương đối lập, nhìn như phong khinh vân đạm, trên thực tế nhưng là vô cùng là hung hiểm. Và một tên lớn mạnh như vậy Thái Chân Cảnh vương giả nói điều kiện, và bảo hổ lột ra không có bất kỳ khác biệt. Diệp Thần còn tận lực yêu cầu mau thuyền. Cái này không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn nguy hiểm. Nếu như sư vương một cái không vui, rất có thể liền sẽ trực tiếp đối với Diệp Thần ra tay. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, mặc dù, hắn bây giờ kích hoạt luân hồi huyết mạch, toàn lực xuất thủ. Cho dù không địch lại sư vương, cũng có lòng tin có thể từ trong tay chạy khỏi. Nhưng, như vậy thứ nhất, hải cực bảo toàn nhưng là không có hy vọng lấy được. Nói cách khác, bọn họ lần này quan hệ đến Hoa Hạ và Vạn Khư bí mật cướp đoạt coi như là hoàn toàn kết thúc. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, không có trực tiếp trả lời, mà là nhàn nhạt nói, có một số việc, so bảo vật quan trọng hơn. Huyền Hàn Ngọc trong lòng có chút không hiểu, thằng nhóc này hiện tại vậy học biết đoán. Không lâu lắm, Diệp Thần liền ở sư vương dưới sự hướng dẫn cùng Kim San San cùng với còn lại mấy tên người dự thi hội hợp. Rồi sau đó, sư vương thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở quạng mỏ bầu trời, cùng lúc đó, hắn bên người ngay tức thì hiện lên hai đạo thân ảnh. Một tên mặc xanh biếc trường bào, sắc mặt âm lãnh, đầu đầy tóc xanh, cằm nhọn dáng dấp người đàn ông trung niên, cùng với một tên sinh một đầu tóc bạch kim, huyết mâu, mặt mũi anh tuấn, trong mắt lóe lên ngoan ý thanh niên. Cái này hai người, chính là Xà Vương đảo Xà Vương cùng với Lang Vương đảo Lang Vương. Diệp Thần con người có giúp một cái này hai người vương giả giống vậy không phải là đơn giản Thái Chân Cảnh. Thấy ba tên vương giả hiện thân, ba tộc các khán giả ngay tức thì phát ra chấn thiên hoan hô. Sư vương mặt nở nụ cười, cao giọng nói, các vị, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại, mời ba tộc tuyển thủ tiến vào trong sân. Giờ phút này, quạng mỏ bên trong trên đất trống, xây dựng ba tòa sàn, trên bình đài phân biệt đứng thẳng sư tử, rắn, chó sói pho tượng, đối ứng ba tộc. Lúc này, ba tộc yêu nghiệt liền rối rít leo lên cái này sàn, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn trên đài, lại là vang lên một hồi tiếng ủng hộ. Giờ phút này, Diệp Thần hướng ngoài ra hai tòa sàn nhìn, chỉ gặp, mỗi cái trên bình đài cũng đứng 5 người, hắn ánh mắt từ đám người trên mặt lướt qua, rất nhanh phong tỏa hai đạo thân ảnh. Một tên ngọc xà tộc sinh một đầu giống như bích rắn giống vậy quyển khúc tóc xanh, khóe miệng lộ ra một vẻ âm ngoan nụ cười thanh niên, cùng với, một tên mặt mũi dáng đẹp, tóc bạch kim đạt tới eo cô gái. Cái này hai người, có thể nói là hai tộc người dự thi bên trong, hạc đứng trong bầy gà tồn tại. Thanh niên kia cùng cô gái bất ngờ đều là còn thật cảnh tầng 8 thiên tồn tại.
hơn nữa còn không phải giống vậy tầng 8 thiên. So Kim Dương hơi thở cũng cường đại mấy phần, hiển nhiên, đây chính là Kim San San nói nhân vật dẫn quân. Ngay tại lúc này, nhìn trên đài bỗng nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt soạt một tiếng tập trung vào Kim Sư Tộc trên bình đài. Nguyên nhân, có hai cái, một, Kim Sư Tộc người dự thi, chỉ có 4 người. Hai, một người trong đó lại là Càn Khôn Cảnh Tu Vi. Trừ Diệp Thần ra, còn lại mấy tên Kim Sư Tộc người dự thi sắc mặt đều là có chút khó coi. Kim Dương bị Diệp Thần trọng thương, bọn họ tạm thời cũng không tìm được cái khác thế chỗ. Đây là, nhìn trên đài bỗng nhiên vang lên một hồi cười ầm lên, châm chọc tiếng nói, Kim Sư Tộc là không có ai có thể phái tới so tài sao? Làm sao chỉ có 4 người? Có lẽ, thật đúng là như vậy, người không thấy được liền Càn Khôn Cảnh người cũng leo lên bổ sung cho đủ liền sao? Ha ha, Kim Sư Tộc là càng phối hợp càng trở về à, lần này ba thú tranh người thắng, xem ra lại là ở Ngọc Xà Tộc cùng Ngân Lang Tộc bên trong ra đời. Vậy Càn Khôn Cảnh tiểu tử là tới khôi hài sao? Ngọc Xà Tộc cùng Ngân Lang Tộc người dự thi nghe vậy, rối rít mặt lộ vẻ cười nhạt, xem cũng không có xem Kim Sư Tộc một mắt, ở trong mắt bọn họ, mấy lần ba thú tranh đội sổ Kim Sư Tộc, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Ba thú tranh, đổi tên là hai thú tranh, tựa hồ càng thích hợp. Sư Vương sắc mặt cũng có chút không tốt xem, hắn ho nhẹ một tiếng, mơ hồ thả ra một chút uy áp, hiện trường ngay tức thì yên tĩnh lại. Sư Vương nói, mời ba tộc lĩnh đội, tự giới thiệu mình. Vậy mà nói, ba thú tranh bên trong, ba tộc cũng sẽ phái ra một tên cực kỳ tươi đẹp yêu nghiệt đảm nhiệm lĩnh đội, mà các khán giả đối với những thứ này yêu nghiệt dĩ nhiên là rất là tò mò. Cho nên, dựa theo lệ cũ, sẽ để cho những thứ này lĩnh đội tự giới thiệu mình. Đây là, vậy Ngọc Xà Tộc thanh niên chậm rãi tiến lên một bước, mỉm cười nói, bổn công tử chính là Ngọc Xà Tộc lĩnh đội, tên là Xà Hàn, lần trước ba thú tranh, ta Ngọc Xà Tộc liền lấy được thú vương tên, lần này, bổn công tử ắt sẽ để cho Ngọc Xà Tộc quang vinh kéo dài tiếp. Tiếng nói vừa dứt, trên khán đài Ngọc Xà Tộc rối rít mặt hiện vẻ kích động, hô to Xà Hàn tên chữ, hiển nhiên ở Ngọc Xà Tộc bên trong nhân khí cực cao. Đây là, vậy tóc bạch kim cô gái cũng là tiến lên phía trước nói, ta Ngân Lang Tộc Doãn Quỳnh, lần này ta Ngân Lang Tộc tất sẽ đem Ngọc Xà Tộc từ trong tay chúng ta trộm đi đồ, đoạt trở lại. Trong chốc lát, Ngân Lang Tộc các khán giả cũng là nhiệt huyết sôi trào. Cái này Ngọc Xà Tộc cùng Ngân Lang Tộc, vừa lên tới liền mùi thuốc súng 10 phần. Rất nhanh, đám người liền đưa mắt tập trung đến Kim Sư Tộc sàn, ánh mắt bên trong, là nghiền ngẫm. Bọn họ rất muốn xem. Cái này Kim Sư Tộc lĩnh đội có thể nói ra nói cái gì tới. Kim Sư Tộc một khối, tu vi cao nhất cũng bất quá là còn thật 7 tầng thiên mà thôi, và Doãn Quỳnh, Xà Hàn kém hết mấy cấp bậc. Có thể, ra tất cả người dự liệu một màn, xuất hiện. Chỉ gặp, nhất không bị đám người coi trọng Diệp Thần, bị cho rằng là chuyện Tiếu Lâm Diệp Thần, giờ phút này lại là chậm rãi tiến lên đi tới mọi người tầm mắt bên trong, nhàn nhạt mở miệng nói Kim Sư Tộc, Kim Thần. Không có gì lời nói hùng hồn, chính là đơn giản năm chữ. Nhưng lại oanh động toàn bộ sân so tài à. Liền liền Xà Vương kia cùng Lang Vương đều là mặt hiện vẻ cổ quái. Xà Vương nhìn Sư Vương, châm chọc cười một tiếng nói, lão sư, các ngươi Kim Sư Tộc coi như không cơ hội thủ thắng, cũng không muốn tự giận mình à. Phải biết, ba thú tranh nhưng mà từ xưa tới nay truyền thống, cần phải tôn trọng. Lang Vương cũng là có chút khinh thường địa đạo, người đây là muốn tìm một thằng hề tới biểu diễn sao? Kim Sư Tộc, xem ra thật xa sút. Sư Vương giờ phút này, nhưng là sắc mặt bình tĩnh, đối mặt hai người châm chọc tùy ý nói, có lẽ, Kim Thần có thể cho các ngươi mang đến chút ngạc nhiên mừng rỡ, vậy nói không chừng đây. Cái khác hai người vương giả nghe vậy đều là nhướng mày một cái, nhưng, vậy không quá mức để ý, một cái Càn Khôn Cảnh tiểu tử có thể tung lên sóng gió gì. Ngay tại lúc này, một tiếng vang dội tiếng chuông vang lên. Sư Vương ánh mắt chớp mắt, cao giọng quát lên, ba thú tranh, hiện tại bắt đầu. Nháy mắt tức thì, các tộc yêu nghiệt chính là thân hình động một cái, hướng vậy quặng mỏ chỗ sâu bắn nhanh đi, ở quặng mỏ bầu trời dáng vóc to truyền ảnh tinh bên trên chính là hiện ra mọi người bóng người. Đây là, Kim Sư Tộc người dự thi bên trong, duy nhất một cô gái, thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Diệp Thần bên người nói, lĩnh đội. Làm sao bây giờ? Diệp Thần nói, mỗi người chia nhau tìm hải cực bảo toàn. Những cái kia Kim Sư Tộc người dự thi, có chút hưng phấn gật đầu nói, ưng.
Diệp Thần mặc dù biểu hiện cường đại lực lượng, nhưng, bọn họ tự nhận là đối với cái này quặng mỏ vô cùng rõ ràng, tự nhiên không muốn bị Diệp Thần ước thúc, tự do hành động tốt nhất. Giờ phút này, ba mặt to lớn chuyển ảnh tinh trên phân biệt hiện lên ba tộc tên, ở ba tộc tên hạ còn có mấy cái nhỏ tên chữ, phân biệt đại biểu các tộc người dự thi, đồng thời, ba tộc tên và người dự thi tên chữ hạ đều có một con số. Mấy chữ này, đại biểu các tộc cùng người dự thi khai thác lấy được hải cực bảo toàn. Rất nhanh, Doãn Quỳnh tên chữ phía dưới con số chính là nhảy lên một tí. Chỉ gặp, hình ảnh bên trên, một tên tóc bạch kim thiếu nữ chợt hướng về phía một nơi vách núi, oanh đánh một quyền, ở đó vách núi sau đó nổi lên một phiến thủy tinh vậy mỏ sắt, mà ở thủy tinh này bên trong, mơ hồ tựa hồ hàm chứa một viên cực phẩm là đẹp tản ra ánh sáng bảy màu hoa bảo toàn. Chính là hải cực bảo toàn. Vậy tóc bạch kim thiếu nữ khẽ quát một tiếng, thân thể mềm mại bên trong, bộc phát ra một cổ cuồng bạo cự lực, trong tay nhiều hơn một chuôi hạo tử trạng pháp khí, chợt hướng về phía thủy tinh kia, đánh xuống. Đừng xem nhẹ thủy tinh này vách đá, hắn độ cứng tương đương cao, mấu chốt nhất là, ở phá hoại thủy tinh vách đá trong quá trình không thể sử dụng bất kỳ linh lực, yêu lực vân năng lượng, nếu không, hải cực bảo toàn liền sẽ phải chịu tổn thương. Âm tiếng không ngừng. Vậy cứng rắn thủy tinh vách đá ở Doãn Quỳnh dưới cự lực điên cuồng vỡ vụn trước, toàn bộ quặng mỏ tựa hồ cũng ở nơi này không ngừng đánh bên trong, xảy ra chấn động vậy. Đám người rối rít mở to cặp mắt, có chút không dám tin tưởng, vậy nhìn như có chút nhu nhược thân thể mềm mại bên trong, lại hàm chứa kinh khủng như vậy lực lượng. Rất nhanh, hải cực bảo toàn hiện lên tóc bạch kim thiếu nữ trước mặt. Doãn Quỳnh, đoạt được cái đầu tiên hải cực bảo toàn. Tên phía dưới con số. Vậy biến thành một. Cùng lúc đó, Diệp Thần thân hình ở quặng mỏ bên trong chớp động, khổng lồ thần niệm cuồng trào ra, hắn khóe miệng mang vẻ tươi cười. Diệp Thần mặc dù có thể đối với ở nơi này ba thú tranh bên trong thắng được như thế tự tin, trừ lực lượng ra, chỗ dựa lớn nhất chính là thần niệm. Yêu tộc có một cái nhược điểm, chính là thần niệm lực yếu hơn. Mà ba thú tộc thừa kế mạnh mẽ yêu tộc huyết mạch, thân xác được trời ưu đãi đồng thời vậy thừa kế sự thiếu sót này. Đó chính là, ba thú tộc thần niệm lực đều không coi là cường đại. Chí ít, và Diệp Thần so sánh xa xa không bằng. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần cường đại thần niệm chính là xâm nhập cứng rắn vách đá bên trong, ngay tức thì nắm giữ quanh người vách đá bên trong hết thảy tin tức, phải chăng có hải cực bảo toàn, cùng với hải cực bảo toàn nhiều ít, toàn bộ đều bị Diệp Thần, từng cái biết rõ. Đây là ba thú tộc người dự thi tuyệt đối không cách nào làm được chuyện. Diệp Thần ánh mắt càng phát sáng lên, có thể, nhưng là từ đầu đến cuối không có dừng thân hình tiến hành khai thác. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Ba tộc người dự thi tên chữ dưới, cũng hiện lên bất đồng con số, hoặc hơn hoặc thiếu, đều có thu hoạch. Trong đó, Doãn Quỳnh và Xà Hàn nơi khai thác hải cực bảo toàn số lượng lại là xa xa dẫn đầu. Những người khác còn cũng ở cái con số quanh quẩn lúc đó. Doãn Quỳnh cùng Xà Hàn hải cực bảo toàn lấy được tính đã đột phá 30. Trong chốc lát, tất cả mọi người làm cho này hai người yêu nghiệt thiên phú mà sợ hãi. Bất quá, có một người là ngoại lệ. Giờ phút này, Diệp Thần tên chữ dưới con số từ bắt đầu tranh tài tới nay cũng chưa có bất kỳ biến hóa, vẫn là Linh. Người là lĩnh đội thậm chí liền kim sư tộc bên trong cái khác mấy tên người dự thi cũng xa xa không bằng à. Trong chốc lát, đừng nói là Ngọc Xà tộc và Ngân Lang tộc, liền liền kim sư tộc người xem, nhìn hình ảnh bên trên tên kia còn đang không ngừng bôn tẩu lãnh đạm thanh niên, trên mặt đều là hiện lên vô cùng là chán ghét, thần sắc tức giận. Thằng nhóc này là tới đi dạo phố sao? Đến bây giờ còn không có bất kỳ hành động nào. Liền liền sư vương, giờ phút này đều là không khỏi khẽ cau mày, không rõ ràng Diệp Thần đang làm cái gì. Phải biết, ba thú tranh thi đấu thời gian nhưng mà chỉ có 3 tiếng à. Cho dù Diệp Thần lực lượng vượt xa Doãn Quỳnh và Xà Hàn, rơi ở phía sau nửa giờ, cuối cùng có thể hay không lấy giành thắng lợi vậy không thể nói. Mà Lang Vương cùng Xà Vương, đều là cười lên nói, sư huynh, ngươi nói không sai, thằng nhóc này đúng là cho chúng ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ à. Lão sư, ngươi xác định, thằng nhóc này không có ta Ngọc Xà tộc huyết thống, ta làm sao cảm thấy, hắn là cố ý giúp ta Ngọc Xà tộc lấy giành thắng lợi đâu. Sư Vương nghe vậy. Sắc mặt có chút âm trầm, có thể hiện tại hắn nhưng là căn bản không cách nào phản bác à. Quặng mỏ bên trong Diệp Thần, đột nhiên, thần sắc động một cái,
đáy mắt mơ hồ hiện lên một vẻ vui mừng, hướng một cái hang nhìn. Một khắc sau, thân hình hắn chớp mắt, liền tiến vào vậy hang bên trong. Vậy một đám kim sư tộc người xem thấy vậy, sắc mặt đều là khó coi. Động này quật ở kim sư tộc bên trong, khá là nổi danh, được gọi là không phá quật. Tại sao, kêu không phá quật? Đó là bởi vì, hang bên trong nham thạch vô cùng là vững chắc, hơn nữa linh lực cơ hồ không cách nào đối với cái này nham thạch tạo thành phá hoại, dựa hết vào thuần lực lượng cho dù là kim sư tộc người cũng rất khó đánh nát động này quật bên trong nham thạch à. Vì vậy, liền lấy được không phá tên. Cái này càn khôn cảnh tiểu tử chạy đến cái này không phá quật chung tới, muốn làm gì? Liền ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người nhìn soi mói, Diệp Thần lần nữa rung động toàn trường. Chỉ gặp, hắn dừng ở không phá quật vị trí trung tâm, ngưng mắt nhìn dưới chân nham thạch, một khắc sau, lại là không chút do dự lấy ra mình hạo tử, hướng về phía mặt đất hung hăng nện xuống. Trong chốc lát, những cái kia kim sư tộc người xem không nhìn nổi, không nhịn được mở miệng nổi giận mắng, thằng nhóc, ngươi là cầm cái này ba thú tranh làm trò chơi gì sao? Lăn ra khỏi sân so tài, đừng cho chúng ta kim sư tộc mất thể diện. Thằng nhóc, ngươi là cái khác hai tộc phái tới gián điệp chứ? Diệp Thần đi dạo phố nửa ngày, kết quả là lựa chọn có ở đây không phá quật khai thác quặng. Đây có đầu óc sao? Không nói khác, chỉ bằng hắn càn khôn cảnh thực lực, căn bản liên kích bể không phá quật nham thạch có thể cũng không có chứ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần hạo tử cùng vậy không phá quật mặt đất xảy ra tiếp xúc. Một khắc sau, một tiếng vang lớn động trời bỗng nhiên chưa bao giờ phá quật chung, bộc phát ra. Giờ phút này, toàn bộ dãy núi bên trong thiên kiêu đều là cảm thấy một hồi kịch liệt chấn động, cho dù là Xà Hàn cùng Doãn Quỳnh đều là mặt hiện vẻ kinh sợ, hướng không phá quật phương hướng nhìn. Mà toàn bộ khán đài, lại là ngay tức thì, yên lặng như tờ. Chỉ gặp, hình ảnh bên trong, bụi bặm đầy trời, mà ở Diệp Thần hạo tử dưới, vậy bị dự là bền chắc không thể gãy không phá quật mặt đất nham thạch, bất ngờ bị đánh ra một cái hố sâu. Tất cả người đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói đều không nói ra được. Những cái kia kim sư tộc người, lại là mỗi một người đều xem như nhìn quái vật, nhìn Diệp Thần, tất cả giễu cợt Vân. Vân cũng nuốt vào trong bụng, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Bọn họ thật là không thể nào tin nổi con mắt của mình. Bởi vì, những người này rất rõ ràng cái này một hạo tử bên trong, hàm chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Căn bản không có thể. Là một cái càn khôn cảnh tồn tại nơi có thể có à. Trong chốc lát, bọn họ có chút rõ ràng Diệp Thần bị chọn là lĩnh đội lý do. Giờ phút này, Xà Vương cùng Lang Vương cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm hình dáng, cái này một hạo tử, liền bọn họ cũng bị rung động. Chỉ từ trong lực lượng mà nói, Diệp Thần đã vượt xa Xà Hàn cùng Doãn Quỳnh liền chứ. Bất quá, rất nhanh Xà Vương chính là khôi phục bình tĩnh, cười lạnh một tiếng nói, xem ra. Kim sư tộc bên trong quả thật cũng có vượt quá tưởng tượng yêu nghiệt, chỉ tiếc, chỉ có thực lực, không có đầu óc vậy thì không cách nào thắng được cái này ba thú tranh. Lang Vương cũng là nói, vậy hang, chính là sư vương đảo nổi danh không phá quật chứ. Vốn là, dựa vào hắn trong lực lượng ưu thế, có lẽ có thể vãn hồi lãng phí nửa giờ, ha ha, đáng tiếc hắn lựa chọn tiến vào không phá quật, cho dù hắn có thể phá ra hang bên trong nham thạch, khai thác hiệu suất cũng là cực kỳ thấp hèn. Cho nên, kim sư tộc đã không có bất kỳ lật bàn khả năng. Sư vương trong mắt, cũng là hiện lên vẻ tức giận. Thằng nhóc này là cố ý chơi mình sao? Hắn rất rõ ràng Diệp Thần lai lịch, không phải kim sư tộc người, nhưng, dựa hết vào thần niệm cũng có thể cảm giác đi ra, không phá quật chung nham thạch vô cùng là cứng rắn chứ. Vẫn là nói, Diệp Thần muốn chứng minh mình lực lượng, tận lực lựa chọn độ khó cao muốn đánh người xem mặt. Diệp Thần đúng là làm được. Có thể, nhưng là phải bỏ ra thắng lợi giá phải trả à. Giờ phút này, Ngọc Xà tộc cùng Ngân Lang tộc các khán giả rối rít thở dài nói, lực lượng thật kinh khủng à. Càn khôn cảnh, đây là thừa kế hoàn chỉnh thiên sư huyết mạch sao? Sợ rằng, liền chân chính thiên sư, càn khôn cảnh cũng không có cái này cùng lực lượng chứ. Bất quá, bọn họ nhưng là lấy cười nói giọng mở miệng, bởi vì Diệp Thần mặc dù thực lực sợ hãi, nhưng, lựa chọn sai lầm, không có đầu óc. Như cũ sẽ không dao động Ngân Lang tộc cùng Ngọc Xà tộc thắng lợi. Mà kim sư tộc đám người, giờ phút này nhưng là hơn nữa tức giận. Cùng mới vừa rồi như vậy xem thường tức giận không cùng, lần này chính là một loại đối với Diệp Thần thái độ tức giận.
Rõ ràng có thực lực, cố ý không phát huy được. Đầu tiên là đi dạo phố nửa giờ, sau đó có ở đây không phá quật khai thác quặng. Diệp thần đây là muốn trả thù bọn họ mới vừa giễu cợt sao? Có thể, cho dù trả thù, cũng không nên cầm toàn bộ chủng tộc vinh dự tới báo thù à? Những cái kia kim sư tộc người xem rối rít hô to nói, thằng nhóc, chúng ta sai rồi, người sau đó phải thế nào đánh chửi chúng ta đều nguyện ý chịu đựng, hiện tại, thật tốt thì đấu đi. Thằng nhóc, chúng ta đã biết ngươi thực lực, ngươi không cần chứng minh cái gì, hiện tại bắt đầu nghiêm túc khai thác quặng, vẫn còn kịp. Không muốn hành động theo cảm tình, ta kim sư tộc quang vinh, trọng yếu hơn à. Giờ phút này, Kim San San nhìn Diệp Thần cũng là mặt mày vẻ thất vọng. Nàng biết Diệp Thần rất ngạo, rất cuồng, hơn nữa không cho làm nhục. Nhưng, Diệp Thần rõ ràng cam kết qua, muốn là kim sư tộc đoạt lại thú vương tên à. Hiện tại, bị những cái kia rốt nát người xem cười nhạo mấy câu, liền muốn vi phạm cam kết, cầm toàn bộ kim sư tộc vinh dự cùng tương lai, tiến hành trả thù. Một cái mất hứng nói chuyện không coi là đếm. Nàng không nghĩ tới, Diệp Thần lại là như thế không chịu nổi người. Huống chi, đại đa số kim sư tộc người là vô tội à, cho đến hiện tại vậy vẫn không có nhục mạ Diệp Thần một câu, không nói một lời chống đỡ Diệp Thần à. Có thể, bất luận những cái kia kim sư tộc người xem như thế nào nói xin lỗi, thậm chí là khẩn cầu, quỳ xuống, Diệp Thần nhưng là căn bản không có động tĩnh, chuyên tâm vào công việc đánh trước vậy không phá quật mặt đất. Thời gian đảo mắt, 4 tiếng trôi qua. Giờ phút này, Sa Hàn cùng Doãn Quỳnh danh hạ con số đều đã đột phá 100. Ngọc Sa tộc cùng Ngân Lang tộc nơi khai thác hải cực bảo toàn, cũng là và kim sư tộc kéo ra chênh lệch thật lớn. Mà Diệp Thần tên chữ phía dưới con số, thẳng đến bây giờ còn là linh. Trong chốc lát, kim sư tộc người xem đều tuyệt vọng, từng cái cúi đầu, thậm chí chảy nước mắt. Nếu như, Diệp Thần là phải trừng phạt bọn họ, như vậy, bọn họ thừa nhận Diệp Thần làm rất thành công. Hiện tại, những người này đều là hối hận tới cực điểm. Liền liền sư vương khuôn mặt cũng mơ hồ có chút vặn vẹo, con người điên cuồng rung động vô tận lửa giận, cơ hồ phải đem óc đều hòa tan à. Hắn thậm chí đều bắt đầu hoài nghi, Diệp Thần có phải là thật hay không bị Xà Vương và Lang Vương cái này hai tên thu mua. Mà Lang Vương cùng Xà Vương nhìn sư vương thần sắc, chính là mặt đầy nụ cười, chỉ còn lại một giờ, kim sư tộc bại cục đã định. Hiện tại, coi như là Diệp Thần nguyện ý rời đi không phá quật, lần nữa trở lại quặng mỏ bên trong khai thác quặng cũng đã không còn kịp rồi. Toàn bộ kim sư tộc vô số cặp mắt nhìn chằm chằm truyền ảnh tinh trên, vậy thần sắc lãnh đạm thanh niên, trong mắt đều là vô cùng lửa giận. Thời gian, từng giây từng phút địa lưu thệ, rất nhanh, khoảng cách ba thú tranh kết thúc chỉ còn lại một nén nhang thời gian. Mà giờ khắc này, ba tộc thành tích, theo thứ tự là Ngọc Xà tộc, 267 cái hải cực bảo toàn, trong đó, Xà Hàn đào 132 cái. Ngân Lang tộc, 271 cái hải cực bảo toàn, trong đó, Doãn Quỳnh đào 135 cái. Kim Sư tộc, 84 cái hải cực bảo toàn, trong đó, Diệp Thần đào. Linh cái. Không thu hoạch được gì. Ngân Lang tộc các khán giả, đã làm xong ăn mừng chuẩn bị, bọn họ thắng lợi tựa hồ đã định trước. Mà Ngọc Xà tộc các khán giả chính là sắc mặt khẩn trương, hiện tại, không phải là không có lật bàn cơ hội. Chỉ có Kim Sư tộc, tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng, thậm chí, đã không có tiếp tục xem truyền ảnh tinh hứng thú. Không có ai chú ý tới, không phá quật chung, phung mồ hôi như mưa, gắng sức đánh trước mặt đất Diệp Thần, khóe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn trong mắt thần mang một thịnh, cả người cự lực, điên cuồng bùng nổ, hướng về phía mặt đất dưới chân toàn lực đánh xuống. Đồng thời, trong miệng nhẹ giọng nói, chôn được ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong sâu hơn một ít, bất quá, hết thảy cũng đang tính toán bên trong. Một khắc sau, một tiếng so với trước đó, càng nổ thật to, ngay tức thì bùng nổ, cuồn cuộn đất đá, ở mênh mông lực lượng dưới, tứ tán tung tóe. Giờ phút này, đang chú ý Ngọc Xà tộc cùng Ngân Lang tộc truyền ảnh tinh các khán giả đột nhiên mặt hiện vẻ thống khổ, một đạo vô cùng chói mắt ánh sáng mạnh, bỗng nhiên bùng nổ ngay tức thì đau nhói bọn họ gặp mắt. Đám người hướng vậy nguồn sáng nhìn, nhưng gặp tản mát ra ánh sáng mạnh chính là kim sư tộc truyền ảnh tinh. Nói chính xác, là vậy mặt hiện lên không phá quật hình ảnh truyền ảnh tinh. Giờ phút này, không phá quật bên trong lại là bị một đạo ánh sáng bảy màu hoa ngay tức thì bao phủ.
Tất cả xem ánh mắt của mọi người ngay tức thì bị cái này dị tượng hấp dẫn, không hiểu nhìn vậy mặt truyền ảnh tinh. Không phá quật chung rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Không lâu lắm, ánh sáng thu liếm, không phá quật bên trong hình ảnh lần nữa hiện lên ở trước mắt mọi người. Nháy mắt tức thì, tất cả mọi người con người đều là không khỏi run rẩy một tí. Chỉ gặp, một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên đang đứng ở một phiến thủy tinh trên vách phương. Mà ở thủy tinh kia vách đá dưới, tràn đầy ánh sáng bảy màu hoa hình thành dòng suối. Đúng vùng dãy núi cũng yên tĩnh lại, tiếng hít thở đều biến mất. Tất cả người xem, đặc biệt là kim sư tộc người xem, mỗi một người đều là há hốc miệng ba, cằm đều phải rớt xuống đất, mà trong ánh mắt của bọn họ, chính là hiện lên vô cùng kích động thần sắc. Liền liền sư vương, lang vương, xà vương ba người đều là mặt đầy rung động, lang vương mở to cặp mắt, không nhịn được khẽ hô nói, không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Mắt thấy thắng lợi ngay tại ngân lang tộc trước mắt à, có thể, ai nghĩ tới. Một khắc cuối cùng lại sẽ phát sinh như vậy không tưởng tượng nổi chuyện. Vậy phiến lóng lánh ánh sáng bảy màu hoa dòng suối, bất ngờ chính là hàm chứa rất nhiều hải cực bảo toàn quặng mỏ à. Xà vương sắc mặt khó coi nói, chẳng lẽ, thằng nhóc này ban đầu liền phát hiện chỗ này quặng mỏ. Lang vương sắc mặt trầm xuống nói, ban đầu liền phát hiện. Cái này quặng mỏ giấu ở sâu dưới lòng đất, cho dù lấy ngươi thần niệm của ta cũng chưa chắc có thể phát hiện, thằng nhóc này lại như thế nào có thể làm được. Một khắc sau, hắn trên mặt thoáng qua vẻ hung quang, nhìn về phía sư vương, cười lạnh nói, sư vương, ngươi sẽ không là ăn gian chứ. Vì thắng được chàng này ba thú tranh, trước thời hạn tìm được quặng mỏ vị trí, rồi sau đó nói cho lúc này. Xà vương nghe vậy, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, chặt chẽ nhìn chằm chằm sư vương. Sư vương lạnh lùng nhìn hai người, mở miệng nói các ngươi hẳn rất rõ ràng, chúng ta đều là lấy đạo tâm thể. Không được ở ba thú tranh bên trong ăn gian, huống chi, các ngươi cũng nói, lấy bọn ta thần niệm, cũng chưa chắc có thể phát hiện cái quặng mỏ này. Như vậy, cho dù ta biết không phá quật chung, tồn tại một cái quặng mỏ, vậy không thể xác định, chính là hải cực bảo toàn. Điểm trọng yếu nhất là, sư vương có chút khinh thường cười một tiếng nói, thằng nhóc này, bình thường tỉ thí liền đủ để nghiền ép các ngươi hai tộc liền chứ. Ta cần gì phải để cho hắn dùng cái loại này mạo hiểm phương thức chiến thắng. Trong chốc lát, xà vương cùng lang vương thần sắc đều là có chút khó coi. Sư vương nói, có đạo lý. Nói cách khác, cái quặng mỏ này thật sự là Diệp thần tự mình phát hiện. Cho dù là cái này hai người thái chân cảnh vương giả đều là bị giật mình. Thằng nhóc này vẫn chưa tới trăm tuổi à. Không chỉ có chí cường thân xác lực, liền thần niệm đều như vậy nghịch thiên. Muốn đào tạo được một cái thiên tài như vậy, chắc hẳn cần vô cùng là khổng lồ nội tình. Mới có thể làm được chứ. Nguyên bản, bọn họ cũng lấy là kim sư tộc sa sút, thậm chí có tấn công sư vương đạo ý tưởng, có thể hiện tại. Lang vương cùng xà vương đều là không khỏi dao động. Có như vậy nội tình kim sư tộc, cho dù ngoài mặt suy sụp một ít, bọn họ có thể gặm hạ khối này xương cứng sao. Đây là, lang vương hít sâu một hơi, hừ lạnh nói, kết quả còn chưa nhất định đâu, cái này thủy tinh vách đá như vậy dày. Muốn ở một nén hương bên trong đem phá vỡ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Xà vương cũng là trùng trùng gật đầu một cái. Ngay tại lúc này, Diệp thần trong mắt sạch bóng chớp mắt, trong tay mỏ hạo chợt hướng về phía thủy tinh kia vách đá, hung hăng nện xuống, theo vậy đinh tai nhức óc tiếng va chạm, kim sư tộc các khán giả cũng là bộc phát kích động, không biết là ai bỗng nhiên kêu gào, kim thần. Một tiếng này kêu gào, tựa như hoàn toàn nổ mọi người tâm trạng. Vô số kim sư tộc người, rối rít hô to nói, kim thần, kim thần, kim thần. Cái khác hai tộc người xem thấy vậy, đều là sắc mặt biến đổi, thời khắc này kim sư tộc khí thế bừng bừng, lại là cho bọn họ một loại thế không thể đỡ cảm giác, áp lực cực lớn. Một nén nhang thời gian, sắp trôi qua, rốt cuộc, cuối cùng một tầng mong mỏng thủy tinh vách đá, cũng ở đó mỏ hạo đánh xuống bể tan tành, vậy vô số hải cực bảo toàn hiển lộ ở trước mắt mọi người. Một khắc sau, Diệp thần vung tay lên, vô số bảo toàn liền rối rít tiến vào hắn túi đựng đồ bên trong. Cùng lúc đó, một tiếng chuông vang khắp sư vương đảo, sư vương quát to, đã đến giờ. Ba thú tranh tài kết thúc. Mới vừa, còn gọi tiếng chấn thiên sân so tài, ngay tức thì yên tĩnh lại, mỗi một cái người xem, đều là vô cùng khẩn trương ngưng mắt nhìn kim sư tộc tỷ số bản. Từng đạo ánh mắt, đều rơi vào kim thần tên chữ phía dưới. Ngay tại lúc này,
vẫy nguyên bản hiện lên linh vị trí, một hồi ánh sáng chớp động. Một khắc sau, biến thành một cái làm người ta sợ hãi con số. Diệp thần thành tích, bất ngờ là 13.828. 9 càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu nha. Mà giờ khắc này, Ngọc Xà tộc cùng Ngân Lang tộc thành tích, cùng một nén hương trước, không có bất kỳ biến hóa. Cái này hai tộc, chung vào một chỗ, liền Diệp thần số lẻ, cũng chưa tới à. Cái này một chàng ba thú tranh, có thể nói là kim sư tộc đại thắng. Tất cả kim sư tộc người xem, giờ khắc này đều là dùng hết toàn lực phát ra hoan hô. Không ít người thậm chí đã mặt đầy nước mắt. Đã bao nhiêu năm? Chừng mấy trăm ngàn năm chứ? Kim sư tộc một mực bị nhưng hai thứ khác thú tộc, dẫm ở dưới chân, nhận hết khuất nhục cùng châm chọc. Kiêu ngạo sư tử, nhưng mất đi thú vương quang vinh, đành phải nằm ở rắn chó sói dưới. Cái này, đối với vô số kim sư tộc người mà nói, đều là một loại to lớn hành hạ. Có thể, hiện tại, ngủ sư rốt cuộc tỉnh lại, cường thế quật khởi, bọn họ, lần nữa giành được thú vương danh hiệu à. Diệp thần, là cả kim sư tộc anh hùng. Giờ phút này, Ngân Lang tộc cùng Ngọc Xà tộc người dự thi tựa hồ còn không biết hết thảy các thứ này, bọn họ có chút kỳ quái tại sao kim sư tộc người xem hưng phấn như vậy. Rất nhanh, một đám người dự thi, liền rối rít quay trở về quãng mỏ lối vào sàn vị trí. Khi bọn hắn thấy vậy tỷ số trên nền điểm số lúc đó, những người dự thi này, nháy mắt tức thì phảng phất có trăm nghìn đạo lôi đình đồng thời đánh chúng bọn họ đầu vậy, cái này một đám thú tộc thiên kiêu ngay tức thì hóa đá à. 13.828. Cái này xác định không phải biểu hiện sai lầm sao. Đặc biệt, là Doãn Quỳnh cùng Sa Hàn, hai người hoàn toàn không muốn tiếp nhận à. Có thể, giờ phút này sư vương tuyên cáo tiếng nhưng là bỗng nhiên vang lên nói. Lần này ba thú tranh, người thắng trận, kim sư tộc. Hôm nay, kim sư tộc trọng đoạt thú vương tên. Sư vương đảo bến đỏ chỗ, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, mà ở nơi này ba người trước người bất ngờ đậu một chiếc chạm trổ sư đầu, toàn thân vàng óng thuyền lớn. Cái này ba người, hai tên chàng thanh niên, cùng một tên người trung niên, chính là Diệp Thần, Hồng Thuấn Thiên, cùng sư vương. Sư vương có chút không thôi nhìn trước mặt thuyền lớn. Mở miệng nói cái này hoàng kim bay sư là nhanh thuyền bên trong mau thuyền, cũng là bổn vương chú ý nhất một chiếc hàng thuyền, hắn chạy tốc độ, ở toàn bộ táng thiên hải đều là cao cấp, hiện tại, dựa theo ước định, chiếc này hàng thuyền là tài sản của ngươi. Diệp thần nghe vậy cười một tiếng nói, đa tạ sư vương. Sư vương cũng là cười nói, không, thằng nhóc, hẳn là bổn vương cảm ơn ngươi, ngươi mang cho kim sư tộc chính là còn con này một chiếc mau thuyền, xa xa không cách nào so. Diệp thần nhàn nhạt nói, bị người nhờ, chuyện người dốc lòng thôi. Đây là, sư vương có chút hiếu kỳ mở miệng nói, thằng nhóc, bổn vương có cái nghi vấn, ngươi cho dù không mạo hiểm khai thác chỗ kia hải cực bảo toàn quạng mỏ cũng có thể ung dung thắng được ba thú tranh mới là, vì sao, ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn chỗ kia quạng mỏ. Diệp thần cho đến một khắc cuối cùng mới đưa vậy quạng mỏ khai thác thành công, hiển nhiên cũng là gánh chịu nguy hiểm. Diệp thần ánh mắt nhỏ tránh nói, bởi vì, ở ta xem ra cái này thú vương tên đối với kim sư tộc sở dĩ như vậy trọng yếu, một mặt, là vì chấn nhiếp cái khác hai đại thú tộc, mặt khác, chính là dương kim sư tộc oai, khích lệ nhân tâm, để cho kim sư tộc người lần nữa nhặt tự tin. Bất luận từ phương diện nào mà nói, đơn giản thủ thắng, cho dù là con số trên vượt qua, vậy là không đủ, cho nên. Không chỉ có phải thắng, hơn nữa, còn lớn hơn thắng. Hơn nữa, thắng được xuất sắc. Thắng làm cho người khác nhiệt huyết sôi trào. Cho nên, vậy quạng mỏ, là tốt nhất lựa chọn. Sư vương nghe vậy, cặp mắt mở to, có chút ngẩn người nhìn Diệp thần, đúng như Diệp thần nói như vậy, chỉ có như vậy, mới có thể chân tránh mang cho kim sư tộc quật khởi lần nữa hy vọng. Một lát sau hắn cười khổ nói, liền một điểm này ngươi cũng nghĩ tới. Xem ra, ngươi không chỉ có ở thực lực, tâm cảnh trên cũng không so tầm thường, liền tài trí cũng là xuất chúng, hiện tại. Ta ngược lại có chút đáng tiếc, ngươi không phải chân tránh kim sư tộc người. Dứt lời, sư vương liền xoay người rời đi nói, thằng nhóc, nhớ ta tên chữ, bổn vương, tên là Kim Khiếu Giã, kim sư tộc và ta, đều thiếu nợ ngươi một cái ân huệ, chuyện này, ta sẽ không quên. Sư vương sau khi đi, Diệp thần liền đem hải cực bảo toàn giao cho Hồng Thuấn Thiên nói, Thuấn Thiên, luyện chế cái này biển vô cùng la bàn cần phải bao lâu? Hồng Thuấn Thiên trầm ngâm chốc lát nói, ba ngày. Cái này ba ngày,
ta cần toàn bộ tinh thần chăm chú luyện chế, không được có chút nào phân tâm. Diệp Thần gật đầu nói, được, lên thuyền đi. Hai người thân hình chớp mắt, liền leo lên chiếc kia hoàng kim bay sư, đồng thời tiến vào động lực phòng bên trong. Lấy Diệp Thần lực lượng, dựa vào sức một mình liền đủ để khởi động chiếc thuyền lớn này. Hắn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể cự lực cuồng trào ra, bơm vào đến mái chèo bên trên. Một khắc sau, vậy hoàng kim bay sư số thân thuyền bên trên bỗng nhiên hiện lên vô số phù văn, liền giống như một đạo kim sắc như tia chớp, bắn ra. Trong mắt của hai người, đều là hiện lên lau một cái đại hỉ vẻ. Cái này màu vàng thuyền lớn chạy tốc độ, thật là ra ý liệu. Có chiếc thuyền lớn này, bọn họ đường đi đem sẽ thuận lợi rất nhiều. Có thể, lúc này, cảm giác Diệp Thần phương hướng đi tới, Hồng Tuấn Thiên ánh mắt chớp mắt nói, Diệp huynh, cái phương hướng này cũng không phải là đi quá Minh Đảo đường biển à. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta muốn đi trước đi nước Minh Đảo, có chiếc này hàng thuyền, cho dù hiện tại đi nước Minh Đảo vậy đủ để ở 7 ngày bên trong tiến vào không hồi đảo. Hồng Tuấn Thiên nghe vậy cười một tiếng, lúc đầu, Diệp Thần sở dĩ yêu cầu mau thuyền chính là bởi vì chuyện này làm chuẩn bị. Hắn gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, ngồi ở trên bồ đoàn, trước mặt nhiều hơn một hơi đỉnh lớn, Hồng Tuấn Thiên đem vậy hải cực bảo toàn cùng mấy loại linh tài, toàn bộ ném vào đỉnh lớn bên trong, rồi sau đó, một cổ vô cùng là nóng rực hơi thở, ở nơi này động lực phòng bên trong dâng lên, Hồng Tuấn Thiên đã là kích hoạt xích hoàng huyết mạch. Hắn điểm ngón tay một cái, một viên đỏ thẫm sao hỏa rơi vào vậy miệng lớn đỉnh bên trong, một khắc sau, những cái kia nhìn như kiên cố linh tài, ngay tức thì bắt đầu hòa tan. Nước Minh Đảo bên trên thế lực lớn nhất, chính là Thủy Gia, cả tòa hòn đảo sự vụ lớn nhỏ hoàn toàn do Thủy Gia nắm trong tay. Ở hòn đảo nơi trung tâm, tọa lạc một tòa phủ đệ thật to, chính là Thủy Phủ. Giờ phút này, một tên mặt mũi vô cùng đẹp cô gái xuất hiện ở Thủy Phủ ngoài cửa. Cô gái này, thẳng liền hướng trong phủ đi tới, một tên thủ vệ cửa trung niên người làm quát to, đứng lại. Ngươi là người phương nào, sao dám xông vào Thủy Gia? Có thể. Làm tên nam tử này tử thấy rõ ràng cô gái mặt mũi sau đó, trên gương mặt nhưng là ngay tức thì hiện lên vẻ khó tin, đờ đẫn ở tại chỗ. Mà đứng ở hắn bên cạnh một tên trẻ tuổi người làm, chính là thần sắc trầm xuống, nạt nhỏ, hỏi ngươi nói đâu. Điếc, không biết trả lời. Tiếng nói vừa dứt, hắn thì phải đối với Thủy Kính Hoa ra tay, đem chặn. Mặc dù Thủy Kính Hoa là còn thật cảnh võ giả, thực lực vượt xa hắn nhưng mà Thủy Gia người làm à. Ở nơi này nước Minh trên đảo ai dám đối với người Thủy Gia động thủ. Cho nên, danh gia này người hầu không có sợ hãi. Có thể, ngay tại lúc này, trung niên kia người làm nhưng là chợt nâng lên một cước, đem trẻ tuổi kia người làm đạp bay ra ngoài. Trẻ tuổi người làm té chó ăn cứt, mặt đầy không hiểu nhìn trung niên kia người làm nói, Nguyên Thúc, vì sao đạp ta? Thủy Nguyên nhìn người trẻ tuổi kia, quát lên, đạp ngươi. Đạp ngươi, coi như là nhẹ. Biết đây là ai không? Vị cô nương này, chính là ta Thủy Gia nhị tiểu thư. Vừa nói, Thủy Nguyên vô cùng là cung kính đối với Thủy Kính Hoa hành lễ nói, nhị tiểu thư, ngài rốt cuộc trở về. Trẻ tuổi người làm nghe vậy sắc mặt hung hăng biến đổi, hắn là gần đây mới gia nhập Thủy Gia, trước lúc này, Thủy Kính Hoa đã rời đi Táng Thiên Hải nhiều năm. Không nghĩ tới, hiện tại hắn nhưng chính mắt thấy à. Lúc này... Trẻ tuổi người làm chính là mặt đầy vẻ khẩn trương mở miệng nói, nhị tiểu thư, mới vừa, ta có mắt không tròng. Thủy Kính Hoa nhìn trước mặt to lớn phủ đệ, mắt đẹp bên trong hiện lên lộ một cái vẻ phức tạp, nàng nhàn nhạt nói, đi tố cáo Tố tỷ tỷ, ta trở về. Dứt lời, nàng thân hình chớp mắt, liền quen việc dễ làm hướng thủy phủ bên trong, một cái sân bước đi. Thủy phủ bên trong, một gian to lớn phòng khách bên trong, ngồi một nam một nữ hai đạo thân ảnh. Phụ nữ kia mặt mũi xinh đẹp, mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng là 10 phần xuất chúng, hơn nữa, dung mạo mơ hồ cùng Thủy Kính Hoa có mấy phần tương tự. Cô gái này tên là Thủy Thiên Thiên, chính là Thủy Kính Hoa cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, giờ phút này, Thủy Thiên Thiên nhưng là mặt đầy vẻ âm trầm, hiển nhiên tâm tình cũng không tốt lắm. Mà ngồi ở nàng bên cạnh, là một tên màu da hơi đen, khá là thanh niên anh tuấn nam tử, đang nhàn nhã thưởng thức trà. Cái này nam tử tên là Trung Lãng, hắn nhìn qua trẻ tuổi, trên thực tế đã hơn 10.000 tuổi, hơn nữa, cái này Trung Lãng hơi thở cũng là vô cùng là dâng trào, vô cùng cái uy hiếp. Đây là,
mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng khách, hướng trong sảnh đi tới. Cái này mấy người, khí tức cường đại, chính là Thủy gia trưởng lão. Những nước này phụ huynh lão hướng về phía Thủy Thiên Thiên hành lễ nói, đại tiểu thư. Thủy Thiên Thiên trầm giọng nói, mấy vị trưởng lão, chắc hẳn các ngươi hẳn cũng biết, Thủy Kính Hoa, hôm nay đã trở về. Vậy mấy tên trưởng lão nghe vậy, ánh mắt đều là hơi lóe lên một tí. Thủy Thiên Thiên nói, năm đó ép cưới là một, mấy vị cũng đều thoát không khỏi liên quan, nếu như con bé này thật thừa kế chức gia chủ, các ngươi sẽ là cái gì kết quả, hẳn không tất ta nói nhiều chứ. Trong đó một tên trưởng lão cau mày nói, ý của đại tiểu thư là. Thủy Thiên Thiên ánh mắt sâu xa nói, Thủy Kính Hoa lần này trở về, nhất định là vì vậy chức gia chủ tới. Mà muốn phải thừa kế chức gia chủ, dựa theo truyền thống, nàng liền muốn thông qua Thủy gia bí cảnh thực tập. Ta muốn biết, ở mấy vị trưởng lão xem ra, lấy Thủy Kính Hoa hôm nay thực lực có thể hay không thông qua cái này bí cảnh thực tập. Vậy mấy tên trưởng lão do dự một lát sau mở miệng nói, lấy nhị tiểu thư hôm nay thực lực, có rất lớn cơ hội thông qua thực tập. Thủy Thiên Thiên nghe vậy, thần sắc bộc phát khó coi, quát lên, ta không cho phép nàng tham gia thực tập. Năm đó nàng chạy ra khỏi Táng Thiên Hải, hiện tại cũng chưa có tư cách lại thừa kế chức gia chủ. Phòng khách bên trong chốc lát yên tĩnh lại, chỉ chốc lát sau, một tên trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói, đại tiểu thư, năm đó gia chủ đã truyền ngôi cho nhị tiểu thư, nàng là duy nhất có tư cách tham gia Thủy gia bí cảnh thực tập người, dựa theo tổ huấn, chúng ta cũng là không ngăn được. Năm đó nàng thực lực không đủ để thông qua thực tập, cho nên mới thoát ra Táng Thiên Hải, hôm nay, sợ rằng đã không có bất kỳ phương pháp, ngăn cản nhị tiểu thư trở thành Thủy gia gia chủ. Thủy Thiên Thiên mắt đẹp bên trong hiện lên vô cùng là oán độc thần sắc, ở nàng nhìn lại, cái này chức gia chủ rõ ràng hẳn là nàng đồ à. Có thể phụ thân nhưng hết lần này tới lần khác truyền cho đáng chết kia nha đầu. Năm đó, nàng vì đem Thủy Kính Hoa bức tử, có thể nói hao tổn tâm cơ, cuối cùng, rốt cuộc đem Thủy Kính Hoa bức ra Táng Thiên Hải, nàng vậy được như nguyện trở thành trông coi người Thủy gia. Chỉ cần Thủy Kính Hoa mất tích trăm năm, căn cứ tổ huấn, nàng Thủy Thiên Thiên liền có thể trở thành chức gia chủ người thừa kế. Trăm năm thời gian liền đến nhanh, Thủy Thiên Thiên cũng mộng gặp mình trở thành gia chủ tương lai. Có thể hết lần này tới lần khác ngay vào lúc này, Thủy Kính Hoa lại trở về. Thủy Thiên Thiên cắn răng, sớm thành thói quen liền tay cầm quyền lực nàng, hôm nay làm sao sẽ nguyện ý đem buông xuống. Nàng chợt đem ly trà trên bàn, đập thành nghiền, phẫn nộ quát, đi ra ngoài. Cũng cho ta đi ra ngoài. Vậy mấy tên trưởng lão nhìn nhau một cái, bước lui ra phòng khách ra. Phòng khách bên trong, lần nữa chỉ còn lại có Thủy Thiên Thiên cùng Trung Lãng hai người. Đây là, Trung Lãng chậm rãi để ly trà xuống, không nhanh không chậm nói, Thiên Thiên, lần này ngươi đặc biệt tới tìm ta, chính là vì chuyện này. Thủy Thiên Thiên mắt đẹp sáng lên nhìn về phía Trung Lãng nói, Trung công tử, có thể có biện pháp gì ngăn cản nàng tham gia thực tập. Cái này Trung Lãng là một tòa đảo đảo chủ, thực lực cường đại, năng lực vậy khá là xuất chúng, hắn kính mến tại Thủy Thiên Thiên, mà Thủy Thiên Thiên mặc dù còn không cùng Trung Lãng chính thức kết là đạo lữ. Nhưng, cũng đã đối với Trung Lãng khá là lệ thuộc vào. Trung Lãng nghe vậy, lắc đầu nói, không có. Thủy Thiên Thiên nghe vậy, mặt lộ vô cùng là vẻ không cam lòng. Chẳng lẽ, nàng thật phải đem Thủy gia chắp tay nhường cho người? Có thể, đây là Trung Lãng nhưng là khẽ mỉm cười, nụ cười này nhìn như ôn hòa, nhưng làm người ta khó hiểu sợ hãi. Hắn lần nữa mở miệng nói, nhưng, ta nhưng có biện pháp, để cho nàng chết. Thủy Thiên Thiên hơi biến sắc mặt nói, Trung công tử, ngươi không thể đối với nàng ra tay, nếu không, chính là vi phạm tổ huấn, cho dù nàng chết, như vậy thứ nhất, ta cũng không cách nào trở thành Thủy gia gia chủ. Trung Lãng nói, nếu như ta nói, ta không hề vi phạm Thủy gia tổ huấn, liền đưa nàng vào chỗ chết phương pháp đâu. Thủy Thiên Thiên nghe vậy, hai tròng mắt sáng lên. Trung Lãng vung tay lên, đột nhiên trước người của nó nhiều hơn một đoàn màu xanh nhạt quả bóng nước. Thủy Thiên Thiên thấy nước kia cầu, kinh hô thành tiếng nói, Thiên Thanh Linh Thủy. Người Thủy gia hệ thống đặc thù, có thể chiếm đoạt tất cả loại linh thủy để nâng cao thực lực, ngày này Thanh Linh nước chính là một loại cực phẩm linh thủy, đối với Thủy gia người mà nói là chí bảo. Thủy Thiên Thiên trong mắt, không khỏi hiện lên vẻ tham lam. Có thể, đây là, Trung Lãng trong tay, nhưng là lần nữa ánh sáng chớp mắt, nhiều hơn một vật. Chỉ gặp, xuất hiện ở Trung Lãng trong tay.
bất ngờ là một đóa toàn thân đen nhánh đóa hoa. Thủy Thiên Thiên có chút nghi ngờ nói, đây là... Trung Lãng nhàn nhạt nói, thực máu bắn tung. Lại là thực máu bắn tung. Thủy Thiên Thiên nhìn vậy đen nhánh đóa hoa, mặt hiện một chút sợ hãi. Thực máu bắn tung, chính là một loại vô cùng là hiếm thấy linh hoa, cũng là Táng Thiên Hải bên trong kinh khủng nhất độc dược một trong. Bản thân cũng không có gì độc tính, không màu không vị, nhưng, cái này thực máu bắn tung một khi cùng linh thủy kết hợp liền có thể hóa là kịch độc. Linh thủy phẩm cấp càng cao, thực máu bắn tung phát huy độc tính càng mạnh. Đặc biệt là đối với thủy gia người mà nói. Thủy Thiên Thiên nhìn trời thanh linh nước cùng thực máu bắn tung, khẽ cau mày nói, Trung công tử ý là cho thủy kính hoa hạ độc. Trung Lãng đôi mắt híp một cái nói, hạ độc. Chúng ta phải làm chẳng qua là đem cái này tăng thêm thực máu tung tóe thiên thanh linh thủy đặt ở trong bí cảnh thôi, nếu như thủy kính hoa hấp thu ngày này thanh linh nước, cũng là chính nàng lựa chọn, như vậy thứ nhất, há chẳng phải là liền sẽ không vi phạm thủy gia tổ huấn. Thủy Thiên Thiên nghe vậy, trên gương mặt tươi cười ngay tức thì thoáng qua vẻ vui mừng. Tổ huấn bên trong, tựa hồ quả thật tồn tại chỗ sơ hở này. Nàng rất rõ ràng, không có thủy gia người có thể kháng cự được thiên thanh linh thủy cám dỗ. Cho dù là thủy kính hoa cũng giống vậy. Như vậy thứ nhất, thủy kính hoa ở trong bí cảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là, làm như vậy giống vậy cũng có không nhỏ nguy hiểm, nếu như chuyện này truyền đi, vậy mấy tên thủy gia trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Trong chốc lát, Thủy Thiên Thiên có chút lộ vẻ do dự. Trung Lãng ánh mắt nhỏ tránh nói, Thiên Thiên, muốn làm một mẻ, khỏe suốt đời, là cần phải gánh vác một ít nguy hiểm, bất quá. Có ta ở đây, cho dù những trưởng lão kia, vừa có thể đối với ngươi làm những gì. Trọng yếu nhất chính là, nếu như thủy kính hoa thành một người chết, là nàng ra tay cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Cái thế giới này, chính là thực tế như vậy. Thủy Thiên Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên quyết nhiên ánh sáng, cắn răng nói, được, Trung công tử, hiện tại theo ta, tiến vào bí cảnh. Hôm nay nàng là thủy gia thay mặt gia chủ, trong tay có mở bí cảnh lệnh bài, nhưng... cũng không phải là chân chính người thừa kế nàng, không cách nào tiếp nhận bí cảnh thực tập. Cùng lúc đó, một gian tao nhã xương phòng bên trong, Thủy Kính Hoa chậm rãi mở hai mắt ra, hôm nay nàng đã điều chỉnh đến trạng thái tột cùng. Một khắc sau, nàng thân hình động một cái, liền hướng phòng đi ra ngoài, rất nhanh đi tới một gian phòng khách bên trong. Trong sảnh chủ tọa trên, đang ngồi hai người, chính là Thủy Thiên Thiên cùng Trung Lãng. Đầu dưới chỗ, còn ngồi mấy tên thủy gia trưởng lão. Thủy Kính Hoa ngưng mắt nhìn mình cái này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, lạnh lùng nói, tỷ tỷ, ta tại sao trở lại thủy gia, người hẳn rất rõ ràng, đứt đoạn thừa chức gia chủ, ta là sẽ không rời đi. Hôm qua, người đẩy nhờ không tìm được bí cảnh lệnh bài, không để cho ta tiến hành thực tập, hôm nay, người có thể còn có cái gì mượn cớ. Nếu như ngăn trở nữa ta tiến vào bí cảnh, đây chính là có làm trái tổ huấn. Thủy Thiên Thiên nghe vậy, nhưng là mặt lộ nụ cười nói, muội muội nói gì vậy? Tỷ tỷ ta sao dám ngăn trở ngươi? Vừa nói, nàng liền đứng lên nói, theo ta tới. Thủy Kính Hoa mắt đẹp bên trong lóe lên vẻ kinh dị, Thủy Thiên Thiên châm trước để cho nàng có chút bất ngờ. Rất nhanh, đám người liền đi theo Thủy Thiên Thiên, đi tới thủy phủ bên trong, một bụi cổ thụ chọc trời trước. Thủy Kính Hoa ngưng mắt nhìn cây cổ thụ này, trong mắt thần mang ẩn hiện. Cái này cổ thụ chỗ chính là vậy bí cảnh vào miệng. Một khắc sau, Thủy Thiên Thiên lấy ra một quả lệnh bài cũ kỹ, trong cơ thể linh lực vừa chuyển, lệnh bài kia bên trên liền đánh ra một đạo ánh sáng rơi vào trên cổ thụ. Một hồi mãnh liệt không gian ba động từ cổ thụ bên trong kích động ra, trên cây khô thanh quang cuồng tránh, dần dần vặn vẹo thành một bộ thanh quang mê ly lối đi. Thủy Thiên Thiên có chút cân nhắc nhìn về phía Thủy Kính Hoa nói, muội muội, xin mời, chúc ngươi thông qua thực tập. Trở thành ta thủy gia gia chủ đây. Thủy Kính Hoa quét Thủy Thiên Thiên một mắt, không có để ý, thân hình chớp mắt, liền tiến vào vậy màu xanh lối đi bên trong. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Thủy Kính Hoa liền đi tới khác một mảnh không gian bên trong. Ở nàng trước mặt, tạo trước một khối bia đá, trên bia đá có khắc rậm rạp chằng chịt chữ viết, tấm bia đá này thượng thư khắc chính là thủy gia tổ huấn. Tấm bia đá này chính là một kiện chí bảo, có nhất định linh tính. Nếu như trái với tổ huấn, bia đá liền sẽ có cảm ứng, rơi xuống trừng phạt. Đây cũng là tại sao, thủy gia người như vậy coi trọng tổ huấn nguyên nhân. Đây là, Thủy Kính Hoa nơi lòng bàn tay một hồi nóng bỏng,
hiện lên một quả màu vàng phù văn, phù văn kia cùng Thủy Gia Gia Huy bên trên minh ấn, độc nhất vô nhị. Một khắc sau, Thủy Kính Hoa liền đưa bàn tay đè ở vậy trên tấm bia đá, mở miệng nói, Thủy Gia hậu nhân Thủy Kính Hoa, ý muốn khiêu chiến thực tập, lấy thừa kế chức gia chủ. Nháy mắt tức thì, vậy trên tấm bia đá kim quang cuồng tránh, đúng mảnh không gian bên trong ngay tức thì xảy ra biến hóa nào đó. Một tiếng thanh âm già nua, từ bia đá bên trong vang lên nói, thực tập bắt đầu. Thủy Kính Hoa thân hình động một cái, liền hướng phía trước bắn ra, vô số kim quang đột nhiên từ trên trời hạ xuống, hướng nàng bắn xong tới. Thủy Kính Hoa mắt đẹp chớp mắt, thân hình một hồi vặn vẹo, liền dựa vào thân pháp không ngừng ở kim quang kia mưa kẽ hở gian du tẩu. Giờ phút này, một gian bố trí xa hoa phòng lớn bên trong, đặt vào một mặt to lớn truyền ảnh tinh, mà truyền ảnh tinh bên trên đang hiện lên trong bí cảnh hình ảnh. Truyền ảnh tinh trước, đứng một nam một nữ, chính là Thủy Thiên Thiên cùng Trung Lãng. Nhìn Thủy Kính Hoa ở trong bí cảnh, không ngừng đột phá, Thủy Thiên Thiên không khỏi được hừ lạnh một tiếng, trong mắt là nồng nặc ghen tị, cho dù là nàng không thừa nhận cũng không được, Thủy Kính Hoa tu võ thiên phú xa xa ở nàng bên trên. Bất quá rất nhanh, Thủy Thiên Thiên chính là cười lạnh nói, tu võ thiên phú khá hơn nữa thì thế nào? Ha ha, còn không phải là phải chết ở ta trong tay. Trung Lãng cũng là mặt hiện vẻ tàn nhẫn, mới bắt đầu, hắn thích nhưng thật ra là Thủy Kính Hoa, lúc ấy, hắn thực lực liền vượt qua xa Thủy Kính Hoa, có thể, hướng Thủy Kính Hoa bày tỏ sau đó, Thủy Kính Hoa lại là đối với hắn không lưu tình chút nào cự tuyệt. Vậy sau này, Trung Lãng liền một mực oán hận ở tim. Hắn âm thầm châm chọc nói, Thủy Kính Hoa, đây chính là không tán thưởng kết quả. Lấy Thủy Kính Hoa thực lực ở nơi này thực tập bên trong, có thể nói là vượt mọi trông gai, đi tới trước tốc độ cực nhanh, khóe miệng của nàng cũng là dương lên một nụ cười, chiếu tiếp tục như vậy lại còn một nén nhang thời gian, nàng liền có thể thông qua thực tập lấy được chức gia chủ. Ngay tại lúc này, Thủy Kính Hoa đột nhiên ánh mắt chớp mắt, hướng trong bí cảnh một nơi cái ao nhìn, chỉ gặp, vậy cái ao bên trong. Thanh quang chớp động, mơ hồ có một đoàn màu xanh quả bóng nước ở trong đó di động. Nhìn vậy màu xanh quả bóng nước, Thủy Kính Hoa đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, mắt đẹp nóng như lửa kinh hô thiên thanh linh thủy. Thấy một màn này, Thủy Thiên Thiên cùng Trung Lãng hai mắt nhìn nhau một cái đều lộ ra nụ cười thần bí. Thiên thanh linh thủy đối với người Thủy gia sức hấp dẫn quả thật vô cùng to lớn, ở Thủy Kính Hoa xem ra. Ngày này thanh linh nước hẳn là lão tổ tông lưu lại, chỉ là trước vẫn không có thành hình, mà hôm nay vừa lúc bị mình bắt gặp. Nếu như hấp thu ngày này thanh linh nước, cảnh giới của nàng đều có thể trực tiếp đột phá chứ. Nàng cơ hồ không có bất kỳ do dự, thân hình chớp mắt liền đi tới vậy cái ao trước, ngồi xếp bằng xuống, hướng về phía bữa trước thanh linh nước đưa tay một chút, một khắc sau, vậy linh thủy liền chậm rãi hướng Thủy Kính Hoa bay tới, dần dần sáp nhập vào nàng thân thể bên trong. Nhìn trời thanh linh nước chậm rãi biến mất ở Thủy Kính Hoa trong cơ thể, Thủy Thiên Thiên cùng Trung Lãng nụ cười vậy bộc phát tàn nhẫn đứng lên. Cảm thụ thiên thanh linh thủy ở trong người sau khi luyện hóa, mang tới tinh thuần năng lượng, Thủy Kính Hoa trên mặt vui mừng bộc phát đậm đà, nhưng đột nhiên gian, nàng thân thể mềm mại nhưng là kịch liệt rung rung một tí. Thủy Kính Hoa mặt mũi ngay tức thì động lại, ngay sau đó, mắt đẹp bên trong dâng lên mãnh liệt vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, một loại vô cùng là kinh khủng độc tố đang theo thiên thanh linh thủy tinh thuần năng lượng ở nàng trong cơ thể tràn đầy kéo dài, điên cuồng phá hư nàng thân thể. Phốc! Thủy Kính Hoa chợt phun ra búng máu tươi lớn, mặt đẹp ngay tức thì trắng bệch, nàng vô cùng lo lắng nói tại sao có thể như vậy. Thủy Kính Hoa tâm tư cuồng chuyển, nàng ánh mắt chớp mắt nghĩ tới Thủy Thiên Thiên thái độ đột nhiên thay đổi. Thủy Thiên Thiên, là ngươi! Nàng chặt chẽ cắn răng. Mắt đẹp bên trong là cực hạn tức giận cùng cừu hận. Nguyên bản vậy còn sót lại cuối cùng một chút thân tình cũng đã không còn gì vô tồn. Thủy Kính Hoa hít sâu một hơi, tay trắng run rẩy lấy ra một quả lóe lên bạch quang đan dược kia bên trên bất ngờ lượn lờ năm đạo đan văn, đậm đà thuốc thơm ngay tức thì tràn ngập đúng phiến bí cảnh. Đan dược này chính là nàng cơ duyên xảo hợp dưới lấy được một quả giải độc thánh dược. Nàng ánh mắt chớp động, một khắc sau liền đem đan dược này đưa vào trong miệng. Đồng thời, toàn lực vận chuyển linh lực, luyện hóa đan dược bên trong dược lực. Mênh mông dược lực ngay tức thì tràn ngập ở Thủy Kính Hoa toàn thân bên trong, sắc mặt hơi hòa hoãn một phần, rối loạn hơi thở vậy dần dần ổn định một phần,
ở nơi này giải độc thánh dược dược liệu dưới, thực máu tung tóe độc tố tạm thời bị áp chế xuống. Thủy Thiên Thiên thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, có chút nóng nảy nói, Trung công tử, cái này thực máu tung tóe độc tố sẽ không bị nàng biết chứ. Trung Lãng thấy Thủy Kính Hoa cầm ra vậy năm đạo đan văn đan dược cực phẩm lúc đó, cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ, nhưng, rất nhanh liền bình tĩnh lại nói, đan dược này mặc dù phẩm cấp cực cao, dược liệu kinh người, nhưng, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế thực máu tung tóe độc tố mà thôi. Hắn khóe miệng dương lên vẻ tàn nhẫn nụ cười nói, người yên tâm, ta làm việc thích không để lại đường lui, cái này thực máu bắn tung phối hợp thiên thanh linh thủy. Hắn độc tính thậm chí đã vượt qua vực ngoại kỳ độc trên bảng xếp hạng thứ nhất cao cấp kỳ độc. Ta có thể chắc chắn, toàn bộ vực ngoại không tồn tại bất kỳ có thể tháo ra này độc thủ đoạn, Thủy Kính Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng bất quá là ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Quả nhiên, Trung Lãng tiếng nói vừa dứt, Thủy Kính Hoa mặt đẹp bên trên chính là hiện lên vẻ thống khổ, nguyên bản bị áp chế xuống độc tính, bắt đầu phản công, dược lực cùng độc tính ở trong cơ thể lẫn nhau công phạt trước. Khóe miệng của nàng lần nữa tràn ra máu tươi, thương thế dần dần tăng thêm. Giờ phút này, Thủy Thiên Thiên không nhịn được ha ha phá lên cười nói, cứ như vậy để cho nàng chết, ngược lại là tiện nghi nàng, vừa vặn, trước khi chết, để cho cái này con bé chết bầm thật tốt vùng vẫy một tí, hơn bị chút hành hạ. Tay nàng cổ tay lộn một cái, đột nhiên lấy ra một quả minh in kỳ dị phù văn tinh thạch. Trung Lãng nhìn về phía vậy tinh thạch, ánh mắt chớp mắt nói, truyền âm đá. Cái loại này truyền âm đá, là một đôi, chỉ cần trước thời hạn đem bên trong một quả, an trí tốt, cho dù ở bất đồng không gian, cũng có thể lẫn nhau truyền âm. Thủy Thiên Thiên đem linh lực bơm vào đến vậy truyền âm đá bên trong, mặt mỉm cười mở miệng nói, em gái ngoan, ngươi làm sao đứt đoạn tiếp theo thực tập? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tỷ tỷ nhưng mà rất lo lắng ngươi à, điểm cuối, ở trước mắt, lập tức phải thông qua thực tập, ngươi làm sao có thể dừng lại đâu? Cười trên sự đau khổ của người khác. Thủy Thiên Thiên lại là vào lúc này còn muốn cười trên sự đau khổ của người khác. Giờ phút này, Thủy Kính Hoa đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ, ủy khuất, không cam lòng vân. Vân, mà đầu sỏ chính là Thủy Thiên Thiên. Lúc này, chỉ là nghe được Thủy Thiên Thiên thanh âm cũng đủ để cho người căm hận được muốn giết người, huống chi là nàng châm chọc. Loại cảm giác đó, có bao nhiêu khó mà chịu đựng, có thể tưởng tượng được. Thủy Kính Hoa tâm cảnh loạn lên, lại là phun một ngụm máu tươi ói ra. Thủy Thiên Thiên thấy vậy, lần nữa phát ra cười to một tiếng. Cùng lúc đó, nước Minh Đảo Hải vực phụ cận bên trên, một chiếc màu vàng thuyền lớn đang lấy tốc độ cực nhanh rẽ sóng đi về phía trước. Diệp Thần khẽ cau mày, trong lòng mơ hồ có một phần dự cảm xấu, lực lượng trên tay hắn theo bản năng tăng thêm một phần, vậy hàng thuyền tốc độ lần nữa nâng cao. Thủy Thiên Thiên nhìn Thủy Kính Hoa tức giận được hộc máu, nhưng không thể làm gì hình dáng, mặt đẹp cũng một phiến đỏ bừng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ hưng phấn, tựa như cao triều liền vậy, thỏa mãn tới cực điểm. Nàng tiếp tục mở miệng nói, muội muội, người biết dựa vào tỷ tỷ mình là tuyệt đối không cách nào có được ngày này thanh linh nước cùng thực máu tung tóe, người biết là ai giúp tỷ tỷ sao? Khóe miệng nàng nâng lên một tia cười lạnh nói, ha ha, là Trung Lãng, Trung công tử nha. Chính là ban đầu bị ngươi cự tuyệt vị kia Trung công tử, hiện tại, hắn là tỷ tỷ đàn ông, ngươi nhất định rất hối hận chứ. Thiên phú võ đạo cao hơn nữa, lớn lên lại đẹp thì có ích lợi gì đâu. Người phụ nữ à, cuối cùng vẫn là được dựa vào người đàn ông, mỗi mỗi ngươi như vậy băng thanh ngọc khiết nữ thần liền Trung công tử đều coi thường, chắc hẳn, người đàn ông nhất định so Trung công tử còn phải ưu tú chứ. Hiện tại, hắn đang ở đâu vậy? Làm sao không đến cứu ngươi đâu? Thủy Kính Hoa chặt chẽ siết quả đấm, trong lòng là vô cùng không cam lòng cùng ủy khuất, dựa vào cái gì nàng muốn rơi vào như vậy tình cảnh. Nàng kết quả đã làm sai điều gì? Bị buộc thoát đi Táng Thiên Hải sau đó, nhiều năm như vậy, nàng đều là dựa vào mình đi một mình tới đây, chịu bao nhiêu khổ, cũng chỉ có chính nàng rõ ràng, có thể, cố gắng của nàng cũng không có được hồi báo. Thủy Kính Hoa đột nhiên cảm thấy một hồi mệt mỏi. Có lẽ chỉ có cái có thể làm cho nàng dựa vào nam tử cũng là một chuyện tốt tình. Không khỏi, nàng đầu óc bên trong hiện lên một tấm lãnh đạm nam tử khuôn mặt. Ở nơi này sống chết để gặp, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm mãnh liệt, nàng lại là hy vọng có thể trước khi chết, tạm biệt Diệp Thần một mặt. Thủy Kính Hoa ngầm cười khổ, nàng tự nhiên biết cái này là không thể nào, Diệp Thần làm sao sẽ xuất hiện ở nước Minh Đảo.
Giờ phút này, nước Minh Đảo bến đỏ chỗ, không ít người đều là vô cùng rung động nhìn trước mặt một màn, chỉ gặp một đạo kim quang lấy tốc độ nhanh như tia chớp từ trên biển hướng cái này bến đỏ bắn nhanh tới. Bọn họ cho tới bây giờ không có thấy được qua nhanh như vậy thuyền à. Ngay chớp mắt, vậy thuyền lớn đã đến bến đỏ trước, ầm một tiếng vang lớn, hắn bỗng nhiên ngưng tiến về trước, ở quán tính dưới tác dụng, khơi dậy một hồi sóng lớn, đập vào trên bến tàu. Một khắc sau, một tên thần sắc lãnh đạm nam tử, thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở trên bến tàu, hắn ánh mắt chớp mắt, đột nhiên đi tới một tên thanh niên trước người, tiện tay ném ra một viên đạo cát hỏi, thủy gia, ở nơi nào? Thanh niên kia nhận lấy đạo cát, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, hướng một cái hướng khác chỉ một cái nói, đi bên kia đi, lớn nhất tòa kia phủ đệ chính là. Diệp Thần thần niệm đảo qua, bước chân chợt đạp một cái, lại là ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nước Minh Đảo tựa như đều chấn động một tí, ngay chớp mắt, Diệp Thần bóng người liền từ tại chỗ biến mất không gặp. Trên bến tàu đám người, mỗi một người đều là kinh được trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không nhìn được nuốt nước miếng một cái, có chút khó có thể tin lẩm bẩm, mới vừa rồi người nọ. Thật sự là càn khôn cảnh tồn tại sao? Thủy phủ trước, hai người giữ cửa người làm đột nhiên sửng sốt một chút, nháy mắt một cái, giờ phút này, một tên thần sắc lãnh đạm nam tử ngay tức thì xuất hiện ở bọn họ trước mắt, có thể, mấu chốt là bọn họ căn bản không có phát hiện cái này nam tử là làm sao xuất hiện. Diệp Thần hướng thủy phủ tấm bảng trên nhìn một cái, kỳ thần niệm ngay tức thì xông ra. Rất nhanh, chính là nhướng mày một cái, thủy phủ bên trong, lại không có thủy kính hoa hơi thở. Lúc này, chân hắn bước một bước liền hướng thủy phủ đi tới. Đây là, tên kia trẻ tuổi người làm hét lớn một tiếng nói, thằng nhóc, ngươi làm gì? Thủy phủ là ngươi có thể tùy tiện vào tới địa phương sao? Cho ta lăn ra ngoài. Diệp Thần liếc người nọ một mắt, nhàn nhạt nói ta, tên là Diệp Thần, là tới gặp thủy kính hoa nước cô nương. Tới gặp nhị tiểu thư. Trung niên kia người làm thủy nguyên khẽ cau mày, đối với trẻ tuổi kia người làm nói, người đi thông báo nhị tiểu thư một tiếng. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, xem ra, thủy kính hoa đúng là tiến vào thủy phủ này bên trong. Thủy Thiên Thiên ngoài cửa xương phòng đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Nàng nhướng mày một cái, tiện tay một chút vậy truyền ảnh tinh lên hình ảnh, ngay tức thì biến mất. Rồi sau đó, trầm giọng nói, người nào, không biết bổn tiểu thư đang nghỉ ngơi sao, cũng dám đến quấy rầy. Giờ phút này, ngoài cửa vang lên một đạo vô cùng giọng cung kính nói, mời đại tiểu thư bất giận, hạ người hầu có chuyện quan trọng bẩm báo. Thủy Thiên Thiên cau mày nói, chuyện gì? Vậy người làm mở miệng nói, ngoài cửa tới một muốn gặp nhị tiểu thư tiểu tử, gọi là Diệp Thần, hạ người hầu cần phải như thế nào đối phó? À! Thủy Thiên Thiên thần sắc động một cái nói, thằng nhóc này, thực lực gì? Vậy người làm có chút khinh thường địa đạo, bất quá là một càn khôn cảnh tu vi phế vật thôi. Thủy Thiên Thiên cùng Trung Lãng nghe vậy, cười, mỉa mai cười, các nàng biết, chuyện vui tới. Lúc này, Thủy Thiên Thiên liền mở miệng nói, hiện tại liền đem vị này Diệp công tử, mời tới bổn cô nương trong buồng tới. Vậy người làm sửng sốt một chút, ngay sau đó kêu, ưng. Thủy Thiên Thiên hướng về phía vậy truyền ảnh tinh một chút, hình ảnh lần nữa sáng lên, giờ phút này, Thủy Kính Hoa mặt đẹp bên trên nhưng là một phiến vẻ bối rối. Mới vừa rồi, Thủy Thiên Thiên cùng vậy người làm đối thoại, nàng toàn bộ đều nghe được. Nàng không nghĩ tới, Diệp Thần lại là tới thật. Mặc dù, giờ phút này nàng rất muốn gặp Diệp Thần, nhưng, nàng cũng rất rõ ràng, lấy Thủy Thiên Thiên cùng Trung Lãng tính cách. Nếu như phát hiện Diệp Thần là mình đồng bạn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn à. Nàng biết, Diệp Thần thực lực rất cường đại, nhưng, mạnh mẽ đi nữa, cũng không khả năng là Trung Lãng đối thủ chứ. Thủy Kính Hoa không hy vọng Diệp Thần bởi vì mình mà chết. Nhìn Thủy Kính Hoa thần sắc, Thủy Thiên Thiên hơn nữa mừng rỡ, nàng cười nói, muội muội, người đều nghe được chứ. Người nam người tới, cao hứng không? Muội muội ánh mắt thật là ngoài dữ liệu à. Lại coi trọng một tên càn khôn cảnh tồn tại. Tỷ tỷ ngược lại là thật là tò mò, thằng nhóc này kết quả có chỗ gì đặc biệt, có thể đem muội muội ngươi cái loại này băng thanh ngọc khiết nữ thần cũng mê mẫn đâu. Trung Lãng liền châm biếm phụ họa nói, có lẽ, thằng nhóc này là vạn cổ yêu nghiệt, có thể vượt cấp mà chiến như vậy. Ừ, duy nhất, càng mấy chục cảnh giới, thực lực có thể so với thái chân cảnh. Ha ha, ngược lại là đủ kinh sợ.
Lời vừa nói ra, Thủy Thiên Thiên cùng Trung Lãng đều là không nhịn cười được, lời như vậy, chính bọn họ nói ra cũng cảm thấy muốn cười chết người. Đây là, Thủy Kính Hoa cưỡng ép nhắc tới một hơi linh khí, mở miệng nói, Thủy Thiên Thiên. Ngươi ở nói nhăng gì đó, ta căn bản không biết người này. Như vậy thương thế dưới, cho dù là nói chuyện cũng là một kiện vô cùng tốn sức sự việc, cưỡng ép mở miệng để cho Thủy Kính Hoa lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thủy Thiên Thiên nghe vậy cười lạnh nói, phải không? Nhưng mà tỷ tỷ không hiểu phải, mới vừa muội muội bị ta như vậy cười nhạo, tức giận được cũng hộc máu, lại không có mở miệng phản bác, hiện tại, làm sao vì một người xa lạ mở miệng nói chuyện đây? Ngươi có thể nói cho tỷ tỷ, là tại sao không? Thủy Kính Hoa nghe vậy, sắc mặt biến đổi, trầm mặc xuống, thần sắc nhưng bộc phát tiêu nóng này.